Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 4. Chính là tên tiểu tử này, nghe cấp dưới báo cáo, người đàn ông trung tuổi vô thức liếc nhìn Đinh Dũng với vẻ bất ngờ. Dù thế nào thì Viên Thiên Hằng cũng không thể ngờ nổi kẻ đối đầu với Viên Thiếu Khang và còn một đòn đánh bại Lưu Đại Sư lại là một thanh niên trẻ tuổi đến vậy. Đi điều tra, xem tên tiểu tử này rốt cục có lai lịch gì, Viên Thiên Hằng liếc sang cấp dưới rồi điềm tĩnh nói, cho dù dùng cách nào cũng phải tra ra thật kỹ, đem tin tình báo về báo cáo tôi. Vâng, lão đại, người kia gật đầu rồi quay về vẻ mặt ban đầu, cùng Viên Thiên Hằng bước qua Đinh Dũng đi vào trong. Đinh Dũng đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Viên Thiên Hằng, anh hơi cau mày. Mặc dù người này anh không quen nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt sắc lạnh của ông ta. Đó chính là gia chủ nhà họ Viên, Viên Thiên Hằng, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng khác lạ, cũng cảm nhận được ánh mắt của Viên Thiên Hằng, cô nhớ ra tin đồn ngày hôm nay nên khẽ cười, nói anh Đinh, việc tối qua là do anh làm à? Việc tối qua, Đinh Dũng lặng người, không hiểu Kim Tư Kỳ có ý gì. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ vừa cười, vừa cùng Đinh Dũng đi vào và nói, tối qua ở cửa Thiên Hương Các có một cao thủ giúp Trương Bồi Sơn ra tay xử lý đại thiếu gia nhà họ Viên một phen, và lại còn đòi địa bàn của hội Hắc Mã. Hóa ra là việc này, Đinh Dũng như được tỉnh ngộ, hóa ra Kim Tư Kỳ nói tới việc này. Trước đó anh còn tưởng xảy ra chuyện gì, vì thực ra chuyện tối qua đối với Đinh Dũng mà nói thì không đáng là gì. Là tôi làm, đã bị Kim Tư Kỳ đoán ra. Anh cũng không phủ nhận. Thấy Đinh Dũng thừa nhận, Kim Tư Kỳ mỉm cười không nói gì, hai người cùng đi vào tòa kiến trúc đầu tiên bên trong trang viên Thanh Long. Tòa kiến trúc này cổ kính và đầy khí thế. Đối diện với cửa của trang viên Thanh Long, là một phòng hội nghị cỡ lớn nằm tách bên ngoài trang viên Thanh Long, bây giờ được người ta sử dụng để tổ chức buổi đấu giá. Ôi chao, cô Kim, mời vào, vừa vào cửa đã có một người đàn ông mặc đồ Âu tiến tới đón. Sau khi thấy Kim Tư Kỳ, người này tươi cười làm tư thế mời. Quản gia Thiết, thấy người đàn ông mặc đồ Âu, Kim Tư Kỳ cũng nở nụ cười gật đầu đáp lễ. Vị quản gia họ Thiết này trông mặt mày sáng sủa, đeo một cặp kính gọng vàng, mặc đồ Âu nhạt màu, trông vô cùng nho nhã khí chất. Vị này là, quản gia Thiết đẩy chiếc kính trên mũi rồi cười nhìn về phía Đinh Dũng. Nghe thấy quản gia Thiết nói, Kim Tư Kỳ nhìn sang Đinh Dũng, cười nói, đây là bạn tôi. Hôm nay anh ấy cùng tôi đến buổi đấu giá. Được, đã là bạn của cô Kim Tư Kỳ thì chính là khách quý của nhà họ Thiết chúng tôi, xin mời vào, quản gia Thiết lanh lẹ liếc Đinh Dũng một cái, sau đó lại về với bộ dạng ôn hòa nho nhã trước đó, nói tôi vẫn muốn cảm ơn cô Kim đã tới đây, cô thấy thích thứ gì thì đừng bỏ qua nó nhé. Thiết quản gia, ông cứ làm việc nhé, tôi và bạn vào trong trước, Kim Tư Kỳ vẫy tay rồi dẫn Đinh Dũng vào trong. Thiết quản gia nhìn bóng Đinh Dũng hồi lâu mới thu ánh mắt về. Ông ta hơi cau mày, nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rời khỏi phòng họp. Khi tới bên trong phòng hội nghị, đã có không ít người đợi ở đây. Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng tìm chỗ ít người rồi ngồi xuống. Thiết quản gia là thân tín của nhà họ Thiết, nghe nói không phải người nhà họ Thiết nhưng được gia chủ nhà họ Thiết coi trọng nên mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Thiết đều do ông ta giúp gia chủ. Có công lao lớn, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng rồi nói những gì mình biết. Nhà họ Thiết, Đinh Dũng trầm ngâm, đột nhiên quay đầu sang nhìn Kim Tư Kỳ, cười nói, tình báo của nhà họ Kim các cô cũng thật rộng, mới đến Kim Châu vài ngày đã nắm rõ mọi thế lực lớn nhỏ ở Kim Châu rồi. Anh Đinh chê cười rồi, mặc dù thế lực nhà họ Kim lớn mạnh, tổ chức tình báo giải khắp nơi nhưng muốn tìm hiểu kỹ một nơi lại không hề dễ dàng, kể cả là một thành phố Kim Châu nhỏ bé thế này. Không dễ để tìm hiểu mọi ngóc ngách đâu, Kim Tư Kỳ thở dài rồi lắc đầu với vẻ mặt bất lực. Mặc dù tổ chức tình báo của nhà họ Kim ở Giang Nam phủ khắp nơi nhưng trên thực tế chỉ có thể nắm chắc tình hình của các tập đoàn bình thường, kể cả là một thành phố Kim Châu nhỏ như vậy cũng không phải có thể nằm trong lòng bàn tay cô ta được, thậm chí đến đối phương rốt cục trông thế nào cô ta cũng không biết. Ồ, có người mà nhà họ Kim không tra ra được sao? Đinh Dũng tò mò hỏi, ví dụ. Ví dụ đại đương gia của hội Hắc Mã, Kim Tư Kỳ nhướng mày nhìn thẳng vào Đinh Dũng, nói tiếp, chỉ có thể biết được đại đương gia là nhân vật thần bí và vô cùng mạnh, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng trên thực tế đều là nói nhảm, đến ông ta trông thế nào tôi cũng không biết. Ví dụ như nhị đương gia của hội Hắc Mã, Thiết Hoàng, nói tới đây, Kim Tư Kỳ nhìn xung quanh, không thấy ai rồi mới tiếp, Thiết Hoàng là lão tổ tông của nhà họ Thiết, nghe nói thực lực cao cường khiến người ta không thể nào theo kịp. Thế nhưng đây chỉ là lời đồn,
tình báo của tôi cho biết ngoài một tấm ảnh đen trắng của người này, cũng như thân phận của ông ta ở nhà họ Thiết thì không còn thông tin gì khác. Nhà họ Thiết và hội Hắc Mã cũng có liên quan, thú vị đấy, Đinh Dũng xoa xoa cằm suy tư rồi cười nói. Đương lúc anh đang nghĩ tới nhà họ Thiết thì phía trước đột nhiên nhốn nháo lên, tiếp sau đó có một giọng nói vang lên, hoan nghênh quý khách tới tham dự buổi bán đấu giá ngày hôm nay. Tiếp theo tôi xin tuyên bố buổi đấu giá chính thức được bắt đầu. Phía trên sân khấu lúc này có một lão già đầu tóc bạc phơ, trông ông ta cũng chừng 70-80 tuổi nhưng sắc mặt lại vô cùng hồng hào, làn da trắng trẻo. Bắt đầu rồi, Kim Tư Kỳ ngồi thẳng, sắc mặt nghiêm túc hẳn lại. Thấy bộ dạng này của Kim Tư Kỳ, mọi thắc mắc trong lòng Đinh Dũng trước đó đều dồn cả lên người ông già đứng trên sân khấu với làn da trắng trẻo kia. Sân khấu cao chừng nửa mét, bên trên còn có những vật phẩm được che đậy bằng lớp vải lụa đỏ khiến người ta chăm chú. Thiết Vô Cực, tôi chủ trì buổi bán đấu giá ngày hôm nay, lão già với làn da hồng hào kia tên là Thiết Vô Cực, ông ta chắp tay nhìn một lượt tất cả mọi người rồi nói, vật phẩm đầu tiên chính là một cổ vật được vớt lên từ biển sâu. Dứt lời, Thiết Vô Cực liền lật tấm lụa đỏ trên sân khấu, để lộ vật phẩm. Vô hình chung, một luồng khí thức cổ theo tấm lụa đỏ bay ra khiến người ta được trấn tĩnh lại tinh thần. Đến cả phòng họp náo nhiệt như vậy mà lúc này cũng im ắng hẳn lại. Tất cả mọi người đều chú ý đến vật phẩm cổ màu vàng được trưng bày trên sân khấu. Vốn dĩ Đinh Dũng chẳng có mấy hứng thú với buổi bán đấu giá này, thế nhưng lúc này anh lại tò mò nheo mắt nhìn. Vật phẩm này trông giống như được làm bằng gỗ khô, tỏa ra mùi hương kỳ lạ, khó có thể nói ra nó có mùi gì nhưng có thể khiến cho bất cứ ai ngửi vào đều cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Đây là thứ gì mà lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy, Kim Tư Kỳ nhìn vật phẩm chăm chú rồi lên tiếng tự nhủ. Thiết Vô Cực nhắm mắt say sưa rồi hít một hơi thật sâu, được một lúc ông ta mới mở mắt ra rồi lên tiếng nói với giọng điềm tĩnh, có lẽ các vị đã cảm nhận được hiệu quả của vật này trong việc khiến người ta tập trung hơn. Nó là một bảo vật vô cùng hiếm có. Đoạn gỗ này được vớt lên từ biển sâu, đã được nhiều chuyên gia phân tích nhưng vẫn không thể xác định được nó làm từ gỗ gì nhưng hiệu quả lại vô cùng to lớn. Giá khởi điểm của nó là 10 triệu nhân dân tệ, thấy bầu không khí cũng đã chín muồi, Thiết Vô Cực mới bật cười rồi nói. Tôi trả 10 triệu 100, không đợi Thiết Vô Cực nói xong, đã có người giơ bảng trả giá. Nghe có người trả giá, mọi người đều xôn xao. Quả thực hiệu quả của món đồ này vô cùng hiếm, Kim Tư Kỳ đang định giơ bảng lên thì bị Đinh Dũng ngăn lại. Đợi đã, giá cả nhất thời chưa lên tới đỉnh được, Đinh Dũng lắc đầu nói. Món đồ này cũng không tồi nên người tranh nhau mua đương nhiên không hề ít. Bây giờ trả giá cũng mất công. Kim Tư Kỳ lặng người một lát rồi kinh ngạc nhìn Đinh Dũng, nói anh Đinh cũng thích món đồ này sao? Nếu anh cũng thích thì tôi có thể giúp anh giành lấy nó về, Kim Tư Kỳ nhìn Đinh Dũng. Cười nói. Đinh Dũng nhìn khúc gỗ khô trên sân khấu với vẻ suy tư. Anh có thể cảm nhận được một mùi hương quen thuộc từ khúc gỗ này, như thể anh biết gì đó. Lẽ nào thật sự là người đó, Đinh Dũng nhìn khúc gỗ, nhắm mắt, cảm nhận luồng khí tức vừa thân quen lại vừa xa lạ. Hồi lâu anh mới mở mắt ra rồi thở dài. Anh đã xác định được đây không phải là gỗ gì mà là một đoạn xương tay của một cố nhân, không biết vì sao lại biến thành thế này. Bây giờ giá bao nhiêu rồi, Đinh Dũng định thần trở lại quay đầu hỏi Kim Tư Kỳ. Nghe Đinh Dũng nói, Kim Tư Kỳ giật mình rồi vội đáp, đã lên tới 23 triệu nhân dân tệ rồi, chúng ta có mua không? Giúp tôi giành lấy nó về, Đinh Dũng gật đầu. Đã là vật của cố nhân thì vẫn không nên để nó rơi vào tay người ngoài, và lại đoạn xương này không biết vì lý do gì mà đã trở thành một thứ có thành phần mới đặc biệt, Đinh Dũng có được nó cũng sẽ có lúc dùng đến nó. Được. Kim Tư Kỳ gật đầu, cô giơ tấm bảng lên rồi trả giá, 30 triệu nhân dân tệ. Khụ khụ, nhà họ Kim các cô giàu có vậy sao, Đinh Dũng xoa xoa mũi, không ngờ Kim Tư Kỳ lại có thể trả cái giá lên tới 30 triệu nhân dân tệ. Mặc dù số tiền này đối với anh không phải là nhiều nhưng người khác cũng mới chỉ trả tới con số 23 triệu nhân dân tệ, Kim Tư Kỳ mới trả đã hét lên tới 30 triệu, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Và lại gần đây Kim Tư Kỳ mới gặp phải vụ ám sát, hiện giờ lộ diện chắc chắn không phải sự lựa chọn tốt đẹp, rất có khả năng sẽ chuốc thêm phiền phức không đáng có. Hóa ra là đại tiểu thư của nhà họ Kim ở Giang Nam, chẳng trách mà hào phóng như vậy. Vật này có lẽ thuộc về cô Kim này rồi, có người nhìn và nhận ra Kim Tư Kỳ thì liền mất đi động lực.
Ai mà không biết nhà họ Kim có tài sản kếch xù thế nào, đọ tiền với Kim Tư Kỳ rõ ràng là tự tìm trái đắng. Hai, xem ra tôi phải thất vọng rồi, ở phía xa có người lắc đầu không trả giá nữa. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Lúc này bọn họ đã thực sự để lộ thân phận, trong lúc bất lực, Đinh Dũng chỉ còn cách nâng cao cảnh giác. Cô Kim ra giá 30 triệu nhân dân tệ, xin hỏi, còn ai ra giá nữa không? Thiết Vô Cực nhìn Kim Tư Kỳ cười tươi rói, sau đó ông ta nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu đếm, 30 triệu lần thứ nhất, 30 triệu lần thứ hai. Tôi ra giá 40 triệu nhân dân tệ, một người đàn ông đứng dậy nhìn vào khúc xương tay trên sân khấu rồi nói. Giọng nói của người này ông quá lớn nhưng lại rõ ràng rõ ràng đủ cho mọi người nghe thấy. Người này tướng mạo bình thường, là một người đàn ông trung tuổi, trên khuôn mặt còn có vết sẹo, trông vô cùng dữ dằn. Người này là ai mà lại dám đấu giá với cô Kim, có người nhìn người này rồi không khỏi lắc đầu. Đọ tiền và độ giàu có với nhà họ Kim thì e rằng cả thành phố Kim Châu này không ai dám làm vậy cả. Người này không biết từ đâu ra mà lại dám đọ với Kim Tư Kỳ. Nghe người này ra giá, Kim Tư Kỳ không khỏi cau mày. Cô lập tức đưa mắt qua nhìn, vừa hay lúc này đối phương cũng đưa mắt nhìn cô. Hai người nhìn nhau, đôi mắt Kim Tư Kỳ dần dần trống rỗng. Cô ngây người ngồi đó, nếu không phải còn đang mở chừng mắt thì Đinh Dũng còn tưởng cô ngủ say rồi. Đồng mộc, Đinh Dũng nheo mắt lại, giơ tay trái đặt lên vai Kim Tư Kỳ. Sức mạnh của thần trí dần dần được bộc phát, như nước lũ trào dâng rồi sau đó chặn đứt sự liên hệ giữa Kim Tư Kỳ và người kia. Kim Tư Kỳ khẽ run người, sau đó cô quay về trạng thái tỉnh táo ban đầu. Cô thở phào một hơi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi như thể cô đã ngủ say vậy, chỉ cảm thấy xung quanh đen như hũ nút và cô đã mất đi sức lực. Anh Đinh, tôi, sắc mặt Kim Tư Kỳ trắng bệch. Cô nắm chặt tay nhìn Đinh Dũng, vừa rồi tôi làm sao vậy? Ánh mắt người đó có vấn đề, đừng nhìn thẳng vào người đó, Đinh Dũng lắc đầu, không nói chi tiết. Ánh mắt người đó quả thực có vấn đề, vừa rồi đối phương đã dùng đồng mộc, một loại thuật pháp vô cùng đặc biệt. Đinh Dũng cũng phải đến hàng trăm năm rồi chưa gặp ai sử dụng nó, không ngờ hôm nay lại gặp được một người sử dụng đồng mộc. Xem ra là bọn yêu ma quỷ quái xuất hiện rồi, Đinh Dũng thầm nghĩ trong lòng, có lẽ phải nhanh chóng nghĩ cách tăng nhanh thực lực thôi. Vậy chúng ta có trả giá nữa không, Kim Tư Kỳ bặm môi. Sau khi trải qua việc này, cô cảm thấy không mấy chắc chắn, không biết có nên tiếp tục trả giá nữa hay không. Nếu như tiếp tục trả giá thì rất có khả năng đụng tới nhân vật thần bí. Không phải sợ, tiếp tục đi, Đinh Dũng gật đầu quả quyết. Được, Kim Tư Kỳ hít một hơi thật sâu rồi cố kiềm chế nỗi lo trong lòng. Cô lại lần nữa giơ bảng lên, tôi trả 40 triệu nhân dân tệ. Quả nhiên không hổ là nhà họ Kim đất Giang Nam, ra tay hào phóng, nghe Kim Tư Kỳ ra giá lần thứ hai, trong phòng hội nghị lập tức xôn xao. Cách trả giá mỗi lần cách nhau cả 10 triệu nhân dân tệ thế này cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy. Thực ra Kim Tư Kỳ không nhiều tiền mà là muốn ra luôn giá cao để ép người khác, đỡ phải phiền phức nhích thêm ít tiền. Cách này quả nhiên có tác dụng. Rất nhiều người thấy cái giá này xong thì lùi bước, nhưng lần này rõ ràng cô đã gặp một người khác với những người còn lại. 50 triệu nhân dân tệ, vẫn là người đàn ông trung tuổi đó. Giọng nói của ông ta không quá to nhưng lại rõ ràng dõng dạc. 60 triệu nhân dân tệ. Kim Tư Kỳ cau mày như thể không ngờ tới người này lại có thể khó bị cắt đuôi như vậy. Có giỏi thì ông hét giá tiếp đi. Tôi không tin Kim Tư Kỳ tôi có thể thua ông. Cô đã từng tham gia bao nhiêu cuộc bán đấu giá nhưng chưa bao giờ biết thua là gì, và lại món đồ này là thứ mà Đinh Dũng cần, cho dù thế nào thì cô cũng phải giành lấy nó bằng được. Xem ra người kia cũng ngang ngửa với cô Kim, có người thấy cách Kim Tư Kỳ ra giá xong thì lên tiếng bàn tán. Lúc này cả hội trường đều yên tĩnh hẳn, ánh mắt mọi người đều chăm chú quan sát Kim Tư Kỳ và người đàn ông kia. Không ít người bắt đầu xôn xao bàn tán về thân phận của người đàn ông kia. Đột nhiên, ông ta đứng dậy quay đầu nhìn Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng, khóe miệng ông ta nhếch lên trông đầy ý tứ. Đương lúc mọi người tưởng rằng ông ta lại trả giá thì ông ta xua tay nói, tôi thôi, cô gái này đã muốn có món đồ đó như vậy thì để cho cô ấy. Mặc dù món đồ này rất tốt nhưng cô cũng nên nhớ rằng cũng có thể sẽ có hại đấy, người đàn ông nhếch miệng lên cười nụ cười bí hiểm, vẻ mặt ông ta trông rõ vẻ giảo hoạt. Ông ta tiếp tục nói, đồ tốt cũng phải gặp người có duyên mới tốt. Ôi chào, đây rõ ràng là uy hiếp còn gì nữa,
Nghe người đàn ông kia nói vậy, có người lên tiếng. Đây không chỉ là uy hiếp, ông ta vừa dứt lời thì kéo theo cả một phen bàn tán. Đến cả Thiết Vô Cực đứng trên sân khấu cũng biến sắc, ông ta lên tiếng ngay lập tức, vị này, đồ đấu giá của nhà họ Thiết tôi từ trước đến nay đều công bằng nghiêm minh, người nào ra giá cao thì có được, hy vọng cậu nể mặt nhà họ Thiết chúng tôi. Đương nhiên, người đàn ông bật cười lắc đầu rồi ngồi xuống, không nói gì thêm. Kim Tư Kỳ nắm chặt tay, từ đầu tới cuối không nói câu nào. Người đàn ông kia cho cô một cảm giác rất nguy hiểm, đặc biệt là khi hai người nhìn nhau. Cô không muốn dây dưa lâu thêm với người này. Nếu không phải đây là món đồ mà Đinh Dũng muốn có thì cô thậm chí còn có thể bỏ qua. Không sao, không phải lo ông ta trả thù đâu, như cảm nhận được sự khác thường từ phía Kim Tư Kỳ, Đinh Dũng cười rồi nói hết sức tự tin. Đồng Mộc mặc dù rất đặc biệt và lại khó mà đề phòng nhưng đối với Đinh Dũng mà nói thì nó lại không thành vấn đề. Tinh thần và tâm trí của anh rất vững, trải qua hơn 5.000 năm sống trên đời, linh hồn bất tử của anh đã sớm đạt tới mức độ đáng sợ, cho dù Đồng Mộc có dị thường thì cũng không thể có tác dụng với linh hồn của anh. Đối với Đinh Dũng mà nói, nếu là võ sĩ cực mạnh thì không dễ gì đối phó chứ Đồng Mộc dị thường khó dò này đối với anh chỉ là vặt vãnh. Thấy Đinh Dũng cười nói tự tin, Kim Tư Kỳ gật đầu bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, đoạn xương tay kia được người ta đưa tới. Thấy đoạn xương tay màu vàng úa bên trong chiếc hộp gấm, Đinh Dũng nhắm mắt lại trầm tư một lát rồi hạ giọng, nói quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, luồng khí tức đó dù gì cũng là từ xương của cố nhân, có lẽ đủ dùng. Nghĩ tới đây, anh lại hít sâu một hơi đóng chiếc hộp lại rồi nhìn về bàn trà bên cạnh. Sau đó người ta lại bày thêm vài bảo vật nữa, mặc dù đối với người khác đều là những thứ quý hiếm nhưng đối với Đinh Dũng thì chẳng có thứ gì đủ sức hấp dẫn cả. Ví dụ như có một bức có bút tích của Liễu Đại Gia với giá khởi điểm là 130 triệu nhân dân tệ nhưng đối với anh, món đồ này không bằng anh tùy hứng viết ra. Trong mắt anh thứ này chẳng đáng lấy một xu. Kim Tư Kỳ cũng làm theo ý Đinh Dũng lấy thêm vài món đồ, với ý định khi ông nội cô mừng thọ 80 tuổi thì sẽ lấy đó làm quà tặng. Lúc này Đinh Dũng mới nhớ ra 2 tháng nữa chính là sinh nhật của Kim Tiểu Lục. Tới lúc đó có phải tôi cũng nên tặng gì không? Đinh Dũng xoa xoa cằm nhướng mày nói. Nếu anh có thể đến thì tôi tin ông nội nhất định sẽ rất vui, nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ gật đầu cười đáp. Đinh Dũng lắc đầu không nói gì, anh chỉ đang nghĩ khi Kim Tiểu Lục sinh nhật, anh sẽ tặng một món quà, còn tiệc mừng thọ 80 tuổi gì đó, anh sẽ không tới tham gia. Dù gì với thân phận hiện giờ của anh là một gã ở rễ của nhà họ Hàn, nếu đột nhiên tham dự bữa tiệc mừng thọ của Nam Hoàng thì khó tránh khỏi có người để ý. Mặc dù khả năng này rất thấp nhưng Đinh Dũng lại không muốn cược. Trên đời này không yên bình như bên ngoài. Nếu anh thật sự bị người ta để mắt đế thì e rằng sẽ gặp phải họa. Vì vậy trước khi bản thân anh mạnh lên, anh sẽ không mạo hiểm. Cảm ơn mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Tiếp theo đây tôi sẽ giới thiệu với mọi người món đồ áp chót trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Đúng lúc này giọng nói của Thiết Vô Cực lại vang lên khiến mọi ánh mắt đều ngước nhìn. Chỉ thấy Thiết Vô Cực cười với một cô gái rồi gật đầu. Cô gái kia lập tức bê một cái khay gỗ to hình tròn màu đen đi tới, trên khay gỗ được che bởi lớp khăn lụa màu đỏ, nhìn không rõ vật bên trong là gì. Đây chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi ngày hôm nay, Thiết Vô Cực nhận lấy khay gỗ rồi đặt trên bàn trưng bày, ánh mắt ông ta tỏ vẻ hưng phấn, nói thứ này khá đặc biệt, xin phép cho tôi được nói tiếp, đây không phải là vật gì mà là một thông tin. Thông tin này có liên quan đến linh lực. Thiết Vô Cực nói chậm rãi từng từ một khiến ai nấy đều biến sắc. Cái gì, liên quan đến linh lực, rốt cục là thông tin gì, chỉ cần là người tu luyện võ và hiểu qua về võ thuật đều biến sắc. Nên biết rằng từ khi linh lực dần tản đi thì võ sĩ tu luyện ngày càng khó khăn nên mới dẫn tới xã hội hiện tại ngày càng ít võ sĩ như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Các gia tộc lớn đều bồi dưỡng hậu nhân của mình tu luyện võ đạo. Vì dù sao chỉ có thực lực của bản thân đủ mạnh mới có thể không sợ bất cứ điều gì. Và thứ có liên quan tới việc tu luyện võ đạo chính là linh lực. Đừng có thừa nước đục thả câu, thông tin này bán thế nào, không ai suy nghĩ xem thông tin này là thật hay giả vì dù sao cũng là thông tin của nhà họ Thiết đưa ra. Nếu như là giả thì uy tín của nhà họ Thiết sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà họ Thiết có lẽ cũng không đến mức vì chút lợi ích mà làm vậy. Các vị xin chớ vội. Nghe có người phía dưới nói vậy, Thiết Vô Cực nở nụ cười hài lòng. Ông ta khoát tay, nói,
vì thông tin này vô cùng quan trọng, nhà họ Thiết chúng tôi cho rằng cũng không nên độc chiếm nó, cho nên, chỉ cần nạp đủ số tiền cần thiết thì mọi người đều có cơ hội biết được thông tin này. Và lại nhà họ Thiết chúng tôi cũng hoan nghênh các vị cùng nghiên cứu với chúng tôi. Nói xong, Thiết Vô Cực lật tấm lụa màu đỏ trên khay gỗ ra rồi chỉ vào viên đá màu trắng sữa, nói, xin mời các vị xem, viên đá này chính là minh chứng cho thông tin đó. Tiếp theo đây, tôi xin tuyên bố giá của thông tin này là 50 triệu nhân dân tệ, chỉ cần các vị bỏ ra được số tiền này thì mọi người đều có cơ hội cùng tìm hiểu nó. Chẳng trách mà lần báo đấu giá này lại cử ra một lão già, hóa ra là có một thông tin quan trọng như vậy. Tôi, nhà họ Mạnh đồng ý bỏ ra 50 triệu nhân dân tệ, sau khi thấy đá linh, có người lập tức ra giá. Nhà họ Lý bỏ ra 50 triệu, có người ra giá là lại có thêm người khác ngồi không yên. Thế nhưng cũng có không ít người không mấy hứng thú với linh khí này, cũng không biết món đồ này rốt cục có giá trị thế nào nên lựa chọn quan sát. Cô không đấu giá sao? Đinh Dũng nhìn Kim Tư Kỳ rồi lên tiếng hỏi. Ở đây xuất hiện đá linh khiến anh cũng còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi thấy bộ dạng thờ ở của Kim Tư Kỳ thì Đinh Dũng lại thấy làm lạ. Theo lý mà nói một gia tộc lớn như nhà họ Kim có lẽ càng hiểu rõ về giá trị của đá linh hơn mới đúng. Việc này tôi phải báo lại với ông tôi mới được, nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ lắc đầu. Cô nhìn sang đá linh một cái rồi nói tiếp, tôi không hiểu về mấy thứ này cho lắm, không biết ông nội rốt cục có cần nó không. Tôi khuyên cô cũng nên mua đi, nhà họ Kim các cô sẽ cần dùng đến nó đấy, kể cả là nhà họ Kim ở Giang Nam thì cũng không dám nói mình không thiếu đá linh. Và lại càng là gia tộc lớn thì lại càng mong muốn có được đá linh hơn. Kim Tiểu Lục có lẽ cũng cần tới thứ này. Đinh Dũng không mấy quan tâm. Thứ này đối với anh mà nói thì tác dụng tăng sức mạnh không nhiều vì nguyên nhân bởi linh hồn của anh. Cho dù anh có tu luyện thế nào thì thể xác rất nhanh bị suy kiệt. Nếu không thì anh cũng sẽ không tự sáng tạo ra thánh tâm quyết lấy linh hồn để nuôi thể xác. Vì đá linh đối với anh mà nói không quan trọng. Cái anh cần chính là khí huyết tự sản sinh bên trong cơ thể và linh hồn không ngừng mạnh lên. Những người khác thì không giống vậy, giống như đồ đệ Tống Long của Kim Tiểu Lục, nếu như có đá linh tương trợ thì tốc độ lên cấp đại sư sẽ càng nhanh hơn. Vậy tôi cũng mua thông tin, thấy Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ không chần chừ nữa mà ra giá luôn. Mãi tới nửa tiếng sau, khi những người muốn có thông tin này đều ra giá xong thì Thiết Vô Cực mới tuyên bố buổi bán đấu giá kết thúc. Còn thông tin thì Thiết Vô Cực hứa rằng trong vòng 3 ngày sẽ viết bằng văn bản gửi tới tận nhà những người đã bỏ tiền ra mua. Sau khi buổi bán đấu giá kết thúc, Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ rời khỏi phòng hội nghị. Có điều khi bọn họ vừa ra khỏi cửa thì Đinh Dũng liền cảm nhận được phía sau bọn họ có người đi theo. Là người đó, khi ra khỏi trang viên Thanh Long, Đinh Dũng liền cau mày thầm nhủ. Mặc dù anh có thể cảm nhận được cái đuôi phía sau mình nhưng vì khoảng cách quá xa. Cụ thể là ai thì anh lại không rõ, nhưng chắc chắn là người có thù với anh. Ngoài nhà họ Viên ra thì buổi bán đấu giá còn có một người đàn ông thần bí nữa. Anh đang nghĩ gì vậy? Lên xe thôi, đúng lúc này, giọng nói của Kim Tư Kỳ vang lên. Đinh Dũng định thần trở lại, sau khi lên xe, anh nhìn sang Kim Tư Kỳ rồi nói, đi thôi, cẩn thận một chút. Có phải anh phát hiện ra gì không? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Kim Tư Kỳ lặng người hỏi lại. Khi cô đến, Đinh Dũng không nói lời nào. Bây giờ đột nhiên Đinh Dũng bảo cô cẩn thận, lẽ nào là có chỗ nào đó không ổn. Nói tóm lại là cẩn thận vẫn hơn thôi, Đinh Dũng lắc đầu rồi không giải thích gì thêm. Trong cảm giác của anh thì cái đuôi kia lại mất rồi nhưng anh lại có dự cảm chẳng lành cho nên mới nhắc nhở Kim Tư Kỳ lái xe cẩn thận. Chiếc xe đi men theo đường núi, Kim Tư Kỳ lái rất cẩn thận nhưng đi hết cả đoạn đường núi cũng không gặp phải bất cứ việc gì xảy ra. Trong lòng cô dần yên tâm hơn. Hy vọng là tôi nghĩ nhiều, Đinh Dũng cảm thấy người sử dụng đồng thuật kia không dễ đối phó vì đồng thuật đối với anh mà nói cũng vô tác dụng. Thế nhưng người kia có thể biến mất khỏi cảm giác của anh thì hoặc là người đó đã từ bỏ ý định đi theo, hoặc là có cách khác có thể che giấu khí tức của mình khiến Đinh Dũng không thể nào phát hiện ra. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấy sắp vào nội thành, Kim Tư Kỳ hơi thả lỏng tay khỏi vô lăng. Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên có một chiếc xe thương mại màu đen đuổi theo với tốc độ vô cùng nhanh. Chiếc xe thương mại màu đen kia không biết từ đâu đến, cứ thế lao về phía xe Kim Tư Kỳ. Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Tư Kỳ đạp phanh, đồng thời xoay vô lăng khiến chiếc xe rẽ ngoặt sang bên tránh va chạm đuôi xe với đối phương. Kim Tư Kỳ nắm chặt lấy vô lăng rồi hét lên. Đừng sợ,
Đạp phanh xe, Đinh Dũng mở to mắt nắm chặt lấy vô lăng, chiếc xe dần dần dừng lại. Đinh Dũng quay đầu lại nhìn chiếc xe đen thương mại kia lúc này lại lao lên. Anh cau mày mở cửa xe đi ra, hét với Kim Tư Kỳ, khóa cửa xe, đừng xuống. Dứt lời, Đinh Dũng đi xuống xe. Một chiếc xe thương mại phanh gấp cách Đinh Dũng không xa. Có 7, 8 người đàn ông bước xuống bao vây quanh Đinh Dũng với vẻ mặt bất thiện. Đúng lúc này có một chiếc xe Cayenne màu đen từ từ đi tới, 4 người đàn ông bước từ chiếc xe này xuống, trong đó có một người là Viên Thiên Hàng, người mà đã từng gặp mặt anh trước đó khi ở trang viên Thanh Long. Hóa ra là các người, Đinh Dũng nhướng mày, anh còn cho rằng là người đàn ông thần bí kia, không ngờ lại là người của nhà họ Viên. Cậu là Đinh Dũng, Viên Thiên Hàng dẫn người đi tới, nhìn Đinh Dũng với vẻ đầy hứng thú, sau đó ông ta lên tiếng, nghe nói cậu đánh người được lắm. Nhìn con ông là biết, nghe Viên Thiên Hàng nói vậy, Đinh Dũng cũng nhếch miệng cười rồi đáp lại. Nhưng câu này khi đến tai Viên Thiên Hàng lại khiến sắc mặt ông ta tối sầm cả lại. Con trai ông ta là Viên Thiếu Khang phải chịu tủi nhục trước mặt Đinh Dũng và lại kết cục lần nào cũng rất thảm, đây không khác gì giáng phát tát vào mặt Viên Thiên Hàng. Tiểu tử, nên biết núi cao còn có núi cao hơn. Cậu đừng có đắc ý, Viên Thiên Hàng tối sầm mặt, lạnh lùng lên tiếng. Gia chủ Viên, ông muốn thế nào, thấy Viên Thiên Hàng, Kim Tư Kỳ vội vàng bước xuống xe, cau mày lên tiếng. Nhà họ Viên tung hoành ngang dọc ở thành phố Kim Châu, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, càng một tay che trời, tác phong làm việc khiến cho người ta phải khiếp sợ. Sau khi tập đoàn bất động sản đỉnh kim của Kim Tư Kỳ tới Kim Châu đã chiếm không ít thị phần của nhà họ Viên nên cô không cho rằng Viên Thiên Hàng chặn bọn họ lại chỉ để nói chuyện. Ha ha, cô Kim, ra ngoài mà không dẫn theo vài vệ sĩ à, Viên Thiên Hàng thấy Kim Tư Kỳ xong thì trong ánh mắt tỏ vẻ kiêng dè. Ông ta nhếch miệng lên cười lạnh lùng, nheo mắt lại, nói, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sợ rằng ông lão Kim sẽ rất buồn đấy. Hừ, sự an toàn của tôi không cần ông phải bận tâm, Kim Tư Kỳ hắng giọng, nghe ra sự khó chịu trong lời nói của Viên Thiên Hàng. Cô nắm chặt tay, nói, không biết gia chủ Viên chặn chúng tôi lại là có ý gì. Đinh Dũng xoa xoa mũi, anh không ngờ Kim Tư Kỳ sẽ xuống xe. Thế nhưng đã có người ra mặt thì anh cũng không phí thêm lời với Viên Thiên Hàng làm gì. Nhà họ Kim ở Giang Nam thừa sức uy hiếp Viên Thiên Hàng. Nếu là hàng trăm năm trước, Viên Thiên Hàng dám chặn đường anh thì ông ta đã bị anh ấn dụi đầu xuống từ lâu rồi. Không có gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu bạn này một lát, Viên Thiên Hàng khoanh tay trước ngực cười lạnh lùng. Ông ta nói với Kim Tư Kỳ, cô Kim, tôi khuyên cô không nên qua lại với tên tiểu tử này, nếu không... Lỡ có xảy ra chuyện thì nhà họ Viên chúng tôi không gánh tội đâu. Ông thử xem, nghe Viên Thiên Hàng nói vậy, Đinh Dũng nheo mắt lại. Không biết tốt xấu là gì, mấy người các người lên dạy dỗ tên tiểu tử này cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn, lời của Đinh Dũng khiến Viên Thiên Hàng thật sự tức giận. Mặt ông ta tối sầm cả lại, ông ta như đã nhìn thấy cảnh Đinh Dũng bị đánh gãy tay gãy chân và nằm bò trên đất xin tha vậy. Người khác có thể không rõ về những vệ sĩ mà Viên Thiên Hàng dẫn theo bên mình, trông thì bình thường nhưng trên thực tế thì đều là những cao thủ mà ông ta phải bỏ ra khoản tiền lớn để mời về. Vâng, nghe Viên Thiên Hàng ra lệnh, 6 gã đàn ông lập tức gật đầu đi lên từ phía sau ông ta. Các người đừng có làm bừa, Kim Tư Kỳ biến sắc cau mày lên giọng. Viên Thiên Hàng hành sự độc đoán, không chỉ kiểm soát ngành bất động sản của thành phố Kim Châu mà còn có danh tiếng trong giới xã hội đen. Nếu không thì cũng không thể nào giữ chức tam đương gia của hội Hắc Mã được. Nếu thật sự để người của ông ta đụng tới Đinh Dũng thì một mình Đinh Dũng e rằng không thể nào địch lại nổi. Không sao, bọn họ muốn tìm đến cái chết thì cứ để bọn họ lên đi, Đinh Dũng cười và vỗ vai Kim Tư Kỳ, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. Nhưng anh Đinh, Kim Tư Kỳ sốt ruột. Giết gà đâu phải dùng tới dao mổ trâu, không cần các anh ra tay, một mình tôi giết hắn là được. Đúng lúc này một người đàn ông trong số đó bước ra rồi cười lạnh lùng. Lão Lục, đừng giết chết hắn, đánh gãy chân tay là được rồi, một người đàn ông khác nghe vậy thì nhìn Đinh Dũng cười châm chọc. Mặc dù cơ thể của Đinh Dũng nhờ phần hồn mà có được thực lực võ sĩ nhưng trông thì vẫn gầy gò, trong mắt bọn họ, trông anh đến sức trói gà còn không chặt. Tiểu tử, nếu cậu chủ động quỳ xuống trước mặt tôi thì có lẽ tôi có thể xem xét ra tay nhanh gọn hơn một chút. Kẻ tự xưng là Tiểu Lục đi tới và cười dữ tợn. Kim Tư Kỳ nắm chặt tay lo cho Đinh Dũng. Cô hạ giọng, anh Đinh, hay là gọi cho ông tôi? Không cần,
Cô ở đây đợi tôi một lát, Đinh Dũng lắc đầu cười tự tin. Sau đó ánh mắt anh nhìn qua Kim Tư Kỳ một lượt rồi di chuyển tới chỗ gã đàn ông với cái tên Tiểu Lục. Đôi mắt vốn dĩ ôn hòa thì lúc này sắc lạnh hẳn lại. Khóe miệng anh nhếch lên, anh không do dự thêm nữa mà lao lên trước như một mũi tên. Cậu muốn đánh gãy tay chân tôi, Đinh Dũng nheo mắt lại, giọng nói của anh đằng đằng sát khí, đã vậy thì tôi cho cậu nếm trước mùi vị của việc gãy chân tay. Dứt lời, bóng người Đinh Dũng di chuyển, hóa thành tàn ảnh rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt tên kia. Gã đàn ông với cái tên Lão Lục còn chưa kịp phản ứng lại, hắn vẫn còn cười hết sức tôi độc thì miệng đã phải phát lên tiếng kêu la thảm thiết. Một tay Đinh Dũng đặt lên vai hắn và bóp khiến xương vai gãy rời. A, à, tiếng kêu la thảm thiết khiến năm tên còn lại biến sắc. Sắc mặt của Viên Thiên Hàng cũng nghiêm trọng theo. Ông ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Giây phút Đinh Dũng ra tay, ông ta đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc này ông ta vội nạt năm tên còn lại còn không lên cả đi. Mau lên, cứu Lão Lục. Lão Lục, cố thêm chút nữa. Cả năm tên biến sắc. Vốn dĩ bọn chúng còn cho rằng thực lực của Lão Lục đủ để đối phó với Đinh Dũng, nhưng không ngờ Đinh Dũng lại che giấu thực lực kỹ như vậy. À, Kim Tư Kỳ bụng miệng kinh ngạc. Trước đó cô đoán ra Đinh Dũng có thể thân thủ không hề yếu nhưng không ngờ anh lại mạnh như vậy. Mới có chốc lát đã phế luôn cả vệ sĩ của Viên Thiên Hàng. Nên biết rằng đó là vệ sĩ thân cận của Viên Thiên Hàng, sao có thể là người bình thường được. Chắc chắn đã được rèn luyện và đào tạo bài bản nhưng khi đối diện với một đòn của Đinh Dũng thì hắn ta cũng không đỡ lại được. Lúc này, cuối cùng Kim Tư Kỳ cũng hiểu ra vì sao ông nội Kim Vô Đạo lại sùng bái Đinh Dũng như vậy. Thấy năm tên còn lại xông lên cứu người, Đinh Dũng cười lạnh lùng. Anh đâu cho đối phương cơ hội cứu người đâu. Bàn tay vốn đặt trên vai tên Lão Lục lập tức nắm lại đấm vào vai phải của hắn. Rắc, tiếng chát chúa vang lên, gã đàn ông mặt mày tái nhợt. Chăn ứa mồ hôi, miệng gào la thảm thiết. Vai phải của hắn đã hoàn toàn mất sức và mềm nhũn lại. Lúc này cả năm tên đã xông lại gần phía trước, thấy bọn chúng sắp lại gần, Đinh Dũng mới nheo mắt lại giơ chân phải đạp vào chân phải của tên Lão Lục. Sau khi dùng một chân đạp gãy xương chân hắn, anh liền túm lấy phần vai phải đã không nhích nổi lên của hắn rồi quẳng hắn ra sau. Mẹ kiếp! Lão Lục, tiểu tử mày muốn chết à? Cả sáu người này đều là anh em đồng môn. Bình thường thân thiết gắn bó với nhau, lúc này thấy Lão Lục bị đánh gãy cả tay và chân thì năm tên còn lại sao có thể không tức cho được. Thế nhưng tốc độ của Đinh Dũng quá nhanh, bọn chúng nhất thời không thể nào theo kịp. Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu đâu, Đinh Dũng cười lạnh lùng nói với tên Lão Lục. Nghe Đinh Dũng nói vậy, mặt mày hắn trắng bệch, sợ hãi. Hắn hét lên, đại ca cứu em. Lão Lục còn chưa nói hết câu thì Đinh Dũng đã giơ chân phải lên đạp vào một bên chân còn lại của hắn. Thằng danh, mày dám, đại ca nhất mã tiến lên phía trước, hắn đi về phía Đinh Dũng. Khi đại ca phía bên đối phương tiến lại gần, chân phải của Đinh Dũng đã đặt lên một chân còn lại của đối phương. Một tiếng, rắc, phát ra, Lão Lục kêu la thảm thiết, hai chân đều đã gãy hoàn toàn, không còn sức chống đỡ và cứ thế ngã vật ra đất bất động. Trông bộ dạng hắn có vẻ như đã hôn mê bất tỉnh. Mày muốn chết, mắt lão đại của đối phương đỏ lên, ông ta điên cuồng nạt nộ Đinh Dũng. Người này tốc độ vừa nhanh mà còn lên giọng, khi gần tới Đinh Dũng, ông ta nhanh chóng gạt chân. Đinh Dũng nheo mắt lại, di chuyển cơ thể sau đó lùi sau nửa bước né tránh cú gạt chân của ông ta. Ngay sau đó anh lên tiếng hỏi phía đối phương với giọng khác thường, ông biết đàn thoái. Ông là người của Long Đàn Tự hay người của Thiếu Lâm Tự, thập nhị lộ đàn thoái khiến Đinh Dũng nhớ lại một số chuyện, cũng khiến anh nhớ lại một nhân vật truyền kỳ. Cái gì mà Long Đàn Tự? Danh con, chết đi cho tao, lúc này người đàn ông trung tuổi được gọi là lão đại trong số 6 người mặt mày tối sầm lại. Ông ta tức tối, đàn em của ông ta đã bị phế cả tay và chân, kể cả bây giờ có đi viện điều trị thì võ công cũng khó mà có thể tiếp tục thi triển, chẳng khác gì trở thành một phế nhân cả. Ông ta dứt lời thì mặt mày giảo hoạt và bổ nhào tới, đồng thời đôi chân ông ta dậm mạnh xuống đất, chân phải giơ lên cao bổ về phía đầu Đinh Dũng. Tốc độ di chuyển chân của người đàn ông trung tuổi này rất nhanh. Thế nhưng tất cả đối với Đinh Dũng mà nói chẳng là gì. Đàn thoái khiến anh nghĩ tới một cố nhân, vì vậy anh không dùng thực lực đàn áp đối phương mà tiếp tục lùi về sau nửa bước né tránh đòn tấn công. Phách tạp xa luân thức, quả nhiên là thập nhị lộ đàn thoái. Lẽ nào người này chính là hậu nhân của người đó, vừa nghĩ Đinh Dũng vừa khẽ thầm nhủ.
Anh nhấc chân phải lên rồi lao về phía trước, đồng thời đôi chân cũng rời khỏi mặt đất, đan xen nhau đá về phía người đàn ông trung tuổi. Cái gì? Không thể nào, người đàn ông trung tuổi bị một chiêu của Đinh Dũng tung ra làm cho kinh ngạc, nhất thời quên đi việc né tránh. Đợi tới khi phản ứng lại thì đôi chân Đinh Dũng đã đạp vào người ông ta rồi. Bịch, bịch hai tiếng. Bóng người Đinh Dũng dừng giữa không trung, chân trái ông ta đạp vào mạn sườn của gã đàn ông trung tuổi, còn chân phải thì hạ từ trên xuống, đạp mạnh vào đầu ông ta. Một lực đạo ghê người khác thường tấn công và thâm nhập vào cơ thể của gã đàn ông, giống như bộ máy cắt thịt, cứ thế hủy hoại phần xương sườn và xương cổ ông ta. Đinh Dũng chỉ mới dùng 3 phần lực, không ngờ còn chưa kiểm soát được lực đạo mà đã khiến gã đàn ông trung tuổi bay luôn ra ngoài. Đinh Dũng ái ngại lắc đầu, hỏng rồi, không phải đánh chết người chứ. Anh không muốn giết ông ta vì dù sao thì ông ta cũng biết thập nhị lộ đàn thoái, cho dù không phải là hậu nhân của người đó thì cũng là truyền nhân của thời đại rồi, Đinh Dũng không muốn giết hại và hủy đi chân truyền như vậy. Lão đại của đối phương, một người đàn ông trung tuổi tự kiêu lúc này đã ngã ra đất, liên tiếp ói ra máu và mặt mày tái nhợt cả lại. Ông ta nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt hoảng sợ, miệng hãy còn run rẩy, nói, mày rốt cục là ai, tại sao lại biết thoái pháp của sư phụ tao? Không thể nào. Khi còn nhỏ ông ta đã từng gặp một cao nhân, vị cao nhân này thu nhận ông ta làm đồ đệ và còn đích thân dạy ông ta thập nhị lộ đàn thoái, nhưng khi đó ông ta ham chơi, chỉ học 8 lộ phía trước. Có điều ông ta cũng đã tận mắt chứng kiến vị cao nhân đó ra tay, tốc độ di chuyển chân khiến ông ta đến bây giờ vẫn không thể nào quên nổi. Nhưng vừa rồi Đinh Dũng xuất chiêu, lại cũng là thập nhị lộ đàn thoái, và lại, còn vô cùng điêu luyện, không hề kém so với vị sư phụ thần bí kia của ông ta. Lúc này ông ta thật sự kinh ngạc. Ha ha, đạo lý núi cao còn có núi cao hơn các người không hiểu sao, Đinh Dũng nhếch miệng cười rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Sau đó nhìn Viên Thiên Hàng với nụ cười châm chọc. Câu này Đinh Dũng chỉ Viên Thiên Hàng. Lúc này Viên Thiên Hàng mặt đã tối sầm cả lại, ánh mắt khó chịu vô cùng. Câu này vừa rồi ông ta nói cho Đinh Dũng nghe, vốn cho rằng 6 vệ sĩ của mình có thể dễ dàng tóm được Đinh Dũng. Nhưng cho dù thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ lại có kết cục như vậy. Ông ta cảm thấy cơn giận ngùn ngụt cứ thế bốc lên, giống như thể bị kẻ nào đó giáng cho phát tát vậy. Hừ. Một đám vô dụng, Viên Thiên Hàng lạnh lùng lên giọng. Mặc dù ông ta nói như vậy nhưng thực ra trong lòng ông ta hiểu rằng lão đại trong số 6 người này có thực lực thế nào, không phải là người mà người thường có thể so bì được. Đặc biệt là thoái pháp thần không biết quỷ không hay của ông ta càng khiến người khác phải hoa mắt. Cho dù 5 người còn lại có cùng xông lên thì chỉ có 50% có thể đánh bại lão đại của bọn họ, nhưng bây giờ đến cả lão đại đó cũng bị Đinh Dũng chèn ép. Thân thủ tới mức như vậy sao có thể ở một thành phố Kim Châu nhỏ bé được? Viên Thiên Hàng vừa tính toán lại vừa cảm thấy ngưỡng mộ tài năng của Đinh Dũng, ông ta đột nhiên bật cười, nói cậu Đinh, không biết nhà họ Kim cho cậu lợi ích gì mới mời được một cao thủ như cậu bảo vệ cho cô Kim đây. Bây giờ chỉ có một khả năng, đó chính là Đinh Dũng chính là người mà nhà họ Kim mời tới để bảo vệ Kim Tư Kỳ, cũng vừa hay mấy ngày trước đó ông ta cũng nghe nói tới việc Kim Tư Kỳ bị ám sát. Lúc này ông ta cũng muốn xác nhận lại sự phỏng đoán đó. Liên quan gì đến ông, Đinh Dũng liếc nhìn Kim Tư Kỳ ở phía sau rồi lạnh lùng nói. Nhưng khi anh vừa dứt lời thì lực đạo kỳ dị xuất hiện ở 4 phương 8 hướng, cứ thế vượt qua thân xác gầy yếu của anh và nhằm vào phần linh hồn ánh vàng bên trong đầu anh. Sau khi phần lực đó lại gần, phần hồn với ánh vàng kim kia lớn mạnh hơn, một lực rất mạnh từ phần hồn lan tỏa, lập tức làm tiêu tán luồng sức mạnh kỳ dị vừa xâm nhập tới. Đinh Dũng nheo mắt lại rồi lập tức quay đầu nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra người nào khác, ngược lại Kim Tư Kỳ lại đờ đẫn đứng tại chỗ, nếu không phải vì mắt cô còn mở thì Đinh Dũng còn tưởng Kim Tư Kỳ ngủ say rồi. Đinh Dũng lại đưa mắt nhìn, Viên Thiên Hàng và mấy vệ sĩ kia cũng giống hệt với Kim Tư Kỳ, mắt mở chừng nhưng ánh mắt thì trống rỗng, ngây dại đứng tại chỗ. Duy chỉ có đại ca của 6 tên vệ sĩ kia còn mang vẻ mặt vùng vẫy một lát nhưng rất nhanh sau đó đã đờ đẫn lại. Cảnh này khiến Đinh Dũng thật sự kinh ngạc. Ha ha ha, cảm ơn các vị khiến tôi có thể được lợi như vậy, ở phía xa đột nhiên vang lên một tràng cười điên cuồng. Theo tiếng cười điên cuồng đó, một bóng hình nhảy từ trên một thân cây ở phía xa xuống, cứ thế lao nhanh như tên bắn về phía mấy người chỗ Đinh Dũng. Cảm nhận được tung tích của kẻ địch, trong đầu Đinh Dũng chợt lóe lên ánh sáng, sự nghi hoặc trên khuôn mặt anh lập tức hóa thành đờ đẫn ngây dại.
đồng thời, anh thả lỏng sự kiểm soát từ suy nghĩ tới cơ thể. Trong mắt Đinh Dũng dần dần trở nên trống rỗng. Rất nhanh sau đó, người kia đã tới trước mặt Đinh Dũng, mãi tới lúc này Đinh Dũng mới trông thấy rõ khuôn mặt thật của đối phương. Đây chính là người đàn ông tranh giành đoạn xương trong buổi đấu giá với Kim Tư Kỳ. Là ông ta, xem ra mình tính dự đoán không sai, thực ra trước khi buổi đấu giá kết thúc, Đinh Dũng đã đoán ra được người này sẽ tới cản đường cướp vật rồi, có điều anh không ngờ người tới trước không phải là ông ta mà là Viên Thiên Hàng. Người đàn ông kia nhìn nhóm người với vẻ mặt châm chọc, sau đó tới trước mặt Đinh Dũng, nói tiểu tử, cậu cũng có bản lĩnh đấy. Cũng may tôi không mạo hiểm tới đây, nếu không thật sự rất có khả năng đã bị diệt trừ trong tay cậu rồi. Mấy người này xem ra đúng là giúp tôi một tay đấy. Dứt lời, ông ta quay sang nhìn về Viên Thiên Hàng ở bên cạnh, nhìn Viên Thiên Hàng không hề phòng bị gì mà đã trúng chiêu, sau đó thì bật cười và lôi Viên Thiên Hàng dậy, kéo ông ta tới bên một cái cây. Không biết ông ta lấy đâu ra đoạn dây thừng, sau đó trói Viên Thiên Hàng vào cái cây đó. Tiếp theo, ông ta lại dùng thủ đoạn đó trói 5 vệ sĩ còn lại của Viên Thiên Hàng lại. Còn gã vệ sĩ với cái tên Lão Lục bị Đinh Dũng đánh gãy chân tay mà ngất đi thì ông ta không quan tâm tới. Tên tiểu tử này phải làm thế nào, với thực lực của hắn mà có bị trói lại thì e rằng cũng không có tác dụng. Sau khi trói những người khác, người đàn ông tới bên cạnh Đinh Dũng, xoa xoa cằm rồi suy nghĩ xem nên xử lý Đinh Dũng thế nào. Vừa suy nghĩ, ánh mắt của ông ta chợt dừng lại ở Kim Tư Kỳ. Đột nhiên mắt ông ta sáng lên, miệng nhếch lên tỏ vẻ châm chọc. Ông ta tự nhủ, không ngờ cô gái này lại xinh như vậy. Kim Tư Kỳ có thể được xếp vào hàng mỹ nhân, đặc biệt là khí chất trên người cô càng khiến cho người ta phải ngỡ ngàng. Người đàn ông chỉ mới nhìn một lần đã có ý với Kim Tư Kỳ ngay lập tức. Thấy người đàn ông kia lóng ngóng tay chân bên cạnh Kim Tư Kỳ, Đinh Dũng đột nhiên không kiềm chế nổi mà cau mày. Vốn dĩ anh chỉ định quan sát xem lão già này rốt cuộc định làm gì, thế nhưng thấy ông ta đột nhiên dám đụng vào Kim Tư Kỳ. Nói gì thì Kim Tư Kỳ cũng là người đi cùng anh, đương nhiên không thể để Kim Tư Kỳ gặp phải bất cứ nguy hiểm nào trong tầm tay mình được. Đinh Dũng mở mắt, trong đôi mắt anh thoáng qua ánh nhìn lạnh lùng. Đúng lúc anh định ra tay thì đột nhiên ở xa có tiếng gọi thất thanh. À, hóa ra là Lão Lục đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nỗi đau đớn khủng khiếp từ tay và chân lan tới khiến ông ta kêu lên thất thanh. Nghe thấy tiếng thét, người đàn ông kia biến sắc. Ông ta vội chạy về phía Lão Lục, đồng thuật của ông ta thần không biết quỷ không hay, nhưng điều tối kỵ nhất chính là âm thanh. Một khi bên cạnh mục tiêu chúng phải chiêu thức này phát ra âm thanh cực lớn thì sẽ có thể đánh thức những mục tiêu khác. Khụ khụ, chuyện gì vậy, lão đại trong số 6 tên bảo vệ tỉnh lại đầu tiên. Ông ta vốn dĩ còn đang vùng vẫy, lúc này nghe thấy âm thanh bên ngoài thì lập tức tỉnh táo hẳn. Ông ta cảm nhận được mình đã bị sợi dây thừng trói chặt vào sau một cái cây nên mặt mày biến sắc. Mặc dù người đàn ông kia đã chạy ngay tới đánh cho Lão Lục hôn mê nhưng thấy lão đại tỉnh lại, sắc mặt ông ta tối sầm cả lại. Ông ta vốn cho rằng Lão Lục bị Đinh Dũng đánh gãy chân tay sẽ không thể tỉnh lại nhanh chóng trong thời gian ngắn, nhưng không ngờ vì sự sơ ý của bản thân mà suýt chút nữa kế hoạch của ông ta thất bại. Cũng may, những người này đã bị ông ta trói chặt lại. Người đàn ông thở phào một hơi, ông ta nhìn chằm chằm vào 6 tên bảo vệ với vẻ mặt kinh ngạc rồi lạnh lùng nói, thú vị đấy. Không ngờ lại có thể tỉnh lại nhanh chóng trong sự kiểm soát của tôi, cậu cũng nên tự hào vì điều đó. Hừ, anh là ai, anh muốn làm gì, người đàn ông trung tuổi trong số 6 tên bảo vệ mặt mày tái nhợt. Ông ta trông thấy Viên Thiên Hàng, anh em bảo vệ còn lại của mình bị trói vào cây và còn Kim Tư Kỳ cùng Đinh Dũng ở phía xa với vẻ mặt ngây dại. Tất cả rõ ràng đều do người đàn ông trước mặt làm. Tất cả bọn họ đều trúng bẫy người đàn ông này rồi. Tôi, ha ha, dù gì cũng đều là người chết, nói cho cậu cũng không sao, cho cậu chết một cách thoải mái. Người đàn ông bật cười, khóe miệng nhếch lên và trong giọng nói rõ cái vẻ cao ngạo, tôi tên là Bách Lý Đồ. Tôi còn có tên gọi khác do người khác tặng, thế nhưng tôi không thích cái tên này cho lắm. Bọn họ gọi tôi là Quỷ Công Tử. Cái gì? Anh chính là Quỷ Công Tử của nhà họ Bách, người cầm đầu của 6 tên bảo vệ nghe được Bách Lý Đồ nói vậy thì đột nhiên biến sắc, tỏ vẻ sợ hãi. Danh hiệu Quỷ Công Tử rất nổi tiếng trong giới võ đạo ở thành phố Kim Châu. Người này nổi danh ra tay tàn độc, vả lại mưu mô quỷ kế, thâm sâu khó dò, giống như thể ông ta có thể thao túng cả hồn ma vậy, cho nên người ta mới gọi ông ta với cái tên Quỷ Công Tử.
Nghe nói thực lực của người này vô cùng mạnh, khiến người ta khó mà đề phòng. Chỉ cần là người từng gặp ông ta thì không một ai có thể sống sót, kẻ nào kẻ nấy đều phải nhận về cái chết thảm khốc. Còn quỷ công tử nghe nói là người phản lại nhà họ Bách Lý, có điều tất cả chỉ là lời đồn. Trong gia tộc Bách Lý đây chính là điều cấm kỵ, chẳng ai dám đi điều tra việc này. Đinh Dũng ở bên nghe rõ mười mươi, lúc này trong lòng anh không khỏi thẫn thờ. Trong ký ức của anh không hề có bất cứ thông tin gì về nhà họ Bách Lý ở thành phố Kim Châu cả. Đến nghe anh cũng còn chưa nghe thấy bao giờ. Xem ra anh chưa hiểu nhiều về nơi này. Sau khi đánh bay suy nghĩ trong đầu mình, Đinh Dũng Đinh tiếp tục nghe lén tiếp, biết đâu có thể nghe ngóng được thông tin gì đó từ người đàn ông này. Tôi là, Lão Lục run rẩy, thế nhưng ông ta còn chưa nói thành lời thì Bách Lý Đồ đã khoát tay mỉa mải, cậu là người nhà họ Thiết phải không? Tổ chức Thiết Phù Đồ, nghe nói trong tổ chức này đều là những người khác thường, là tổ chức hạt nhân của nhà họ Thiết. Bách Lý Đồ thấy 12 đường lộ đàn thoái khi ông ta ra chiêu là đoán ngay được thân phận ông ta, từ đó mới tự tin nói tiếp, xếp thứ 13 trong Thiết Phù Đồ, con trai riêng Phùng Hữu Minh của Đức Thanh Đại Sư trong Lâm Thanh Long Đàn Tự, tôi nói có đúng không? Anh, tại sao anh lại biết được, Phùng Hữu Minh, người dẫn đầu nhóm bảo vệ sau khi nghe những lời từ Bách Lý Đồ nói thì tái mắt mặt. Ông ta không thể nào ngờ nổi Bách Lý Đồ lại biết rõ thân phận của mình như vậy. Ha ha! Bí mật mà cậu cho rằng không ai biết thì đối với nhà họ Bách Lý chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là những tin tình báo bình thường mà thôi, Bách Lý Đồ nhếch miệng cười châm chọc. Ông ta nói, tôi nói với cậu nhiều như vậy hoàn toàn là nể mặt bố cậu, cho cậu chết một cách tỏ tường. Đưa thứ đồ trong buổi bán đấu giá ra đây, có lẽ tôi sẽ xem xét cho cậu chết thoải mái một chút, nói xong, Bách Lý Đồ liếm liếm miệng, cười một nụ cười khát máu. Anh biết ông ấy là ai không mà dám giết chúng tôi? Phùng Hữu Minh tái mét mặt mày, ông ta chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Viên Thiên Hàng. Nghe Phùng Hữu Minh nói vậy, Bách Lý Đồ liếc nhìn sang Viên Thiên Hàng rồi bật cười lạnh lùng, nói, ông ta. Viên Thiên Hàng, ông ta mà cũng có xứng để tôi đây phải kiêng dè sao? Cũng vì cái chức tam đương gia của hội Hắc Mã cho nên mới đáng để tôi liếc nhìn một lần, và còn nể mặt đại đương gia của hội Hắc Mã, thế nhưng, nghe nói đại đương gia của hội Hắc Mã đã lâu rồi không xuất hiện. Nhà họ Bách Lý chúng tôi cho rằng ông ta đã chết rồi. Đại đương gia của hội Hắc Mã, Đinh Dũng cau mày, anh nảy ra suy đoán trong lòng. Cái gọi là hội Hắc Mã có lẽ không phải vì hội Hắc Mã vốn dĩ đã mạnh mà vì bên trong hội Hắc Mã có một hoặc vài người rất mạnh, mạnh tới mức có thể chèo chống cả hội Hắc Mã, một tay che trời ở thành phố Kim Châu. Nếu như vậy thì cũng vừa hay có thể kiểm chứng cảm giác của Đinh Dũng trước đó. Vì một tổ chức quy mô có thể một tay che trời ở thành phố Kim Châu cho Đinh Dũng cảm giác không ra làm sao, những người anh gặp đều là những tay đấm hết sức bình thường. Người mạnh nhất ngoại trừ Phùng Hữu Minh hôm nay anh gặp ra thì còn Trương Đại Sư thân cận bảo vệ Viên Thiên Hàng mà anh gặp hai ngày trước, còn lại thì hội Hắc Mã rõ ràng quá yếu. Có lẽ Trương Bồi Sơn có thể dẫn người tiến vào thành phố Kim Châu, lấy đi một nửa giang sơn ở đây cũng là vì nguyên nhân này, Đinh Dũng thầm nghĩ, có lẽ Bách Lý Đồ nói đúng. Đúng lúc này, một chàng ho hắng vang lên. Khụ khụ, Viên Thiên Hàng ho sù sụ rồi mở mắt định giơ tay lên thì mới phát hiện mình đã bị trói chặt vào một cái cây. Ồ, không dựa vào ngoại lực mà có thể tỉnh lại nhanh chóng dưới bàn tay của tôi như vậy. Viên Thiên Hàng, ông cũng không hề đơn giản đâu. Thấy Viên Thiên Hàng tỉnh lại, Bách Lý Đồ nhếch miệng, cái vẻ hoang mang tò mò trong mắt ông ta dừng lại trên người Viên Thiên Hàng. Ông ta liếc nhìn Viên Thiên Hàng một hồi rồi đột nhiên giơ tay ra bóp cổ Viên Thiên Hàng. Mày muốn làm gì? Viên Thiên Hàng thấy đối phương bóp cổ mình thì kinh ngạc hét lên. Câm mồm, Bách Lý Đồ cau mày gằn giọng, sau đó ông ta giơ tay còn lại ra kéo dây chuyền đen trên cổ Viên Thiên Hàng. Dây chuyền đen bị giật đứt, trên đó còn móc một vật gì đó, vật này màu xám đen, bề mặt lồi lõm không bằng phẳng, trông giống như một viên đá. Lúc này trên đó còn hằn rõ những đường vân màu vàng, nhưng sau khi giật khỏi người Viên Thiên Hàng, những đường vân ánh vàng kia dần dần biến mất. Không ngờ trên người ông còn có thứ hay ho thế này, Bách Lý Đồ tỏ vẻ vui mừng. Mặc dù ông ta không hiểu những đường vân ánh vàng kia là gì nhưng thứ này có thể giải phóng được đồng thuật của ông ta, và nó chắc chắn là một thứ vô cùng hay ho. Viên Thiên Hàng nhìn viên đá trong tay Bách Lý Đồ với vẻ mặt tiếc nuối nhưng không dám lên tiếng đòi lại mà chỉ hít vào một hơi thật sâu, nói cậu là ai? Có ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả, Bách Lý Đồ cười rồi vỗ vào lưng,
mặt dây chuyền trong tay ông ta biến mất. Có lẽ những người khác không thấy cảnh này nhưng Đinh Dũng đứng đằng sau thì nhìn rõ mồn một. Trên người ông ta chắc chắn có túi cất đồ. Đinh Dũng tỏ vẻ ngỡ ngàng, không ngờ ở thời hiện đại này lại có thể gặp một thứ cổ xưa như vậy. Lúc này Bách Lý Đồ lại liếc nhìn sang Phùng Hữu Minh, đôi mắt ông ta đảo một vòng, cười nói, ha ha, tôi còn chưa hỏi, Viên Thiên Hàng có biết thân phận của cậu không? Phùng Hữu Minh tối sầm mặt, nghe thấy Bách Lý Đồ nói vậy, ông ta lập tức nheo mắt lại, nghiến răng không nói gì. Ông ta là người nhà họ Thiết phái tới để theo dõi Viên Thiên Hàng. Hiện giờ nếu bị Viên Thiên Hàng biết thân phận của mình thì cho dù Bách Lý Đồ không giết ông ta thì nhiệm vụ của ông ta cũng coi như thất bại. Thân phận gì? Viên Thiên Hàng biến sắc nhìn ngay về phía Phùng Hữu Minh. Ấy, hóa ra gia chủ nhà họ Viên chưa biết rồi. Vệ sĩ này của ông không đơn giản đâu, Bách Lý Đồ chắp tay cười nói, cao thủ xếp thứ 13 trong Thiết phủ Đồ lại cam tâm tình nguyện làm một bảo vệ nhỏ con của ông. Ha ha! Thiết phủ Đồ, Viên Thiên Hàng cau mày. Ông ta đương nhiên đã nghe nói tới tổ chức này, chỉ có điều chưa bao giờ gặp ai ở tổ chức này. Không ngờ bên cạnh ông ta lại có một kẻ mai phục. Được rồi, phí lời với các người quá rồi, đột nhiên Bách Lý Đồ lạnh mặt hẳn lại. Ông ta quay phát người đi về phía Kim Tư Kỳ, một tay đặt vào eo Kim Tư Kỳ rồi cười vui vẻ, người nhà họ Kim ở Giang Nam quả nhiên không hề đơn giản, tỉnh rồi mà còn giả vờ như ngủ sao. Kim Tư Kỳ với vẻ mặt đờ đẫn lúc này nghe xong thì biến sắc. Cô ta trở nên lanh lợi hẳn, sau đó thì lên tiếng nạt lại, bỏ tôi ra. Ông đã biết tôi là người nhà họ Kim ở Giang Nam mà còn dám ra tay với tôi, ông không sợ. Không để Kim Tư Kỳ nói xong, Bách Lý Đồ đã giơ tay ra, một tay bóp lấy cổ Kim Tư Kỳ rồi nói từng câu một, tay của nhà họ Kim ở Giang Nam không với được tới Kim Châu của chúng tôi đâu. Vả lại, tôi đưa cô quay về nhốt trong địa lao coi như công cụ giải trí, ai biết được là tôi làm chứ. Ông. Đồ khốn khiếp, Kim Tư Kỳ tức tối, mặt mày tái nhợt cả lại. Cô ta bặm môi, trong mắt còn hằn lên cả vân máu, đáng tiếc, cô đã bị Bách Lý Đồ bóp cổ, không thể nào thoát được. Yên tâm đi, mấy người các người đều phải chết, không ai biết được cô đi đâu đâu, vừa nói Bách Lý Đồ đột nhiên lại bật cười một cách tinh quái. Ông ta nhìn sang Phùng Hữu Minh, nói ra thì cũng phải cảm ơn mấy người. Nếu không phải mấy người thay tôi đỡ đạn thì chưa chắc tôi đã có thể có những gì mình muốn. Trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Cố nhân nói không sai bao giờ. Ha ha ha, Bách Lý Đồ đắc ý, không kiềm chế nổi mà bật cười. Ồ, ông cũng xứng đáng được xưng là ngựa ông sao? Vậy thì xem con chim sẻ như ông có thể nuốt trôi con bọ ngựa như tôi không? Đúng lúc này, ở đằng sau đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe giọng nói này, Bách Lý Đồ chợt im bặt, ông ta vội quay đầu lại nhìn về phía Đinh Dũng với khuôn mặt tối sầm cả lại, sau đó ông ta lên tiếng, không thể nào. Mày tỉnh lại từ bao giờ? Tại sao tao không phát giác ra được? Chỉ dựa vào ông mà cũng đòi kiểm soát tôi, nghe Bách Lý Đồ nói vậy, Đinh Dũng bật cười lạnh lùng. Đôi con mắt anh hiện lên sát khí đằng đằng, giọng nói lạnh lùng của Đinh Dũng như phát ra từ địa ngục. Chỉ dựa vào đồng thuật còn con của ông. Ông nghĩ rằng tôi sẽ trúng chiêu đó sao? Vừa rồi mày giả bộ sao, sắc mặt Bách Lý Đồ sầm xuống, trông khó coi vô cùng. Ông ta chưa bao giờ bị người ta coi thường thế này. Lúc này trong lòng ông ta bùng lên lửa giận, ông ta thả tay khỏi cổ Kim Tư Kỳ rồi nắm chặt tay xông tới phía Đinh Dũng mà thét gào, mày ngông cuồng quá rồi đấy. Tao sẽ cho mày biết cái giá của ngông cuồng là gì, chính là chết. Tốc độ của Bách Lý Đồ không phải quá nhanh. Chỉ ít thì không nhanh bằng đàn thoái của Phùng Hữu Minh nhưng khi ông ta xông tới, trong đôi mắt ông ta rõ vẻ mênh mang bất định, ngay sau đó là luồng sức mạnh vô hình bủa vây tứ phía xuất hiện xung quanh Đinh Dũng. Luồng sức mạnh ấy như nước thủy triều lên, cứ thế thâm nhập vào não bộ Đinh Dũng. Như vậy mới thú vị đấy, Đinh Dũng liếm liếm miệng, linh hồn trong cơ thể anh phát ra ánh sáng vàng, luồng sức mạnh cuộn trào kia sau khi gặp được ánh sáng linh hồn của Đinh Dũng thì lập tức như tuyết gặp ánh nắng vào xuân, cứ thế tan ra. Bách Lý Đồ còn chưa xông tới nơi Đinh Dũng đứng thì liền cảm giác được sự khó chịu nơi lồng ngực. Đầu ông ta đau dữ dội, cả người như gặp phải sét đánh, cứ thế ngã nhào ra đất, ói ra cả miệng máu tươi. Ông ta lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng, trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi, không sao tin nổi.
cho dù ông ta có thế nào cũng không thể ngờ được đồng thuật thứ mà ông ta vốn dĩ phải tự hào kiêu hãnh lại bị phá giải chỉ bằng một ánh mắt của Đinh Dũng. Lúc này cũng vì bị phản phệ nên trong đôi mắt ông ta chỉ toàn máu là máu, đến nhìn vật xung quanh cũng còn mơ hồ. Mày rốt cục là ai? Quỷ công tử Bách Lý đầu nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Ông ta nghiến răng rít lên. Nghe vậy, Đinh Dũng chỉ cười nhạt, điềm tĩnh trả lời, vừa rồi không phải ông đoán được rồi sao? Trước đó Bách Lý đầu cho rằng Đinh Dũng là vệ sĩ của Kim Tư Kỳ, là người mà nhà họ Kim ở Giang Nam mời tới, nhưng hiện giờ ông ta lại không cho là vậy. Đinh Dũng có thể phá giải được đồng thuật của ông ta thì chắc chắn không phải là võ sĩ bình thường. Một người mạnh như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện làm vệ sĩ cho kẻ khác được? Đồng thuật của ông đối phó với người khác may ra còn có tác dụng, nhưng đối với tôi mà nói thì nó không hề có một chút tác dụng nào cả. Vừa nói, Đinh Dũng vừa lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về phần hông của Bách Lý Đồ. Trên hông Bách Lý Đồ móc một cái túi màu đen cũ kỹ, thế nhưng nó chỉ to bằng nắm tay, bên trên còn có hai miếng vá. Thấy cái túi rách này, Đinh Dũng liền hiểu ra trước đó Bách Lý Đồ đã làm gì để có thể giấu đồ vật với khoảng cách xa. Không ngờ trên người Bách Lý Đồ còn có một thứ hay ho này. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng liền giật chiếc túi màu đen xuống. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh thấy túi đựng đồ nhưng thứ này hiện giờ càng ngày càng hiếm, có thể tìm thấy một cái túi thế này thực sự không hề dễ dàng. Buộc nó trên người để đựng đồ cũng rất tiện lợi. Trả lại cho tao, thấy Đinh Dũng giật lấy túi đựng đồ của mình, Bách Lý Đồ lập tức trợn mắt hét lên. Túi đựng đồ là vật chân quý nhất trên người ông ta, bên trong còn đựng toàn bộ những thứ thuộc về cá nhân ông ta. Không ngờ Đinh Dũng lại nhòm ngó cái túi của mình. Thứ này ông ta không thể để mất. Trả cho ông, vừa rồi lúc ông muốn khống chế tôi, ông có nghĩ sẽ thả tôi không? Nghe Bách Lý Đồ nói vậy, Đinh Dũng lạnh lùng cười mỉa mai. Mày muốn chết, mặt Bách Lý Đồ trông khó coi hơn hẳn. Đột nhiên ông ta vỗ mạnh tay xuống nền đất, thân hình di chuyển, ông ta tung một chưởng vào ngực Đinh Dũng. Bịch, một âm thanh vang lên, thế nhưng thân hình Đinh Dũng vẫn không hề di chuyển. Anh nhướng mày nhìn Bách Lý Đồ. Nói, ông chỉ có chút thực lực này thôi sao? Đinh Dũng cảm thấy mình có vẻ đánh giá cao Bách Lý Đồ. Ngoài việc ông ta có thể dùng được đồng thuật giả ma giả quỷ ra thì thực lực về võ thuật lại chỉ dừng lại ở tầng thứ ba. Một chưởng của ông ta căn bản không thể làm tổn hại gì tới anh, cùng lắm chỉ khiến anh cảm thấy hơi đau một tí thôi. Nghe Đinh Dũng nói vậy, sắc mặt Bách Lý Đồ càng khó coi hơn. Chưa bao giờ ông ta bị người khác coi thường như vậy. Lúc này ông ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm, sát khí trong đôi mắt lạnh lùng thấy rõ. Ông ta chỉ hận không thể chóc xương lột ra Đinh Dũng đi cho rồi. Đúng lúc này, một cơn gió đột nhiên thổi từ phía sau, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Kim Tư Kỳ hét lên, anh Đinh, cẩn thận. Kim Tư Kỳ dứt lời, Đinh Dũng quay đầu lại nhìn, trong tay còn bóp những mảnh vỡ bằng kim loại màu vàng đất. Tay Đinh Dũng đưa nhanh trong không trung và còn có cả máu. Bóng người Phùng Hữu Minh ngã xuống đất một cách nặng nề. Đôi tay ông ta còn đang giữ lấy cổ họng, máu tươi cứ thế chảy qua kẽ ngón tay không thể nào cầm được. Trong đôi mắt ông ta mang theo vẻ sợ hãi. Ông ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm, hổn hển nói, mày dám, nhà họ Thiết sẽ không tha cho mày. Thiết phù đồ nhất định sẽ. Phùng Hữu Minh còn chưa nói hết câu thì ông ta đã không thể nói thêm được nữa, máu tươi cứ thế ọc ra khỏi miệng. Đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Đôi tay ôm lấy cổ họng cũng không còn sức nữa mà buông thõng xuống. A, chết rồi, thấy Phùng Hữu Minh vừa thoát khỏi cảnh bị trói, suýt chút nữa còn có thể đánh lén được mà lúc này đã trở thành cái xác lạnh tanh, Kim Tư Kỳ không khỏi bụng miệng kinh ngạc. Vì sao chứ, Đinh Dũng cau mày, đá Phùng Hữu Minh đã mất đi sinh khí ra chỗ khác, ánh mắt anh lại di chuyển tới Bách Lý Đồ. Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Bách Lý Đồ hằn học nuốt nước miếng. Vừa rồi ông ta còn đang nghĩ xem làm thế nào để cướp lại túi đựng đồ của mình thì hiện giờ, sau khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Đinh Dũng, ông ta đã bỏ luôn ý định, chỉ mong có thể sống tiếp. Bách Lý Đồ run rẩy. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ông ta quỳ sụp xuống đất cúi đầu nói với Đinh Dũng, cầu xin cậu đừng giết tôi. Cậu đã lấy túi đựng đồ của tôi rồi, xin tha cho tôi một mạng. Đây. Viên Thiên Hàng thấy Bách Lý Đồ quỳ xin Đinh Dũng tha mạng thì càng nghiến răng chặt hơn. Ông ta không hề coi thường Bách Lý Đồ, thậm chí ông ta còn không dám chắc chắn đứng trước sự sống và cái chết, ông ta sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Đột nhiên,
một âm thanh dữ dội vang lên từ giữa Đinh Dũng và Bách Lý Đồ. Màu khói trắng với mùi nồng nặc sực mũi phun ra ngoài, lập tức bao trùm nơi đây. Màn khói trắng dày đặc che khuất tầm nhìn của Đinh Dũng, sau đó chỉ nghe thấy soạt một tiếng, khi nhìn về phía trước đã không thấy bóng dáng Bách Lý Đồ đâu nữa. Đúng là giảo hoạt, Đinh Dũng hắng giọng phất tay phẩy khói đi. Khụ khụ, Kim Tư Kỳ ho sù sụ. Đinh Dũng nhìn về phía xa, cuối cùng anh quyết định không đuổi theo nữa, cứ thế xông vào làn khói trắng, theo âm thanh đó và tìm được Kim Tư Kỳ. Sau khi tìm thấy Kim Tư Kỳ, Đinh Dũng không nói lời nào, cứ thế vác Kim Tư Kỳ trên vai, cho dù cô có kêu gào thế nào thì anh vẫn đưa cô ra khỏi khu vực bị khói trắng bao trùm. Không sao chứ, Đinh Dũng đặt Kim Tư Kỳ xuống đất, cau mày hỏi. Vốn dĩ Kim Tư Kỳ còn đang la hét, sau khi nghe thấy Đinh Dũng nói thì lập tức im lặng cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Kim Tư Kỳ nói nhỏ, ai cho anh ôm tôi? Anh cũng không hỏi tôi. Làn khói kia có độc. Tôi không đưa cô ra ngoài thì hỏng cô sẽ bị phế bỏ đấy, Đinh Dũng vừa nói vừa nhìn về phía làn khói kia. Anh chỉ ngửi một chút đã chắc chắn trong khói có độc. Nếu như hít vào quá nhiều thì sẽ gây tổn hại cho họng, thậm chí có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy anh cũng không thể, Kim Tư Kỳ bụng miệng, nhưng lần này cô còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã quay người đi. Được rồi, đi thôi. Viên Thiên Hàng bị trói ở gốc cây. Thấy làn khói trắng đang bay về phía mình thì vùng vẫy không thôi. Thế nhưng ông ta có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cái cây này, mọi lo lắng trong mắt ông ta chợt hóa thành sợ hãi, đột nhiên, một làn gió thổi tới. Quay về thành phố đã là hơn 2 giờ chiều, mặc dù cả hai người đều đói cồn cào nhưng mỗi người lại có tâm tư riêng. Đinh Dũng nhận ra Kim Tư Kỳ có tâm sự nên anh cũng không để tâm đến cô nữa. Thế nhưng Kim Tư Kỳ lại không làm theo những gì mà trước đó Đinh Dũng nói. Cô cứ thế lái xe đi, theo như Kim Tư Kỳ nói thì chiếc xe này chính là quà mà Tống Long tặng cho Đinh Dũng. Nếu như cô lái nó đi mà để Tống Long biết thì chắc chắn sẽ trách cô. Cô không muốn phải giải thích nhiều với Tống Long. Đinh Dũng chẳng còn cách nào khác nên đành lái xe về nơi mà trước đó anh gửi xe đạp. Đinh Dũng bê xe đạp lên chiếc siêu xe rồi lái về tòa nhà ở một tiểu khu mà nhà anh đang sống. Trên đường có không ít người thấy cảnh này và không khỏi há miệng trầm trồ. Có lẽ cả đời này bọn họ cũng không gặp được cảnh tượng thế này. Một thanh niên giàu có lái chiếc xe xa xỉ và còn bỏ chiếc xe đạp tồi tàn vào trong đó. Đinh Dũng chẳng thấy có gì là không ổn cả. Chiếc xe đạp này là của anh. Anh muốn bỏ nó ở đâu thì bỏ, nhưng sau khi lái xe về tiểu khu, anh liền phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Mặc dù cả nhà Hàn Thành Sơn là nhánh không được coi trọng nhất trong nhà họ Hàn nhưng công ty Tú Thủy của Hàn Phương Nhiên trước đó cũng đã kiếm được ít tiền, khu bọn họ sinh sống cũng được coi là tiểu khu thuộc tầm trung rồi. Kể cả là tiểu khu tầm trung thì sau khi Đinh Dũng lái chiếc siêu xe xa xỉ này vào, vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, thậm chí đến cả bảo vệ mở cửa cũng đi đi lại lại, ngó nghiêng. Cũng may chiếc xe này không phải là dòng cabriolet, Đinh Dũng bất lực lắc đầu. Chiếc xe này quá nổi bật, không phải là phong cách mà anh ưa thích. Sau khi Đinh Dũng lái xe vào tiểu khu, đợi đúng nửa tiếng đồng hồ, những người xung quanh mới tản đi. Lúc này, anh mới thận trọng xuống xe, lôi chiếc xe đạp trên xe ô tô xuống rồi đẩy về phía dưới tòa nhà. Thế nhưng mặc dù chiếc xe có hơi nổi bật, nhưng sau khi Đinh Dũng lái thì phát hiện ra có xe hơi cũng rất tiện. Ngày thường, chiếc xe trong gia đình đều do Hàn Thành Sơn lái. Anh chỉ có chiếc xe đạp và một chiếc xe điện cũ rích. Đi những nơi gần một chút còn tạm, nhưng nếu đi xa thì thật sự không tiện chút nào. Hay là mình cũng mua một cái xe, mua loại bình thường thôi, Đinh Dũng vừa đi lên tầng vừa thầm nhủ. Quay về nhà, vẫn là cái nhà vắng tanh lạnh ngắt. Đinh Dũng nghỉ ngơi một lát thì quyết định thực hiện suy nghĩ của mình là đi mua một cái xe giản dị hơn chút. Nói mua là mua, Đinh Dũng lập tức đạp xe ra ngoài. Theo chỉ đường của điện thoại, Đinh Dũng đạp xe đạp tới một tiệm 4S bán Audi. Vừa định bước vào trong, anh còn đang suy nghĩ thì ánh mắt đã dừng lại bên tiệm 4S quy mô lớn ở bên. Giản dị một chút vẫn tốt hơn, Đinh Dũng vừa lẩm nhẩm vừa bấm bụng đi vào. Bên trong sảnh bày không biết bao nhiêu loại xe, chủ yếu là màu đen. Anh đưa mắt nhìn, trông không khác gì biển đen, vài nhân viên mặc áo sơ mi trắng lẫn trong đó, trông cũng rất phong cách. Sau khi Đinh Dũng đi vào thì lập tức có một nhân viên bán hàng trang điểm lòe lòe đi tới. Vốn dĩ cô ta còn đang tươi cười hớn hở,
Sau khi nhìn Đinh Dũng một lượt từ đầu đến chân thì sắc mặt cô ta lập tức trầm hẳn xuống. Anh xem xe à, nhân viên lên tiếng hỏi với vẻ không mấy nhiệt tình. Đinh Dũng không quan tâm, anh chỉ gật đầu rồi đưa mắt nhìn các loại xe bên trong sảnh triển lãm, hỏi tôi muốn mua một chiếc xe đơn giản một chút, có xe nào có thể giới thiệu cho tôi không? Cát, xe đơn giản một chút thì rẻ hơn một chút thôi, nữ nhân viên bán hàng trở mặt chỉ vào chiếc xe màu đen ở cách đó không xa, nói chiếc xe này không tồi, giá trần là 98.000 tệ, thêm thuế rồi các khoản khác nữa thì rơi vào tầm 200.000 tệ, anh mua không? Nữ nhân viên này tỏ vẻ khó chịu, theo cô ta thấy thì một tên nhà quê ăn mặc như Đinh Dũng căn bản không thể nào mua nổi chiếc xe này. Tới đây cũng chỉ là để ngó nghiêng, tới lúc đó vừa hỏi giá đã sợ. Những người như vậy cô ta gặp nhiều rồi. Mở cửa xe đi, tôi muốn thử một lát, Đinh Dũng nhìn chiếc xe. Mặc dù anh không thích dáng xe cho lắm nhưng cũng không mấy phô trương. Có điều không biết lái thì sẽ thế nào. Mặc dù anh muốn mua một chiếc xe bình dân nhưng cảm giác khi lái nhất định phải tốt, nếu không thì khi lái xe sẽ cảm thấy không thoải mái, không bằng đi xe đạp còn hơn. Rốt cục anh có mua không? Nếu như mua thì anh thử một tí xem, còn không mua thì đừng lãng phí thời gian của tôi. Nhân viên nữ tỏ vẻ bất bình, đôi mắt cô ta còn rõ cái vẻ coi thường. Cô ta cao ngạo khiến Đinh Dũng thấy khó chịu. Anh cau mày, lạnh lùng nói, không cho tôi thử thì sao tôi có thể quyết định được mua hay không? Lẽ nào lúc cô mua nội y không thử xem cỡ to hay nhỏ sao? Đinh Dũng nhìn vòng một của cô ta, miệng anh nhếch lên châm chọc, trừ phi cô lấy số đo nội y để điều chỉnh bản thân. Hừ, đồ lưu manh, anh cút cho tôi, lãng phí thời gian của bà cô đây. Nghe Đinh Dũng nói vậy, nhân viên nữ kia lập tức che ngực, cau mày mắng chửi. Nghèo rách mồng tơi, không có tiền còn đòi xem xe, đạp cái xe đạp của anh không được hay sao? Đúng lúc này ở cửa có một nam một nữ vừa đi vào đã than thở, xe đạp rách của ai mà để chồm hổm chiếm chỗ cả một cái xe khiến tôi chẳng có chỗ mà đậu. Ồ, đây không phải là Long thiếu gia sao? Làn gió nào đưa anh tới đây thế? Anh tới xem xe với bạn gái sao? Thấy một nam một nữ đi vào, cô nhân viên kia lập tức tươi cười hớn hở đi tới đón tiếp. Thấy nhân viên nữ kia đi tiếp người khác, Đinh Dũng chỉ quay đầu lại nhìn đôi nam nữ kia một cái rồi không quan tâm nữa. Anh nhìn về phía một thanh niên đứng ở cửa không nói gì từ nãy đến giờ mà cười, nói cậu cũng là nhân viên bán hàng ở đây phải không? Vâng, vâng, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Anh có việc gì cần em hỗ trợ không ạ? Cậu thanh niên kia chừng 20 tuổi, kém hơn Đinh Dũng không quá nhiều. Cậu ta gãi gãi đầu rồi cười hỏi. Nghe thái độ của cậu ta, Đinh Dũng thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều. Anh gật đầu chỉ vào chiếc xe mà nữ nhân viên bán hàng kia nói ban nãy, đưa chìa khóa chiếc xe kia cho tôi. Tôi muốn lái thử một lát. Đây, nghe Đinh Dũng nói vậy, cậu thanh niên kia nhìn về cô gái bán hàng xinh đẹp lúc trước tỏ vẻ ái ngại rồi đáp, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, em chưa được đụng vào chìa khóa. Chìa khóa đều nằm chỗ chị Lâm. Quản lý của các em đâu, thấy cậu thanh niên kia chỉ vào nữ nhân viên bán hàng ban nãy, Đinh Dũng mới cau mày hỏi. Ồ! Anh cho rằng quản lý của chúng tôi là ai, là người mà anh muốn gặp là gặp được sao? Đúng lúc này, cô nhân viên kia đi tới, vừa nói giọng mỉa mai, vừa cúi người rút ra một chùm chìa khóa từ trong ngăn kéo. Khi cô ta nhìn về đôi nam nữ kia thì lại khoác lên bộ mặt tươi cười, Long thiếu gia, chiếc xe mà anh cần vừa mới về đấy. Giờ em đưa anh đi lái thử nhé. Tiểu tử, chiếc xe đạp bên ngoài là của cậu phải không? Cậu có biết xe ở đây có giá thế nào không hả? Đôi nam nữ kia đi tới, cô gái kia không nói gì, chỉ có người với tên Long thiếu gia kia mặt mày tỏ vẻ châm chọc, nhìn Đinh Dũng nói. Một chiếc xe bất kỳ ở đây cũng có giá lên tới mười mấy nghìn tệ. Cậu còn muốn lái thử, lỡ có đâm hỏng thì cậu đền nổi không hả? Cho dù có bán cả cậu và cái xe rách kia đi e rằng cũng không đủ để bồi thường nổi một cánh cửa xe đâu. Cậu cho rằng tôi không mua được cái xe này sao? Đinh Dũng nhướng mày, nheo mắt nhìn hắn ta. Ha ha, lẽ nào không phải sao, Long thiếu gia cười lạnh lùng chỉ vào chiếc xe đạp ở bên ngoài cửa rồi nói với giọng châm chọc, nếu như mà mua nổi xe thì cậu đã không đi xe đạp rồi. Như Long, thôi bỏ đi, đúng lúc này cô gái bám dịt lấy Long thiếu gia cau mày, huýt vào tay hắn, nói chúng ta đi xem xe đi. Hừ, đồ nhà quê, cút đi, Thiết Như Long mặc dù tức giận nhưng cũng không dám khiến vị hôn phu của mình tức giận nên chỉ có thể nạt nộ Đinh Dũng đôi câu rồi thôi. Thế nhưng thái độ đó của hắn ta không có nghĩa là Đinh Dũng sẽ bỏ qua.
Thấy đối phương coi thường mình như vậy, Đinh Dũng cũng tức tối. Anh lạnh lùng nói, nếu như tôi mua được thì sao? Tiểu tử, được voi đòi tiền à? Mẹ kiếp, cậu mà mua được thì ông đây nuốt luôn chìa khóa cái xe này. Thiết Như Long vừa quay người lại, nghe thấy Đinh Dũng nói vậy thì máu nóng bốc lên. Hắn ta chỉ vào chiếc chìa khóa trong tay nữ nhân viên bán hàng rồi nói. Đinh Dũng nghe vậy thì lập tức nhếch miệng cười, nói lời giữ lời. Bổn thiếu gia nói lời đương nhiên giữ lời, nhưng nếu như cậu không mua được thì đừng trách bổn thiếu gia đây không khách khí. Lập tức phải quỳ xuống dập đầu lại tôi ba lại, sau đó cút ra khỏi đây, thấy Đinh Dũng đột nhiên dám cược với mình, Thiết Như Long bật cười ha ha. Một tên nhà quê đạp xe đạp mà mua nổi xe ô tô trong đây thì hắn đi đầu xuống đất. Cho dù là Thiết Như Long hắn đây còn phải dựa vào quan hệ của nhà họ Thiết, dựa vào tiền tích góp 2, 3 năm trời mới có thể mua một cái xe tầm trung ở đây. Được thôi, thế nhưng cô phải đưa chìa khóa cho tôi. Tôi phải lái thử, Đinh Dũng liếc nhìn sang nữ nhân viên bên cạnh. Anh không cho cô ta cơ hội giải thích, cứ thế nói thẳng. Nếu như làm hỏng tôi đương nhiên sẽ đền. Một showroom lớn thế này, lẽ nào lại sợ tôi chạy mất? Hừ, chỗ chúng tôi đâu đâu cũng lắp camera, đồ anh chạy được đấy, nữ nhân viên cười nhạt nhẽo, cho rằng Đinh Dũng tìm cớ. Nếu cô ta không đưa chìa khóa thì Đinh Dũng sẽ dựa vào cớ đó mà rời khỏi đây, thế là cô ta rút một chùm chìa khóa ra đưa cho cậu thanh niên, nói tiểu hách, nhìn kỹ cho chị. Nếu mà xe hỏng, quản lý đến tìm thì chị không lo nổi cho em đâu. Hai, vâng ạ. Cậu thanh niên với cái tên tiểu hách nhận chiếc chìa khóa tỏ vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp khách. Cầm lấy chìa khóa, Đinh Dũng không quan tâm đến Thiết Như Long nữa. Lần này vì mua xe, anh buộc phải lãng phí thêm thời gian cho một kẻ không liên quan. Tiểu hách thận trọng mở xe cho Đinh Dũng ngồi vào trong, nhưng không cho cậu ta có cơ hội giải thích. Đinh Dũng đã đi ra khỏi xe, cái xe này không ổn, ngồi vào quá khó chịu. Mặc dù trông bên ngoài thì cũng tương đối ổn. Nhưng bên trong thiết kế kém, đặc biệt là mùi nhựa khiến cho ngơ ta cảm thấy khó chịu. Cảm giác lái vô cùng kém. Với chiều cao như Đinh Dũng, khi ngồi vào đến chân còn không duỗi ra được. Hả, xin hỏi có chỗ nào không ổn ạ? Tiểu hách lặng người, không ngờ Đinh Dũng dứt khoát bỏ qua chiếc xe này nhanh chóng đến vậy. Cậu ta nhìn Đinh Dũng, trong ánh mắt hiện lên ánh nhìn đầy ngờ vực. Người này không phải giống như chị Lâm nói, căn bản không mua nổi xe chứ. Đương lúc cậu ta mải nghĩ thì Đinh Dũng đã cau mày đóng cửa, nói, không gian bên trong quá hẹp, cảm giác lái kém, và lại nội thất không tốt. Giới thiệu cho tôi cái xe khác, dáng bên ngoài không quan trọng, quan trọng là lái tốt. Giá cả cũng không chênh nhiều ạ, nghe Đinh Dũng nói vậy, tiểu hách có vẻ bất lực đáp lại. Nếu như nói về phương diện khác thì cậu ta còn có thể giới thiệu cho Đinh Dũng hai dòng xe khác vì dù sao thì sở thích của mỗi người không giống nhau. Có thể có người thích phong cách thể thao, có người thích phong cách đẹp trai ga lăng, nhưng nếu nói nội thất và cảm giác lái thì những dòng xe có giá này lại không có gì khác biệt. Ha ha, cậu đừng lo, giá cả không thành vấn đề. Cậu cứ theo yêu cầu của tôi giới thiệu là được, Đinh Dũng vỗ vỗ vai tiểu hách, nói, nếu tôi thích, hôm nay sẽ trả toàn bộ số tiền mua xe. Thật sao ạ, nghe Đinh Dũng nói hôm nay trả toàn bộ số tiền mua xe, tiểu hách phấn chấn hẳn lên. Cậu ta nhìn Đinh Dũng một lượt, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng. Lẽ nào vận may của cậu ta hôm nay tốt, lẽ nào cậu ta gặp được một người giàu có sao? Chỗ chúng em có một dòng xe đảm bảo với anh cảm giác lái tốt nhất ở đây, tiểu hách nhìn Đinh Dũng rồi dẫn anh tới khu vực trung tâm của showroom, sau đó chỉ vào chiếc xe được coi là vật báu ở đây. Cậu ta đã hoàn toàn quên mất lời dặn của quản lý trước đó, không được để bất cứ ai đụng vào chiếc xe này. Nếu làm hỏng xe thì không ai gánh nổi trách nhiệm. Chiếc xe này, tôi có thể lái thử không? Đinh Dũng nhướng mày, dùng sức kéo cửa xe. Không ngờ anh mới kéo đã kéo được cửa ra. Chiếc xe có màu đen, thân xe rõ ràng dài hơn vài chiếc xe mà anh đã xem qua trước đó. Xe có dáng khí động trông đẹp hơn hẳn, đồng thời trông cả chiếc xe lại rất đỗi đơn giản, không giống mấy dòng siêu xe, lái đến đâu cũng thu hút sự chú ý. À! Sao anh lại kéo được cửa xe ra rồi, cái xe này, thấy Đinh Dũng kéo cửa xe ra, tiểu hách biến sắc. Trong đầu cậu ta nghĩ tới lời dặn dò của quản lý trước đó. Nhưng không ngờ cậu ta còn chưa nói xong thì một nữ nhân viên bán hàng mặc sơ mi đã thét lên, vội chạy tới nạt nộ, ai bảo anh đụng vào cái xe này. Anh có biết nó bao nhiêu tiền không?
Anh làm hỏng nó thì có bán anh đi cũng không đền nổi đâu. Tiểu Hách, em làm gì thế hả? Sao có thể để loại người này thử xe cơ chứ? Cho dù anh ta thử xe rồi thì có mua nổi không? Cô gái kia chỉ vào mặt Tiểu Hách mà mắng chửi. Em không có. Tiểu Hách bưng mặt ấm ức. Vốn dĩ cậu ta còn chưa mở khóa xe. Ai ngờ Đinh Dũng lại kéo cửa xe ra rồi. Lúc này cậu ta chỉ biết cúi mặt, nói em không mở khóa, là xe. Cái gì? Tiểu Hách vốn dĩ định nói xe chưa mở khóa nhưng nào ngờ cậu ta chưa nói hết câu thì cô gái kia đã hét ầm lên, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt nộ. Anh dám làm hỏng xe, anh chết chắc rồi. Anh chết chắc rồi. Có chuyện gì thế? Trong showroom không được to tiếng. Các cô cậu quên rồi sao? Đúng lúc này, cô gái có dáng người thướt tha lúc trước đi tới. Cô ta cau mày nói hai câu rồi nhìn về phía Tiểu Hách. Tiểu Hách, rốt cục có chuyện gì? Chị Lâm, anh ta làm hỏng cửa xe Phaeton rồi. Cô gái thấy chỗ dựa tới liền lập tức báo cáo lại. Chị Lâm là một người nói một là một, hai là hai ở showroom này. Ngoại trừ giám đốc ra thì ai cũng phải gọi một tiếng chị Lâm. Mọi người đều biết chị Lâm có mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với giám đốc, đương nhiên không ai dám đắc tội. Nghe nhân viên nói vậy, chị Lâm lập tức trừng mắt lên. Cô ta nhìn chiếc Phaeton bị kéo cửa ra mà tối sầm mặt chỉ vào Đinh Dũng, anh có biết đây là dòng xe gì không? Còn không mau bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Tôi nói cho anh biết, chiếc xe này là xe Phaeton kinh điển có giá bán lên tới 300 triệu nhân dân tệ, và lại xe này đã ngừng sản xuất rồi, là bản giới hạn. Cho dù anh có muốn mua thì cũng không có đủ tiền đâu, chị Lâm cau mày, mặt mày khó coi thấy rõ. Cô ta nhìn sang Tiểu Hách, nạt nộ, bảo em trông chừng rồi mà trông kiểu gì thế hả? Xem ra em không phù hợp làm ngành này rồi, ngày mai cuốn gói cút ra khỏi đây. Phượng Nhi, gọi điện thoại cho giám đốc báo cáo tình hình, nói rồi chị Lâm lạnh lùng nhìn sang Đinh Dũng rồi gằn lên từng từ một. Loại người này tôi nhìn là biết không đền nổi rồi. Cứ thế đánh cho anh ta một lần rồi tống ra khỏi đây, chị Lâm vừa dứt lời, Thiết Như Long liền dẫn cô gái kia đi tới. Hắn ta nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt coi thường rồi nói với giọng khó chịu, tiểu tử, hay là thế này, cậu dập đầu với tôi hai cái, bổn thiếu ra đây sẽ giải quyết việc này cho cậu. Ồn ào, Đinh Dũng cau mày nhìn Thiết Như Long, tên tiểu tử này từ khi bước vào đây đã ra vẻ với anh, cứ đứng bên mỉa mai châm chọc, anh đã khó chịu từ lâu rồi. Cậu, hừ. Vậy thì cút ra khỏi đây đi, nghe Đinh Dũng nói vậy, Thiết Như Long biến sắc. Hắn ta hắng giọng nói với chị Lâm, báo cáo đi, tôi thấy hắn ta không mua nổi đâu. Có chuyện gì thế? Đúng lúc này, một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ Âu đi tới cau mày lên giọng. Làm cái gì thế hả? Thời gian làm việc không được tụ tập nói chuyện, các cô cậu có biết không hả? Nghe giám đốc nói vậy, đám người xung quanh vội nhường đường. Cô nhân viên kinh doanh với dáng người thướt tha nghe thế thì khuôn mặt liền tỏ vẻ nũng nịu. Cô ta nói với người đàn ông trung tuổi, giám đốc Khiêm, anh đến đúng lúc lắm ạ. Người này làm hỏng bảo vật trong showroom chúng ta rồi, anh mau tới xem đi ạ. Cái gì, thấy chị Lâm nói vậy, giám đốc showroom 4S tối sầm mặt lại. Ông ta vội xông tới, khi nhìn thấy Đinh Dũng đứng bên cạnh chiếc xe, ông ta vội gằn giọng, cút cho tôi. Cậu có biết cái xe này bao nhiêu tiền không hả? Ai cho cậu đụng vào nó? Các cô các cậu làm cái gì thế hả? Bao nhiêu người như vậy mà không trông nổi cái xe à? Giọng nói của giám đốc vang khắp showroom, cả giám nhân viên câm như hến, không ai dám nói lời nào. Tiểu Hách vốn dĩ vì chuyện này mà còn không biết phải xử lý làm sao, lúc này nghe giám đốc nói vậy thì không khỏi lẩm nhẩm. Cậu ta biết lần này cũng do mình không trông khách cẩn thận nên mới gây ra họa lớn. Con mắt nào của ông thấy tôi làm hỏng cái xe này, Đinh Dũng nhướng mày nói với giám đốc. Nghe Đinh Dũng nói vậy, ông giám đốc kia im bặt. Ông ta quả thật không hề tận mắt thấy Đinh Dũng làm hỏng xe, thế nhưng ông ta tin những gì mà Lâm Lâm nói cho nên mới hắng giọng nhìn về phía Lâm Lâm. Lâm Lâm cảm nhận được ánh mắt của giám đốc, lúc này cô ta lập tức chỉ vào cửa xe, lên giọng cửa xe là do anh ta dùng lực kéo khiến khóa cửa bị hỏng. Hừ, cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Cậu còn có, giám đốc lại lần nữa hắng giọng, ánh mắt ông ta nhìn Đinh Dũng lạnh lùng, thế nhưng ông ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã bật cười, lãnh đạm nói, nếu như khóa xe không hỏng thì sao? Hừ, không chỉ giám đốc mà ngay cả Lâm Lâm và Tiểu Hách cũng lặng người. Cánh cửa này không phải bị anh ta làm hỏng rồi sao? Không hỏng, bao nhiêu người chúng tôi đều trông thấy cửa xe là do anh làm hỏng.
nếu không phải anh làm hỏng thì tôi nuốt luôn cái cửa này cũng được, nào ngờ giám đốc còn chưa lên tiếng thì Thiết Như Long lại cười gian dảo. Cô gái đứng cạnh hắn ta nghe thấy thế thì tỏ vẻ không vui, nhưng cô ta cũng không nói thêm gì, chỉ hơi cau mày. Ha ha, mọi người đều thấy cả rồi phải không? Hôm nay bảo vị thiếu gia này biểu diễn nuốt cửa nhé, nói rồi, Đinh Dũng bật cười, nói tiếp với giám đốc. Cánh cửa này không hỏng, thử là biết thôi. Và lại đây là showroom 4S, lẽ nào không kiểm tra ra được? Cái này, giám đốc nghe vậy thì chột dạ. Ông ta cau mày nhìn Thiết Như Long. Tiểu tử này tuyệt đối là đang hống hách, cánh cửa này hỏng hay chưa thì cứ thử là biết thôi, Thiết Như Long ra vẻ, hắn ta tin rằng mấy người phía Lâm Lâm không thể nào nói dối được. Đinh Dũng nhất định đã làm hỏng cửa. Hắn ta thậm chí đã trông thấy Đinh Dũng vì không đền được cửa mà bị lôi ra ngoài, lúc này trong lòng hắn ta thấy sảng khoái hơn hẳn. Hắn không nhịn nổi mà bật cười. Thấy Thiết Như Long khẳng định như vậy, ông giám đốc kia cũng thêm phần tự tin. Ông ta lập tức chỉ vào một nhân viên kỹ thuật bảo cậu ta thử xem rốt cục hỏng hay chưa. Cậu cẩn thận một chút, cái xe này là bản giới hạn, khu vực chúng ta chỉ có một cái thôi, giám đốc nói với nhân viên kỹ thuật, vừa nói ông ta vừa thận trọng đóng cánh cửa lại. Nhân viên kỹ thuật được chỉ định gật đầu, cậu ta tới bên chiếc Phaeton hít vào một hơi thật sâu rồi cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa, sau đó khẽ đóng lại. Cánh cửa hỏng hay chưa, thực ra phương án kiểm tra đơn giản nhất chính là xem có khóa lại được không. Sau khi đóng cánh cửa lại, nhân viên kỹ thuật kia mới thở phào nói với giám đốc, dùng chìa khóa khóa cửa thử. Lâm Lâm, dùng chìa khóa khóa cửa, nghe nhân viên kỹ thuật kia nói vậy, Lâm Lâm mới gật đầu, cô ta nhìn Đinh Dũng hằn học rồi mới rút chiếc chìa khóa được đúc khắc tinh xảo ấn vào ổ khóa. Cạch, cạch, hai tiếng vang lên, chiếc xe Phaeton chớp đèn hai cái. Phần cửa xe cũng vang lên âm thanh khóa vào nhẹ nhàng. Thấy đèn xe sáng, sắc mặt giám đốc mới thay đổi. Lâm Lâm cũng tái mét mặt, đột nhiên cô ta nhớ ra hôm nay có một vị khách lớn đến thử xe, người này cũng lái thử chiếc xe này nhưng cuối cùng vì giá xe nên không mua nó nữa. Hình như cô ta mải chăm sóc khách hàng nên quên mất khóa cửa. Nếu như vậy thì... Long thiếu gia, nghĩ tới đây, Lâm Lâm vội lên tiếng định nhắc nhở Thiết Như Long. Nhưng cô ta còn chưa dứt lời thì Thiết Như Long đã nhìn Đinh Dũng cười nhạt, mau mở cửa, tôi phải xem cậu rảo biện thế nào. Nghe vậy, nhân viên kỹ thuật kia gật đầu, thận trọng kéo tay nắm cửa ra. Chỉ nghe bên trong phát ra tiếng, khập, cửa xe không hề bị kéo ra. Ha ha ha, tôi biết mà, Thiết Như Long nghe thấy âm thanh ấy thì đột nhiên bật cười ha ha. Nhưng hắn ta cũng nhanh chóng cảm nhận được có gì đó không ổn. Giám đốc thì tái nhợt mặt mày. Ông ta đương nhiên nghe rõ ràng tiếng, khập, vừa rồi có nghĩa là gì. Nguyên nhân là do cánh cửa sau khi bị kéo thì chưa được khóa lại. Cánh cửa này vốn dĩ không hề hỏng. Vừa nghĩ tới Thiết Như Long và Đinh Dũng cá cược với nhau, trong lòng ông ta đột nhiên thấy sốt ruột. Thiết Như Long là người của nhà họ Thiết. Nhà họ Thiết mà không vui thì có nói thế nào, một giám đốc showroom 4S như ông ta cũng không thể nào đắc tội nổi. Nếu như ông ta bị nhớ mặt thì đừng hòng sống nổi ở đất này nữa. Giám đốc, cánh cửa này chưa hỏng, nhân viên kỹ thuật lắp bắp nuốt nước bọt nói. Dù sao cũng có nhiều người như vậy, và lại Đinh Dũng căn bản cũng đang ở đây, cậu ta cũng không thể trơ mắt mà nói nhảm được. Thế nhưng câu này cậu ta vừa nói ra đã khiến Thiết Như Long đứng người. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Lâm Lâm, không phải cô nói cánh cửa này bị hắn ta làm hỏng rồi sao? Thiết Như Long tái mặt, trán ứa mồ hôi. Tại sao lại không thể, cửa xe hỏng hay chưa mà không nhìn ra sao, Đinh Dũng cười lạnh lùng, chắp hai tay trước ngực nói với giám đốc, nhân viên của showroom các ông không khóa cửa lại rồi đổ tội lên đầu tôi. Tôi cho rằng một người làm giám đốc như ông cần phải nói chuyện cho rõ ràng với cấp dưới đi. Hai, việc này là do chúng tôi sai, cậu xem, ông giám đốc thở dài bất lực nhìn sang Lâm Lâm. Lúc này nếu ông ta còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông ta sống cũng phí bao nhiêu năm trên đời rồi. Lúc này ông ta chỉ có thể tự nhận trách nhiệm về mình, cho Thiết Như Long đường lui. Việc này vốn dĩ không liên quan gì đến ông. Tôi nhớ vừa rồi có người còn nói năng hống hách, nếu cửa xe không phải do tôi làm hỏng thì nuốt luôn cửa mà. Nói tới đây, Đinh Dũng nhếch miệng châm chọc, liếc sang Thiết Như Long. Thiết Như Long tối sầm mặt, hắn cau mày thật sâu. Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ cánh cửa này lại không hề bị hỏng. Lúc này hắn đâm lao phải theo lao.
không thể nào nuốt cánh cửa kia được nên chỉ có thể hắng giọng nhìn Đinh Dũng, tiểu tử, đừng có được đà lấn tới. Đã không phải là cậu làm hỏng thì không cần phải đền nữa. Còn không mau cút. Xem ra Long thiếu gia nói lời không giữ lời hả, Đinh Dũng nhếch miệng cười, nhướng mày gật đầu như sớm có dự đoán từ trước. Nụ cười đầy ý tứ này trong mắt Thiết Như Long như cười mỉa mai khiến hắn ta không thể nào kiềm chế lửa giận. Hắn nắm chặt tay, cứ thế mắng chửi cậu, cậu, tôi nói tôi không nhận bao giờ. Vậy ý của Thiết thiếu gia là mình sẽ ăn tươi nuốt sống cánh cửa này, nghe Thiết Như Long nói vậy, Đinh Dũng vẫn không tắt nụ cười. Tôi, vừa rồi Thiết Như Long quá tức tối, lúc này đột nhiên hắn cảm thấy hơi hối hận. Nếu như vừa rồi hắn không tự nhận thì cũng chẳng sao. Hiện giờ hắn đã nói ra rồi, nếu không nhận thì coi như tự tát vào mặt mình. Đều tại anh, cứ đâm đầu đụng vào người ta làm gì, đột nhiên cô gái đứng bên cạnh Thiết Như Long hậm hực. Cô ta vùng vằng ra khỏi tay Thiết Như Long, sau đó tỏ vẻ áy náy nói với Đinh Dũng, anh ạ, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Nghe cô gái nói vậy, Đinh Dũng bất lực thở dài, gật đầu nói, thôi bỏ đi, tôi biết rằng cậu ta cũng chẳng nuốt nổi cánh cửa này đâu, và lại tôi rất thích cái xe này. Nếu bị cậu ta nuốt thật thì tiếc lắm. Nghe ra Đinh Dũng có ý để cho Thiết Như Long đường lui, cô gái kia nở nụ cười cảm kích. Thấy Thiết Như Long định lên tiếng nói gì đó, cô ta vội vàng kéo Thiết Như Long tỏ ý bảo hắn ta đừng nhiều lời. Ha ha ha, đã không việc gì thì tốt rồi, ông giám đốc kia thở phào. Ông ta không muốn đụng đến Thiết Như Long làm gì, nếu lần này Đinh Dũng còn nhì nhằng không tha, cứ bắt Thiết Như Long bẽ mặt trước mặt bao nhiêu người. Tới lúc đó Thiết Như Long hỏi tội thì mấy người ở showroom ông ta chết chắc. Cái xe này tôi càng nhìn càng thích, nó có giá bao nhiêu tiền, Đinh Dũng dùng tay sờ sờ vào thân xe, anh quả quyết chiếc xe này chính là dòng mà anh muốn mua. Dáng xe vừa đẹp mà lại còn là hàng xe tầm cao, và lại vừa rồi mặc dù chưa lái thử nhưng chỉ cần kéo cửa xe, nhìn vào bên trong, Đinh Dũng đã có cảm giác cái xe này có điểm khác biệt. Hả, xe này sao, nghe Đinh Dũng hỏi. Ông giám đốc kia giật mình, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trước đó tôi và Long Thiếu gia đây có cược với nhau. Nếu như tôi không mua xe chỗ ông thì e rằng Long Thiếu gia sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Đinh Dũng vừa nói hài hước vừa vỗ vỗ vào kính xe tôi rất thích cái xe này. Tôi mua nó, giúp tôi làm thủ tục nhé. Câu cuối cùng Đinh Dũng nhìn sang Tiểu Hách, cậu thanh niên này khiến anh cảm thấy rất thoải mái, anh muốn tạo điều kiện cho cậu ta nhận lấy chút thu nhập. Quả nhiên, nghe Đinh Dũng nói vậy, Tiểu Hách chợt ngây người một lúc, sau đó thì tỏ vẻ mừng rơn. Cậu ta chỉ vào chiếc Phaeton lần nữa rồi xác nhận, anh nói chiếc xe này ạ. Đinh Dũng gật đầu khẳng định. Ha ha ha, cậu có biết cái xe này có giá bao nhiêu không hả, Thiết Như Long đột nhiên cười phá lên. Hắn ta nghiến răng nói từng câu một, cậu đừng quên vụ cá cược của chúng ta. Nếu cậu không mua nổi cái xe này thì quỳ xuống dập đầu hai cái rồi cút khỏi đây đi. Như Long, anh, thấy Thiết Như Long nói vậy, cô gái bên cạnh hắn ta gạt tay hắn ra rồi nói thẳng, Thiết Như Long, anh đúng là loại tiểu nhân, người ta đã tha cho anh một lần rồi mà anh còn không biết hối cải. Hừ, em yên tâm, lần này hắn ta thua chắc, Thiết Như Long mặt mày giảo hoạt. Hắn cứ thế nhìn Đinh Dũng chằm chằm, chuyện vừa rồi hắn nhận ra rằng hoàn toàn là do mình sơ ý. Đinh Dũng tuyệt đối không thể mua nổi xe Phaeton vì đến hắn ta muốn mua chiếc xe này cũng phải bỏ ra quá nhiều. Một tên nghèo hèn đạp xe đạp rách như Đinh Dũng sao có thể mua nổi chứ? Lần này hắn ta chắc chắn đè đầu cưỡi cổ Đinh Dũng, hắn ta phải lấy lại sĩ diện sau lần bị sỉ nhục vừa rồi. Ha ha ha, không ngờ Long Thiếu gia còn nhớ vụ cá cược của chúng ta, Đinh Dũng bật cười, rút một cái thẻ từ trong túi ra rồi đưa cho Tiểu Hách. Nụ cười của anh chợt lạnh hẳn. Đinh Dũng nói với giọng lãnh đạm, xem ra lần này Long Thiếu gia lại thua rồi. Đây là, Tiểu Hách nhận lấy thẻ ngân hàng rồi thử người ra, không biết rốt cục xảy ra chuyện gì. Ông giám đốc cứ thế ứa mồ hôi. Từ giây phút Đinh Dũng rút ra tấm thẻ, ông ta đã hiểu ra rằng Đinh Dũng không phải là một tên nghèo hèn mà là một người có tiền, nếu không thì không thể tự tin rút thẻ ra như vậy được. Đến giá tiền còn chưa biết mà đã muốn mua cái xe xa xỉ với giá lên tới hàng triệu nhân dân tệ như vậy. Còn ngây ra đấy làm gì? Quẹt thẻ, làm thủ tục, Đinh Dũng liếc nhìn Tiểu Hách, thấy cậu ta vẫn đứng như chôn chân tại chỗ, anh liền lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng câu này đến tai Thiết Như Long lại khiến hắn ta thót tim, vì vừa rồi Đinh Dũng cũng tự tin như vậy, lúc này lại tự tin rút thẻ ngân hàng ra.
Suy nghĩ trước đó của Thiết Như Long dao động, lẽ nào tên này thật sự có thể mua được cả một cái xe Phaeton? Vậy em đi quẹt thẻ ạ. Tiểu Hách cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng, vui mừng nói không nên lời. Ngày đầu tiên cậu ta đi làm đã gặp được một vị khách sộp như vậy. Nếu như đơn mua xe này chắc chắn được trả tiền thì cậu ta có thể nhận được một khoản tiền thưởng không hề nhỏ và còn được thăng chức nữa. Điều đó đối với một sinh viên đại học vừa đi làm như cậu ta là một việc hết sức may mắn, khó mà có thể tưởng tượng được. Tiểu Hách, tôi đi giúp cậu lấy máy quẹt thẻ, cô gái khi nãy còn coi thường Tiểu Hách thì lúc này tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Cô ta chủ động đi lấy máy quẹt thẻ cho Tiểu Hách. Một lát sau, Tiểu Hách lấy máy quẹt thẻ ngân hàng tới đưa cho Đinh Dũng rồi nhỏ nhẹ nói với anh, mời anh nhập mật khẩu ạ. Ừ, Đinh Dũng nhập mật khẩu, sau đó trả lại máy quẹt thẻ cho Tiểu Hách. Thế nhưng không hề có âm thanh của giấy thanh toán tiền chạy ra, sắc mặt Tiểu Hách sững sờ hẳn. Giám đốc bên cạnh cậu ta thấy thế thì cau mày, vội vàng đi tới. Sau khi ông ta cầm lấy máy quẹt thẻ thì thay đổi hẳn sắc mặt. Ông ta nói với Đinh Dũng, cậu à, có phải cậu cầm nhầm thẻ rồi không? Tấm thẻ này của cậu không đủ số dư. Mang lại đây cho tôi xem, Đinh Dũng cau mày. Tấm thẻ này trước đó do Hàn Thành Sơn đưa cho anh, bên trong có lẽ cũng phải có tầm 5 triệu nhân dân tệ mới phải. Số tiền này trước đó Hàn Thành Sơn dùng để mua tranh chữ, vì Đinh Dũng giúp ông ta giải vây nên lấy được bút tích thật của Vương Đại Gia cho nên ông ta đem số tiền này tặng cho Đinh Dũng. Mặc dù trước đó Đinh Dũng cũng nghi ngờ số tiền này của Hàn Thành Sơn không biết từ đâu ra nhưng sau đó anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế mà bây giờ số dư trong tài khoản lại không đủ. Kỳ lạ, cái xe này có hơn 2 triệu nhân dân tệ, sao có thể như thế được, Đinh Dũng liếc nhìn số cần chi chỉ hơn 2 triệu nhân dân tệ. Tiền trong thẻ hơn 5 triệu tệ, không thể nào như vậy được. Trừ phi, bên trong thẻ này căn bản không có tiền, hoặc có thể nói là từng có tiền nhưng bị người ta chuyển đi rồi. Tấm thẻ này vẫn luôn trong tay anh, ngoài Hàn Thành Sơn ra thì không thể có người nào khác có thể chuyển tiền đi được. Nghĩ vậy, Đinh Dũng bất lực thở dài. Cả nhà họ đối xử với mình thật là tốt. Ha ha ha, tôi nói mà, tiểu tử này cũng chỉ là ra oai vậy thôi. Hắn ta căn bản không có nổi một xu đi mua xe, Thiết Như Long thấy cảnh này thì bật cười ha ha. Hắn ta nhếch miệng châm chọc rồi nói với Đinh Dũng, được rồi, đừng giả bộ nữa. Trông cái ngữ như cậu mà mua được xe thì mẹ kiếp, tôi không chỉ bò quanh cái showroom này hai vòng mà còn ăn phân của cậu luôn trước mặt mọi người đấy. Cắt, hóa ra là giả bộ, tôi còn cho rằng là một người có tiền cơ, nghe Thiết Như Long nói vậy, cô nhân viên trước đó còn chủ động giúp Tiểu Hách lấy máy quẹt thẻ lập tức trở mặt. Cô ta mỉa mai, nghèo hèn còn giả bộ, cút đi. Thấy tình hình này, ông giám đốc kia cũng lật mặt. Trước đó ông ta còn cho rằng Đinh Dũng là con nhà nào giàu có. Chỉ là thích phong cách đơn giản một tí. Bây giờ xem ra là ông ta nghĩ nhiều rồi. Ông ta tối sầm mặt lại, nói với giọng xa lạ, cậu diễn đủ chưa? Diễn đủ rồi thì mau cút đi. Cắt, cầm cái thẻ ngân hàng rồi giả bộ, thật không biết ra mặt anh dày thế nào nữa, Lâm Lâm cũng hùa theo. Đinh Dũng cau mày nhét tấm thẻ vào túi rồi rút ra một tấm thẻ khác. Cũng may trước đó anh đã lấy được một tấm thẻ ngân hàng khác với một thân phận khác của mình từ Kim Tiểu Lục. Bên trong đó có cả gia tài của anh ở kiếp trước. Một tấm thẻ màu đen, trông rất cao quý và sang trọng, bên trên còn in hình con rồng vàng đang uốn lượn trên không trung, mặt sau in một con phượng hoàng vàng bay lượn lên cửu trùng thiên với ý nghĩa long phụng sum vầy, là tấm thẻ riêng mà Hiệp hội Ngân hàng làm riêng cho anh. Cả thế giới chỉ có một tấm. Kiếp trước, trước khi chuyển kiếp, anh đã giao lại tấm thẻ này cho Kim Tiểu Lục, đứng tên Kim Tiểu Lục. Bây giờ anh đã quay lại rồi. Kim Vô Đạo chủ động trả lại thẻ cho anh, thế nhưng Kim Vô Đạo vẫn làm theo yêu cầu của Đinh Dũng nên tấm thẻ này vẫn đứng tên Kim Vô Đạo. Vừa rồi tôi lấy nhầm, quẹt đi, Đinh Dũng đưa tấm thẻ đen cho Tiểu Hách, cười nói. Tiểu Hách thở phào một hơi, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì mà nhận lấy tấm thẻ rồi lấy máy quẹt thẻ từ tay giám đốc. Còn giả bộ à, cậu giả vờ cũng giống lắm, nếu mua nổi thì tôi ăn phân trước mặt mọi người. Thiết Như Long lại hả hê nhìn Đinh Dũng như thấy được bộ dạng Đinh Dũng bị vạch trần vậy. Vừa rồi Đinh Dũng làm hắn ta mất mặt, bây giờ hắn ta phải cho Đinh Dũng chịu gấp bội. Hắn ta phải trả lại cho Đinh Dũng gấp bội. Đúng vậy, giả bộ cái gì, tôi thấy anh ta đang lãng phí thời gian của mọi người thôi. Lâm Lâm thấy Thiết Như Long nói vậy thì lập tức tiếp lời. Những người còn lại nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt dè bỉu,
căn bản không tin Đinh Dũng có thể rút ra một khoản tiền lớn. Theo như bọn họ thấy thì Đinh Dũng vì không còn đường lui nên mới giả bộ như vậy. Rõ ràng là đang lãng phí thời gian của tất cả mọi người. Mặc dù giám đốc cũng bán tín bán nghi nhưng ông ta không hề lên tiếng mà chỉ nhìn vào máy quẹt thẻ trên tay Tiểu Hách. Chỉ cần chiếc máy hiển thị tài khoản không đủ số dư thì ông ta sẽ lập tức gọi bảo vệ vào tống cổ Đinh Dũng ra khỏi đây. Thế nhưng, suy nghĩ của ông ta không thành rồi. Tiểu Hách mặt mày căng thẳng bấm phím xác nhận, mặc dù cậu ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giây phút này tim cậu ta không khỏi hồi hộp mà đập nhanh hơn. Tạch tạch tạch, máy quẹt thẻ vang lên âm thanh in phiếu. Nếu như giờ cậu quỳ xuống dập đầu hai cái với tôi thì tôi sẽ suy nghĩ, Thiết Như Long còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy âm thanh phiếu in. Hắn ta ngây người, nụ cười dần khựng lại. Khuôn mặt hắn ta biến sắc, hắn ta nhìn chằm chằm vào tờ phiếu chạy dài ra khỏi máy quẹt thẻ. Đinh Dũng thật sự đã quẹt thẻ được rồi. Đây, không thể nào, Lâm Lâm nhìn máy quẹt thẻ trong tay Tiểu Hách, vẻ mỉa mai trên khuôn mặt cô ta dần mất đi. Còn Tiểu Hách, người cầm máy quẹt thẻ. Sau khi thấy bốn chữ, giao dịch thành công, thì lặng người. Hồi lâu, cậu ta mới phản ứng lại kịp rồi tự véo lấy má mình một cái. Khi thấy đau cậu ta mới thét lên. Tôi, đây là thật, Tiểu Hách vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Đinh Dũng bật cười, anh nhìn sang Thiết Như Long với vẻ mặt đần độn kia mà giơ tay ra rồi nói với lạnh nhạt mời, Long thiếu gia. Cái gì, ý gì đây, Long thiếu gia lắc đầu quầy quầy. Hắn ta chỉ thẳng vào Đinh Dũng, không thể nào, sao cậu có thể mua nổi? Tấm thẻ đó nhất định là giả. Ha ha, giả sao, Đinh Dũng nhìn vào ông giám đốc, nói, ông nói xem tiền về tài khoản các ông chưa? Đây, giám đốc kia nghiến răng nghiến lợi, ông ta cúi đầu nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói, Long thiếu gia, vị khách này đã trả tiền thật rồi. Chiếc xe này, là của cậu ấy. Sau một hồi tự dằn vặt suy nghĩ, giám đốc mới lựa chọn thỏa hiệp. Người có thể nhanh chóng vung ra hơn 2 triệu nhân dân tệ mua xe mà không hề đắn đo thì tuyệt đối không phải là người thường. Chí ít, thì không hề kém hơn gia thế nhà Long thiếu gia. Tôi phải làm sao đây, đây không phải là thật. Không thể nào, Long thiếu gia mặt mày hung tợn. Hắn ta nhìn Đinh Dũng hằn học rồi giống giận, tao là người nhà họ Thiết, mày dám bảo tao quỳ thì nhà họ Thiết sẽ không tha cho mày. Nhà họ Thiết, là cái quái gì, Đinh Dũng lạnh lùng, trong ánh mắt anh còn hằn cái nhìn tôi độc. Đột nhiên anh giơ chân phải lên đạp luôn một cái vào bắp chân Long thiếu gia. A, Long thiếu gia kêu lên thảm thiết, chân phải hắn ta khuỵu xuống, hắn quỳ phịch xuống đất. Đinh Dũng không cho những người còn lại cơ hội phản ứng, anh nhanh chóng đạp luôn vào chân còn lại của Long thiếu gia, cho hắn quỳ bằng hai gối rồi mới điềm tĩnh nói, Long thiếu gia, nói được phải làm được. Thua thì phải chịu, câu này lẽ nào cậu chưa từng nghe qua? A, mày dám đánh tao, mày dám đánh tao. Tiểu Song, mau báo cảnh sát giúp anh, Long thiếu gia hét lên đầy giận dữ. Mặt mày hắn ta giảo hoạt, hắn nhìn vào cô gái bên cạnh hét lên, báo cảnh sát, gọi cho chú anh. Anh phải giết chết thằng này. Anh đúng là không còn thuốc chữa, cô gái kia mặt mày khó coi vô cùng. Cô ta hậm hực với Thiết Như Long một câu nhưng vẫn rút điện thoại ra gọi vào số chú của Thiết Như Long. Mặc dù Thiết Như Long không được coi trọng trong nhà họ Thiết, là người hàng nhánh nhưng chú ruột hắn ta lại giữ chức vụ quan trọng trong cục cảnh sát thành phố Kim Châu. Ông ta leo lên được vị trí cao là nhờ các mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của nhà họ Thiết, là chỗ dựa vững chắc cho nhà họ Thiết ở thành phố Kim Châu. Hỏng rồi, mau đi thôi, nghe Thiết Như Long bảo gọi điện cho chú mình, giám đốc showroom 4S tái mét mặt mày. Ông ta liếc ngay sang Lâm Lâm. Đinh Dũng thấy tên này định gọi điện thoại kêu người thì không khỏi cau mày. Thế nhưng anh cũng không quan tâm. Chỉ là thấy có hơi khó chịu và phiền phức. Mày còn không thả tao, đợi chú tao đến thì tao cho mày chết. Thiết Như Long quỳ trên đất vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng đôi chân hắn ta lại không còn nổi sức mà cựa. Mặt hắn tối sầm lại, đứng trước mặt bao nhiêu người thế này, đặc biệt còn có vợ chưa cưới bên cạnh mà hắn lại bị người ta sỉ nhục tới mức này, mặt hắn nóng rực lên. Hắn chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi. Cậu cũng đã nói để cho tôi phải chết thì sao tôi lại có thể không nhân cơ hội này cho cậu quỳ thêm lúc nữa nhỉ? Đinh Dũng đi về phía trước, giơ tay ra vỗ vỗ vào mặt Thiết Như Long, thản nhiên nói, không phải cậu gọi người đến để đối phó với tôi sao, xem ra cậu không sợ tôi. Đinh Dũng dứt lời, ánh mắt anh sắc lạnh hơn hẳn.
Anh giơ tay lên tóm lấy vai Thiết Như Long, khẽ giật, xương vai hắn lập tức chật khớp. A, Thiết Như Long gào lên thảm thiết, hắn ta bại cả bên vai trái. Nghe tiếng thét đó của Thiết Như Long, giám đốc showroom chán vã mồ hôi. Ông ta nhìn Đinh Dũng với ánh mắt sợ hãi. Ông ta không ngờ rằng Đinh Dũng lại dám ra tay đánh người trong khi Thiết Như Long đã gọi điện báo cảnh sát. Anh đừng, đừng cử động tay, cô gái kia bặm chặt môi, nắm chặt lấy điện thoại rồi cau mày nói. Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh đợi mà vào đồn đi. Anh có biết anh ấy là ai không hả? Anh ấy là người nhà họ Thiết. Nếu anh đánh anh ấy bị thương thì nhà họ Thiết sẽ không tha cho anh đâu. Đinh Dũng chớp mắt nhìn cô gái kia, lạnh lùng đáp, tôi biết chứ. Trước khi vào đồn tôi phải cho hắn một trận cái đã. Có vậy thì vào đồn cũng không thoải mái. Nói xong Đinh Dũng lại giơ tay về phía vai phải của Thiết Như Long. Anh không đánh gãy tay Thiết Như Long là vì Thiết Như Long còn chưa làm những việc khiến anh phải phẫn nộ. Để chân tay hắn chật khớp cũng đã là một bài học nhớ đời cho hắn rồi. Thế nhưng anh vừa giơ tay ra thì bên ngoài vang lên những tiếng còi đinh tai. Đến nhanh đấy, Đinh Dũng thầm nhủ, thế nhưng anh lại không thu tay về. Mày đừng có lại đây, đừng đụng vào tao, Thiết Như Long đã run rẩy từ lâu, lúc này nghe thấy tiếng còi đinh tai vang lên liên tiếp, hắn lập tức gào lên thê thảm, chú tới cứu cháu sắp bị người ta đánh chết rồi. Đội trưởng Thiết đến rồi, nghe tiếng còi bên ngoài, giám đốc showroom tái mét mặt. Ông ta vội đưa mắt nhìn. Những người khác cũng nhìn theo ông ta, cửa showroom bị người ta đẩy ra rất mạnh, một người đàn ông trung tuổi mặc đồng phục đi vào. Phía sau ông ta còn có bốn người nữa, đều mặc đồng phục. Vừa đi vào, người đàn ông trung tuổi liền hét lên, ai, là ai dám đụng vào cháu tôi? Người đàn ông trung tuổi này có làn da đen rắn giỏi, khuôn mặt kiên nghị mang theo vẻ tôi độc, giọng nói lại trầm khàn nhưng lại rất vang và có uy. Ông ta vừa lên tiếng đã khiến cả sảnh showroom im bặt. Chú, cháu ở đây, chú mau tới cứu cháu, nghe giọng nói của chú mình, Thiết Như Long mừng quính. Hắn vội vàng hét lớn. Thiết Như Long thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chú hắn đến thì hắn chẳng sợ gì hết. Đinh Dũng nhất định sẽ sợ vỡ mật. Hắn vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhìn về Đinh Dũng. Đúng lúc này một bàn tay dùng lực đặt lên vai hắn. Nụ cười nơi khóe miệng Thiết Như Long khựng hẳn lại. Hắn còn lẩm bẩm rồi giống giận. Mày dám đánh tao, chú tao ở đây, mày còn dám ra tay. Dừng tay, thấy tay Đinh Dũng đặt lên vai Thiết Như Long. Người đàn ông trung tuổi kia biến sắc. Ông ta hét lên. Gần như là lúc ông ta và Thiết Như Long dứt lời, tay Đinh Dũng khẽ bẻ, chỉ anh và Thiết Như Long nghe thấy, rắc, một tiếng. Thiết Như Long gào lên thảm thiết, vai trái hắn ta mềm oặt, đau bại. Bắt hắn cho tôi, thấy cảnh này, chú của Thiết Như Long lập tức phất tay. Bốn người ông ta dẫn tới rút súng chĩa vào Đinh Dũng, hét lớn, không được cử động, giơ hai tay lên. Nghe bốn người kia hét lên, Đinh Dũng quay người lại nhìn bọn họ. Kết quả, bốn người này giật thót tim, đồng thời lùi về sau một bước, suýt chút nữa thì bóp cò. Bảo cậu không được cử động, có nghe thấy không hả? Một người đàn ông chọc đầu trong số đó đó nuốt nước bọt, gằn giọng với Đinh Dũng, giơ hai tay lên, nếu không tôi bắn. Được, 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 đừng bắn, Đinh Dũng gật đầu bất lực, giơ hai tay lên. Với thực lực hiện giờ của anh vẫn chưa thể nào đạt tới độ có thể ngó lơ vũ khí nóng được. Né tránh đạn cần tốc độ vô cùng nhanh, hiện giờ cơ thể anh chịu không nổi vận động với cường độ cao. Nếu cứ thế né tránh thì sẽ khiến xương cốt gặp vấn đề. Còng tay hắn lại, giải đi cho tôi, thấy Đinh Dũng giơ hai tay lên, chú của Thiết Như Long mới thở phào. Ông ta như thể được giải vây nên liền ra lệnh, hành hung người khác trốn đông người, mưu đồ bất chính, giải về thẩm tra. Vâng. Bốn tên cấp dưới lập tức đứng thẳng người hành lễ kính cẩn với chú của Thiết Như Long. Đi, mãi tới khi hai tay Đinh Dũng bị còng lại, bốn người kia mới thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đinh Dũng đi ra ngoài. Anh Đinh, thẻ của anh, Tiểu Hách thấy Đinh Dũng bị giải đi thì sốt ruột, hai tay cậu ta giữ chặt tấm thẻ đen. Đinh Dũng quay đầu lại nhìn cậu ta cười nói tự nhiên, yên tâm đi, cứ để chỗ cậu, mai tôi tới lấy. Không sao chứ, Tiểu Long. Chú của Thiết Như Long cúi người định đỡ hắn dậy thì kết quả, Thiết Như Long gào ầm cả lên, đau, đau, chân tay cháu đều gãy cả rồi. Cái gì, chú hắn ta tái mét mặt, vội vàng hét lên với bốn người còn lại, mau gọi điện thoại cho xe cứu hộ. Chú nhất định phải cho hắn ta nếm đủ, cháu phải cho hắn ta sống không bằng chết,
Thiết Như Long mặt mày tôi độc, cứ thế giống lên giận dữ. Nghe Thiết Như Long nói vậy, chú hắn ta lại càng tức tối hơn. Kẻ nào dám đụng tới cháu ông ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Yên tâm đi, cháu đi viện dưỡng thương đã, ông chú kia gật đầu đồng ý. Cháu trai yên tâm, những gì hắn gây ra cho cháu, chú sẽ bắt hắn phải đền gấp bội. Đinh Dũng bị giải tới một đồn cảnh sát ở thành phố Kim Châu, cụ thể là đồn nào thuộc cục cảnh sát thì anh cũng không rõ. Vì cả chặng đường, Đinh Dũng chỉ ngồi trên xe, cửa xe còn dán giấy đen nên anh không thể nào nhìn thấy bên ngoài. Đi vào đi, bốn người kia đẩy Đinh Dũng vào phòng thẩm vấn. Sau khi vào phòng thẩm vấn, Đinh Dũng không quan tâm tới gì cả mà cứ thế ngồi vào chiếc ghế trong phòng, hỏi các người chuẩn bị xử lý tôi thế nào. Tiểu tử, nói năng hàm hồ gì hả? Chúng tôi được rèn luyện để phục vụ nhân dân, đương nhiên là làm theo pháp luật rồi. Trước đó gã đàn ông chọc đầu thấy Đinh Dũng nói thế thì không kiềm chế nổi, nhấc chân lên nhưng nghĩ lại nên hắn ta bỏ chân xuống. Các người nói lần này đội trưởng định cho hắn ta tội gì đây? Một lúc sau, bốn người kia bắt đầu xôn xao hẳn. Gã chọc đầu nghe vậy thì chẳng hề tỏ vẻ kiêng dè, như thể những lời hắn vừa nói như phát dám đánh đi mà thôi. Hắn lạnh lùng lên giọng, hừ, lần này tên tiểu tử này đụng phải cháu của đội trưởng. Đội trưởng lại thương yêu cháu mình nhất, theo như tôi thấy thì tên này xong đời rồi. Đúng lúc này cánh cửa phòng thẩm vấn được đẩy ra, chú của Thiết Như Long bước vào. Chú của Thiết Như Long tên là Thiết Thầm, ông ta đã nhậm chức ở đây từ lâu, là tiền bối đi trước trong cục. Ông ta có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Ngoại trừ cục trưởng mới đến ra thì phần lớn người ở cục đều nghe theo sự chỉ đạo của ông ta. Lúc này Thiết Thầm ho khan một tiếng, ông ta chắp tay vào phòng thẩm vấn, điềm tĩnh nói gì thế? Lão đại, anh về từ bao giờ thế, sao không nói tiếng nào, làm em sợ thót tim, gã đàn ông chọc đầu vội đứng bật dậy lên tiếng với vẻ mặt nịnh nọt. Những người còn lại đều căng thẳng đứng bật dậy. Vị lãnh đạo này của bọn họ ghét nhất bị công kích sau lưng, nếu như để ông ta nghe thấy thì sẽ không tránh khỏi việc bị trả đũa. Nghe giọng Thiết Thầm, mấy người bọn họ đều run rẩy. Gã đàn ông chọc đầu phản ứng lại đầu tiên. Hắn ta đảo mắt một lượt các camera ở các góc trên trần nhà rồi lập tức đứng thẳng người, nói, đội trưởng, là lỗi của tôi, giờ tôi đưa hắn đi. Những người còn lại chẳng hiểu gì, lật lượt nhìn gã chọc đầu với con mắt khó hiểu. Gã chọc đầu không lên tiếng nữa mà cứ thế đi tới bên Đinh Dũng, lôi Đinh Dũng ra ngoài. Thấy hành động đó của hắn ta và Thiết Thầm, Đinh Dũng liền nhanh chóng nhìn lướt qua các góc tường rồi lập tức hiểu ra bọn họ có ý gì. Xem ra mấy tên này không định làm theo trình tự quy tắc rồi. Thực ra Đinh Dũng cũng đã sớm nghĩ tới Thiết Thầm là chú ruột của Thiết Như Long, không thể nào để yên mà không báo thù khi thấy mình ra tay đánh Thiết Như Long được. Rất nhanh chóng. Đinh Dũng bị gã chọc đầu lôi tới phòng tạm giam. Đây là một căn phòng nhỏ kín bưng, bên trong chỉ có một cái giường, cửa sổ nhỏ trên tường còn bị hàn lớp lưới chống trộm. Vào đi, đến cửa phòng giam, gã chọc đầu hạ giọng, đột nhiên giơ chân đạp vào người Đinh Dũng. Thế nhưng Đinh Dũng đã có sự phòng bị trước, lúc này mặc dù tay bị còng lại nhưng chân anh lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Đinh Dũng nhanh chóng nhích chân né tránh rồi quay đầu lại nhìn gã ta và bật cười, nói tôi vào là được. Làm gì mà phải đụng chân đụng tay chứ? Thấy Đinh Dũng né được một đạp, mặt hắn ta tối sầm cả lại, thế nhưng lúc này ba tên đi cùng hắn đều đã đi vào trong nên hắn cũng không ra tay nữa. Rầm, cánh cửa sắt của căn phòng giam bị Thiết Thầm đóng lại một cách hằn học. Tiểu tử, mày được đấy, sau khi đóng cửa, đôi mắt Thiết Thầm hằn lên ánh nhìn sắc lạnh. Ông ta nheo mắt lại, nói, mày dám đánh chật khớp tay chân cháu tao, thủ đoạn cũng thuần thục lắm. Mày luyện võ? Không phải, Đinh Dũng lắc đầu, quả thật anh không phải là người luyện võ. Nói chính xác hơn, thực lực thật sự của anh đã vượt qua phạm trù võ đạo. Giới hạn của võ đạo là vượt qua tầng thứ nhất và có thể gọi là thần tiên lục địa, còn thực lực của Đinh Dũng đã vượt qua thần tiên lục địa, không biết cao hơn bao nhiêu lần rồi. Không phải, hừ, nếu không phải luyện võ thì sao mày có thể ra tay thành thục, lại có thể dễ dàng đánh bại cháu tao như vậy, Thiết Thầm hắng giọng. Sắc mặt ông ta dữ tợn và tôi độc. Muốn trách thì phải tự trách mày không may mắn, đụng tới cháu tao. Bốn đứa chúng mày ấn nó xuống cho anh, Thiết Thầm nhìn mấy tên đàn em của mình và hét lên dứt khoát, thằng kia, tao phải cho mày nếm mùi đứt gân gãy xương là thế nào. Đợi đã, Đinh Dũng cau mày cố gắng lùi về sau nửa bước ra vẻ hoang mang kinh ngạc,
nói các ông không sợ việc này bị đồn ra ngoài sao? Nghe Đinh Dũng nói vậy, bọn họ đều cười phá lên. Thiết Thầm càng cười châm chọc hơn, ở đây phòng thủ kiên cố, đến con ruồi cũng không bay vào nổi, ai biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Tao đã dặn dò những người khác rồi, cho dù bên trong có phát ra âm thanh gì thì bọn nó cũng không quan tâm đâu, nói tới đây, Thiết Thầm không khỏi cười phá lên. Ồ, nghe vậy, Đinh Dũng lại nhướng mày. Lên hết cho anh, ấn nó xuống, thấy Đinh Dũng ra vẻ không sợ, Thiết Thầm càng khó chịu. Ông ta phất tay với gã đàn ông chọc đầu ra hiệu bốn người bọn họ lôi Đinh Dũng ấn xuống. Thấy lãnh đạo đã ra lệnh, bốn tên kia không chần chừ gì nữa, bọn chúng cứ thế xông lên. Gã chọc là người đầu tiên xông tới bên Đinh Dũng, tay đưa về phía vai Đinh Dũng định ấn xuống. Bịch! Một âm thanh vang lên. Hắn ta còn chưa đụng được tới Đinh Dũng thì đã bị Đinh Dũng đạp cho một phát vào bụng, cứ thế bay thẳng ra ngoài, va vào bức tường trắng. Khụ khụ, hắn ta ho hắng đau đớn. Ho được hai tiếng thì máu tươi chảy ra. Hắn ôm bụng vật lộn nhưng phát hiện ra mình không thể nào đứng dậy nổi. Bịch, 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 một loạt âm thanh vang lên, ba tên còn lại đều bị Đinh Dũng đánh cho nằm bò ra đất. Chứng kiến cả quá trình, Thiết Thầm ngỡ ngàng. Bốn tên đàn em của ông ta không phải là đối thủ của Đinh Dũng, tất cả đều bị đánh bại chỉ bằng một chiêu, căn bản không thể là đối thủ được. Muốn chết, Thiết Thầm với vẻ mặt hằn học, ông ta nắm chặt tay, lao về phía Đinh Dũng như mũi tên. Cảm nhận được Thiết Thầm đang xông về phía mình, Đinh Dũng quay phát người lại, đồng thời vung tay ra đòn, cứ thế giáng một đấm thật đau vào Thiết Thầm. Chỉ nghe rắc một tiếng, nắm đấm thép mà Thiết Thầm vốn tự hào đã bị Đinh Dũng đánh gãy xương. A, Thiết Thầm kêu la thảm thiết, cứ thế lùi sau vài bước rồi nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, nạt nộ, mày dám hành hung người ở đây à? Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi đấy. Ông cũng nói rồi, ở đây kín bưng, phòng thủ kiên cố, đến con ruồi còn chẳng lọt vào được thì ai biết chứ? Đinh Dũng bật cười, lúc anh định tiến lên trước thì điện thoại trong túi anh đột nhiên vang lên. Đinh Dũng cau mày rút điện thoại, là số lạ. Đinh Dũng nghĩ một lát rồi bấm nghe, alo. Xin hỏi có phải cậu Đinh không ạ? Tôi là Hồ Đông Hải, tìm cậu thật là khó. Thư ký Hồ gọi điện cho tôi có việc gì không? Đinh Dũng lặng người một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hồ Đông Hải, người này tìm mình có việc gì nhỉ? Tìm cậu khó quá, tôi phải lấy số điện thoại từ mẹ vợ cậu đấy, Hồ Đông Hải nói với giọng tôn trọng. Từ khi hắn ta biết Đinh Dũng với y thuật cao siêu cứu lấy con gái của thị trưởng thành phố họ Lý thì càng có thiện cảm với Đinh Dũng hơn. Nghĩ tới đây, hắn ta còn không đợi Đinh Dũng lên tiếng hỏi đã nói tiếp, là thị trưởng thành phố Lý bảo tôi gọi điện thoại cho cậu, bên này có việc rất khó giải quyết, mời cậu Đinh ra tay giúp đỡ. Có việc gì vậy, nghe tới đây, Đinh Dũng liền cau mày. Có thể khiến Lý Hải Dân nghĩ tới mình thì xem ra đây không phải là việc đơn giản, nếu không thì cấp dưới của ông ta nhiều như vậy, ông ta cũng sẽ không tới tìm mình. Là thế này, con gái của thư ký Ngụy tái phát bệnh cũ. Không chỉ bác sĩ ở Kim Châu chúng tôi bó tay mà đến cả những chuyên gia đầu ngành của thủ đô cũng bất lực. Thị trưởng Lý biết chuyện thì giới thiệu cậu, hy vọng cậu có thể giúp đỡ, Hồ Đông Hải kể lại sự việc cho Đinh Dũng. Sau khi biết bọn họ mời mình tới cứu người, vẻ mặt Đinh Dũng ôn hòa lại hẳn. Anh đảo mắt nhìn một lượt mấy người với vẻ mặt sợ hãi kia rồi bất lực nói với Hồ Đông Hải, thư ký Hồ, việc cứu người đương nhiên tôi không thể chối từ, có điều. Có điều gì cơ? Cậu Đinh yên tâm, chỉ cần cậu có thể trị được cho con gái thư ký Ngụy thì tiền không thành vấn đề, vả lại, Hồ Đông Hải nói gấp gáp, chỉ sợ Đinh Dũng không đồng ý. Thư ký Ngụy là người thế nào, đó là cánh tay đắc lực của thành phố Kim Châu. Nếu để thư ký Ngụy biết được Đinh Dũng không muốn đến thì không những mất đi thể diện mà ngay cả thị trưởng Lý cũng sẽ mất mặt. Tới lúc đó, Đinh Dũng còn đắc tội cả hai nhân vật tai to mặt lớn, và kẻ đi mời người khác như hắn ta cũng sẽ chẳng thu về được kết quả tốt đẹp. Không phải vấn đề về tiền. Thực ra là, giờ tôi không thoát thân nổi. Đinh Dũng nhìn Thiết Thầm với ánh mắt cổ quái, bất lực nói, tôi cũng muốn đi nhưng sợ là có người không đồng ý. Hừ, muốn đi, mày mơ mộng quá rồi đấy. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Thiết Thầm lùi sau nửa bước, lên tiếng mắng chửi. Hôm nay ông đây mà cho mày bước ra khỏi cửa thì ông mày không mang họ Thiết. Hồ Đông Hải nghe tiếng chửi của Thiết Thầm qua điện thoại thì biến sắc. Hắn ta lạnh lùng hỏi lại, cậu Đinh, giờ cậu đang ở đâu? Tôi cho người tới đón. Tôi muốn xem kẻ nào lại ngang ngược như vậy. Được, vậy phiền thư ký Hồ rồi. Tôi đang ở cục cảnh sát. Đinh Dũng nhếch miệng giễu cợt,
sau đó nhìn về Thiết Thầm, nói, chỗ này là phân cục gì nhỉ? Hừ, mày muốn gọi người à? Hôm nay tao phải xem ai dám kéo người ra khỏi tay tao, Thiết Thầm bật cười lạnh lùng, vừa lùi sau vừa nói với bạn mày, phân cục Kim Thủy. Tôi lập tức cho người tới đó, Hồ Đông Hải nói xong thì thêm một câu, yên tâm, tôi sẽ thay cậu Đinh báo việc này tới thư ký Ngụy và thị trưởng Lý. Cúp máy, Đinh Dũng nhìn sang Thiết Thầm với vẻ mặt cổ quái, nói, ông đi đi, nhân lúc còn thời gian dẫn thêm người đến. Mày ngông cuồng quá rồi đấy. Mày cứ đợi đấy cho tao, Thiết Thầm lùi về cửa, nghe thấy Đinh Dũng nói vậy thì tối sầm mặt lại, vội vàng mở cửa, hét lên với Đinh Dũng, mày đợi đấy cho tao, lát nữa tao xem mày quỳ xuống van xin thế nào. Bốn tên phía gã đàn ông chọc đầu thấy lão đại cũng chạy rồi nên kẻ nào kẻ nấy đều sợ hãi. Thế nhưng nếu không có câu nói nào của Đinh Dũng thì bọn họ cũng không dám tự bỏ đi. Căn phòng này quá nhỏ, muốn rời khỏi đây phải đi qua Đinh Dũng. Chưa bao giờ bọn họ lại đắn đo như lúc này. Thế nhưng nguồn cơn khiến bọn họ sợ hãi là Đinh Dũng thì lại chẳng hề quan tâm gì nhiều. Anh ngồi xuống ghế đợi Hồ Đông Hải đưa người đến đón. Vốn dĩ Đinh Dũng định đánh bại bọn họ rồi tự ra ngoài nhưng cuộc điện thoại của Hồ Đông Hải khiến anh từ bỏ ý định này. Đinh Dũng quyết định ngồi ở đây xem trò hay. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi đi. Khoảng chừng mười mấy phút sau, bên ngoài cửa vang lên những âm thanh hối hả. Thiết Thầm dẫn tới 10 gã đàn ông mặc đồng phục đi vào, mặt tên nào tên nấy rõ vẻ khó chịu nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng. Bọn họ xoa xoa nắm đấm, không hề có ý định gì tốt đẹp. Hừ, tiểu tử, để mày phải đợi lâu rồi, Thiết Thầm bật cười gian dảo. Ông ta xoa xoa cổ tay, hằn học nói, giờ tao sẽ cho mày nếm mùi thế nào là sống không bằng chết. Mấy đứa chúng mày ấn nó xuống cho anh, đánh gãy tay chân nó, Thiết Thầm ra lệnh. Mười mấy tên ông ta dẫn tới lập tức xông lên. Đinh Dũng bật cười, cứ thế giơ chân đạp thật mạnh rồi đạp bay luôn tên xông lên đầu tiên, khiến hắn ngã vào đám đông, lăn xuống đất. Chỉ còn ba tên còn lại chưa bị ảnh hưởng gì. Bọn họ cùng xông lên nhưng phát hiện những người còn lại không hề có động tác tương trợ gì nên vẻ mặt khó coi hơn hẳn. Có điều khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại thì Đinh Dũng đã tung cho mỗi tên một đấm, cả ba tên gã nhào ra đất. Lên đi! Cả đám bỏ đi, lên hết cho tao, Thiết Thầm hét lên. Ông ta chưa bao giờ gặp kẻ nào khó xơi thế này. Lúc này ông ta vô cùng tức giận, cũng không biết ông ta đang nghĩ gì thì đột nhiên khẩu súng được ông ta rút ra khỏi hông, chĩa thẳng vào Đinh Dũng, mẹ kiếp thằng kia, mày dừng tay lại cho tao, nếu không tao bắt mày. Đinh Dũng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khi có gì đó chĩa vào đầu mình. Anh chợt khựng người lại, định quay lại cướp khẩu súng từ tay Thiết Thầm thì tâm thần Đinh Dũng bất định. Anh lập tức giơ hai tay lên, nói, đừng nổ súng. Ha ha ha, mẹ kiếp, mày cũng biết sợ cơ à, Thiết Thầm đi tới chĩa súng vào đầu Đinh Dũng, bật cười hung tợn, vừa rồi cái khí thế đánh người của mày đâu. Không phải mày có bản lĩnh lắm sao? Mày không phải giỏi đánh người lắm sao? Đúng lúc này, ở cửa phân cục Kim Thủy, Hồ Đông Hải dẫn mấy người đàn ông mặc sơ mi đi vào. Còn chưa có người kịp ra chặn đường thì hắn ta đã giơ ra giấy tờ tùy thân. Mau đi báo với cục trưởng, thấy Hồ Đông Hải dẫn người tới phòng giam, mấy người kia đều hết sức hoảng hốt. Cạch. Cục trưởng phân cục Kim Thủy Tạ Chính Mão đang ngồi uống trà trong phòng làm việc thì đột nhiên bị mấy tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Ông ta cuống lên, uống cả ngụm trà nóng. Ôi chao, ai đây chứ, Tạ Chính Mão bị nước trà nóng làm cho bỏng miệng nên tức tối gằn lên. Cục trưởng, thư ký Hồ dẫn người tới, nghe giọng Tạ Chính Mão. Người ở cửa đẩy cửa bước vào, nói tôi thấy thư ký Hồ dẫn người đi rồi, đi tới phòng giam. Hả, thư ký Hồ, hắn ta tới làm gì, Tạ Chính Mão sững người, đột nhiên thoáng qua suy nghĩ rồi vội hỏi, giờ ai đang ở phòng giam? Có người mới bị bắt không? Là ai? Có ạ, hôm nay có một gã thanh niên bị bắt, hiện giờ, người đàn ông kia lắp bắp nói không thành câu. Nói, thấy bộ dạng nhân viên kia như vậy. Tạ Chính Mão liền cau mày nạt nộ. Nghe tiếng quát của cục trưởng, hắn ta do dự một hồi rồi mới nghiến răng, nói, là đội trưởng Thiết ở phòng giam. Người cũng là do anh ấy bắt về. Thiết Thầm, mẹ kiếp cậu muốn hại ông đây đến chết à, biết Thiết Thầm ở trong đó, Tạ Chính Mão lập tức biến sắc. Thiết Thầm là ai, ông ta đương nhiên biết rõ. Lúc này ông ta không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế hét lên, mau đưa tôi đi gặp thư ký Hồ.
Hôm nay cho dù ông trời có xuống đây cũng không cứu được mày đâu, Thiết Thầm hung tợn, cứ thế gằn lên tôi độc. Những người còn lại cố gắng đứng dậy, tên nào tên nấy mặt mày bất thiện nhìn Đinh Dũng, nhưng không ai dám tiến lên trước. Bọn họ đều bị Đinh Dũng dọa tới mức sợ hãi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng giam bị người ta dùng chân đạp ra. Mặt mày Hồ Đông Hải tối sầm cả lại. Còn cách rất xa mà hắn ta đã nghe thấy tiếng hét từ bên trong, đặc biệt là câu, ông trời có xuống đây cũng không cứu nổi mày. Câu này càng khiến hắn ta phẫn nộ hơn bao giờ hết. Dừng tay, vừa đi vào, Hồ Đông Hải liền thấy một khẩu súng đen xì chĩa vào đầu Đinh Dũng thì sầm mặt xuống. Tao xem ai dám quản việc này, nghe tiếng cửa bị đạp ra, mặt mày Thiết Thầm càng dữ dằn hơn. Ông ta quay đầu lại nhìn về phía sau, miệng còn đang lẩm bẩm. Có điều khi ông ta trông thấy Hồ Đông Hải thì mặt cắt không còn giọt máu. Mặc dù ông ta không thân quen với Hồ Đông Hải nhưng cũng đã từng thấy Hồ Đông Hải trên TV, đương nhiên biết thân phận của Hồ Đông Hải là gì. Thư ký Hồ, tôi, mặt Thiết Thầm tái mét cả lại. Tay cầm súng cứ thế run lên. Ông ta vô cùng hoang mang vì bị thư ký Hồ tận mắt chứng kiến mình làm dụng chức quyền. Tội danh này, Thiết Thầm gánh không nổi. Các người đang làm gì thế hả? Còn không bỏ súng xuống, bốn người bên Hồ Đông Hải đều tỏ vẻ khó chịu, trong đó một người chỉ vào Thiết Thầm nạt nộ, các người to gan lắm, là người thực thi pháp luật mà còn dám. Người này còn chưa nói xong thì Tạ Chính Mão đã hoảng hốt chạy từ đằng sau tới, mặt mày ra vẻ nịnh nọt, hô rõ to với Hồ Đông Hải, thư ký Hồ. Sao hôm nay cậu lại tới đây thế, thật là không đón tiếp cậu từ xa, là lỗi tại tôi cả. Cơn gió nào đưa cậu tới đây thế, hôm nay đúng là rồng đến nhà tôm, Tạ Chính Mão nịnh hót ra mặt. Ông ta còn hơi khom lưng, ông ta biết địa vị của thư ký Hồ, hắn ta là người thân cận bên cạnh lãnh đạo cấp cao. Tạ Chính Mão ơi Tạ Chính Mão, bình thường ông quản lý cấp dưới thế nào vậy? Nếu hôm nay tôi không đến thì có phải các ông định bắn cậu Đinh rồi phải không? Hồ Đông Hải tức tối chỉ thẳng vào khẩu súng trong tay Thiết Thầm. Lúc này Tạ Chính Mão mới nhận ra khẩu súng trong tay Thiết Thầm. Ông ta tái mét mặt mày, cứ thế nắm chặt tay tức tối quát nạt, đội trưởng Thiết, cậu đang làm gì thế hả? Cậu có biết khẩu súng này dùng để làm gì không? Cục trưởng Tạ, tôi, Thiết Thầm há miệng nhưng còn chưa nói được thành câu thì Tạ Chính Mão đã cướp lời. Tôi nói cho cậu biết, khẩu súng này dùng để phục vụ nhân dân, dùng để bảo vệ thành phố Kim Châu. Thậm chí là hòa bình thế giới, là khẩu súng chính nghĩa phục vụ nhân dân. Cậu có hiểu không hả? Nghe Tạ Chính Mão nói vậy, Đinh Dũng không khỏi chép miệng. Lão già này cũng biết ăn nói lắm, nói đến mức mà đến cả mình còn suýt thì tin sái cổ. Được rồi, giờ tôi chỉ muốn biết rốt cục cậu Đinh phạm tội gì. Hồ Đông Hải hắng giọng, nghĩ tới thư ký Ngụy còn đang đợi ở bệnh viện mà vội xua tay hỏi thẳng Thiết Thầm. Cảm nhận được ánh mắt đầy uy nghiêm của Hồ Đông Hải, Thiết Thầm run lẩy bẩy, khẩu súng trong tay ông ta rơi luôn xuống đất. Ông ta cúi đầu, hạ giọng nói, không phạm tội gì. Hai, ông không nói thì tôi nói thay ông nhé. Chúng ta cũng không thể vì việc riêng mà làm loạn pháp luật lên, phải không nào? Đúng lúc này, Đinh Dũng thong dong đi tới, nói, lúc tôi mua xe ở showroom 4S thì gặp cháu ông ta. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, là tôi ra tay đánh cháu ông ta trước, ông xem xử thế nào. Đây. Đinh Dũng nói vậy khiến Tạ Chính Mão chỉ biết liếc sang Hồ Đông Hải một cái mà không nói nổi nên lời. Cứ làm theo pháp luật, nên xử thế nào thì xử thế ấy, thấy Tạ Chính Mão nhìn mình, Hồ Đông Hải mới cau mày. Cái anh ghét nhất là đám quan lại cứ bao che cho nhau, làm loạn pháp luật. Vừa rồi cách làm của Đinh Dũng trong mắt Hồ Đông Hải đã thuyết phục được Hồ Đông Hải. Một người có y thuật cao siêu lại có phẩm chất như vậy, chẳng trách mà thị trưởng Lý vô cùng khen ngợi. Theo pháp luật quy định thì cậu phải viết một bản kiểm điểm thể hiện sự ăn năn hối cải, sau đó bồi thường tiền chữa trị cho đối phương, sau khi nghĩ một hồi, Tạ Chính Mão mới ngập ngừng nói. Ông ta không dám xử lý quá đáng với Đinh Dũng, mặc dù Hồ Đông Hải nói ông ta cứ xử theo pháp luật nhưng ông ta đương nhiên hiểu ý Hồ Đông Hải là gì. Nghe vậy, Hồ Đông Hải gật đầu, quay lại nói với bốn người kia, bốn người các cậu ở lại đây, thay cậu Đinh nộp phí bồi thường tiền chữa trị và thuốc thang. Còn nữa, dạy cho bọn họ một bài học cho nhớ. Vâng, cả bốn người lập tức đồng thanh đáp, động tác vô cùng nghiêm túc. Cậu Đinh, chúng ta đi thôi, thư ký Ngụy còn đang đợi chúng ta ở viện nữa. Sau khi dặn dò, Hồ Đông Hải mới tươi cười giơ tay làm tư thế mời. Đinh Dũng cũng không khách khí nữa. Anh gật đầu,
cũng nói một câu, mời, sau đó đi ra ngoài trước. Rất nhanh chóng, cả hai người đi tới cửa thì Đinh Dũng quay đầu lại nhìn Hồ Đông Hải và hỏi, thư ký Hồ, xin thứ lỗi cho tôi vì mạn phép hỏi một câu, vị đó rốt cuộc bị bệnh gì? Nghe vậy, Hồ Đông Hải hơi thẫn thờ, sau đó vẻ mặt hắn ta nghiêm trọng hẳn. Hắn ta lắc đầu, suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu nói, tôi không biết, cho dù là bệnh viện ở Kim Châu hay bệnh viện ở thủ đô thì đều không thể nào chẩn đoán ra bệnh tình của con gái thư ký Ngụy. Dùng rất nhiều cách đều không có khởi sắc, cho nên mới. Thực ra Hồ Đông Hải nói tới đây, trong lòng hắn ta cũng không khỏi cảm thấy áy náy. Căn bệnh tìm biết bao bác sĩ mà không chữa trị nổi, bây giờ lại tìm Đinh Dũng, như vậy chẳng khác gì đặt gánh nặng lên người Đinh Dũng. Hắn ta biết rất nhiều bác sĩ đều quan tâm tới danh tiếng riêng nên sau khi nhìn Đinh Dũng, Hồ Đông Hải mới lên tiếng, tôi biết cậu Đinh. Tôi biết rồi, đi thôi. Dẫn tôi đi xem, không để Hồ Đông Hải nói hết câu, Đinh Dũng đã khoát tay ngắt lời. Lý Hải Dân đã có lời thì anh đương nhiên sẽ không chối từ. Có một số việc Đinh Dũng còn cần phải dựa vào Lý Hải Dân, và lại cứu người chữa bệnh cũng không phải là việc gì xấu. Được, mời cậu đi bên này, Hồ Đông Hải mừng quính, hắn ta vội để Đinh Dũng lên xe. Chiếc xe đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Kim Châu. Thấy Đinh Dũng có vẻ do dự, Hồ Đông Hải chủ động giải thích, vì không thể chẩn đoán chính xác, và lại cho dù dùng thuốc gì cũng không có tiến triển nên cuối cùng họ vẫn phải lựa chọn quay về Bệnh viện thành phố Kim Châu chúng ta. Có điều viện trưởng gần đây mời vài vị chuyên gia ở các vùng đến, có lẽ cũng nhanh tới đây thôi. Vào bệnh viện, có thể trông thấy có rất nhiều thiên thần áo trắng mặc áo blau, người người bận rộn đi lại. Đinh Dũng và Hồ Đông Hải vẻ mặt nghiêm trọng tới bên ngoài phòng theo dõi bệnh nặng. Lúc này cánh cửa phòng đóng kín bưng, nhìn vào bên trong qua cánh cửa kính liền thấy vài y bác sĩ và hộ lý mặc đồ bảo hộ, mặt đeo khẩu trang đang đứng trước giường bệnh, thao tác với các loại máy móc. Trên giường bệnh có một cô gái tuổi chừng 20, thế nhưng Đinh Dũng nhìn không được rõ cho lắm. Anh chỉ lướt nhìn một lần rồi thu ánh mắt về. Trên ghế chờ bên ngoài có vài người đang ngồi, trong đó có một người chính là Lý Hải Dân. Sau khi thấy Hồ Đông Hải, ông ta lập tức đi tới, nói cậu Đinh cuối cùng cũng đến rồi. Bé con, mau gọi chú Đinh đi, bên cạnh Lý Hải Dân còn có một cô bé, đó chính là cô bé mà trước đó Đinh Dũng dùng lục hợp thần châm cứu sống. Nghe Lý Hải Dân nói vậy, cô bé liền ngẩng đầu nhìn Đinh Dũng rồi gọi với giọng e dè chú. Chú Đinh, cơ thể cháu gần đây có khỏe hơn không, kể cả là một kẻ sống lâu đến cả hàng nghìn năm như Đinh Dũng, đứng trước bộ dạng dè dặt của cô bé cũng không khỏi cảm thấy mềm lòng, anh bèn giơ tay xoa xoa đầu cô bé. Cô bé ngại ngùng gật đầu nhìn Đinh Dũng không hiểu gì. Lúc này, một người đàn ông đi tới, khuôn mặt ủ rũ, đeo cặp kính cận gọng vàng, trông tuổi cũng chừng 50, trông ông ta có đôi phần tiều tụy. Lão Ngụy, đây chính là cậu Đinh mà tôi nói với anh. Thấy người đàn ông đi tới, Lý Hải Dân vội giải thích. Nghe vậy, đôi mắt vốn dĩ vô hồn của Ngụy Kiến Quốc đột nhiên như bừng sức sống. Ông ta nắm lấy cánh tay của Đinh Dũng, cảm kích nói, cậu chính là vị thần y mà anh Lý nói sao? Là đại sư đã chữa trị cho con gái anh ấy sao? Bị Ngụy Kiến Quốc kéo tay, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Thế nhưng anh cũng có thể hiểu được tâm trạng của Ngụy Kiến Quốc. Lúc này Đinh Dũng mới gật đầu, nói, là tôi. Ông đừng lo lắng quá, có thể đưa tôi vào xem không? Lão Ngụy, cứ từ từ, anh thả tay cậu ấy ra đã, Lý Hải Dân chỉ biết cười khổ với Đinh Dũng rồi vỗ vai Ngụy Kiến Quốc. Cậu ấy chính là vị thần y mà anh nói sao? Còn trẻ thế này, lão Lý, anh đừng lừa chúng tôi, đột nhiên một người phụ nữ trung tuổi đi tới nhìn Đinh Dũng cau mày. Tiểu Tĩnh nhà chúng tôi hiện giờ nguy hiểm cận kề, bệnh tình nghiêm trọng. Anh tìm người này có đáng tin không? Người phụ nữ trung tuổi cau mày, nhìn Đinh Dũng với vẻ hoài nghi. Thấy bà ta nghi ngờ năng lực của Đinh Dũng, Lý Hải Dân cuống lên, vội nói, chị nói gì thế chứ? Nếu như cậu Đinh không có khả năng ấy thì làm sao tôi có thể giới thiệu cậu ấy đến chữa trị cho Tiểu Tĩnh được? Như vậy khác gì tôi hại Tiểu Tĩnh? Nhưng trông cậu ta, người phụ nữ trung tuổi còn định nói gì đó nhưng bị Ngụy Kiến Quốc liếc qua khiến bà ta im bặt. Ngụy Kiến Quốc trợn mắt nhìn bà ta một cái. Sau đó lại nhìn sang Đinh Dũng, hai người nhìn sau một lúc thì ông ta mới gật đầu với vẻ mặt hết sức nặng nề, nói phiền cậu Đinh rồi. Cậu nhất định phải cứu lấy con gái tôi. Mở cửa, nói xong, Ngụy Kiến Quốc nhìn một bác sĩ ở bên rồi gật đầu. Vị bác sĩ kia gật đầu,
mở cửa phòng theo dõi. Ngụy Kiến Quốc đã quyết định rồi, ông ta cũng không dám nói gì. Bên trong phòng theo dõi có vài bác sĩ đang rất bận rộn. Thấy mấy người phía Đinh Dũng đi vào, một vị bác sĩ trong số đó lập tức ra giọng, ai cho mọi người vào đây, bệnh nhân cần cách ly. Mọi người không qua xử khử trùng đã dám vào đây, tới lúc đó bệnh nhân xảy ra vấn đề gì thì phải làm thế nào? Là cậu Đinh, cuối cùng cậu cũng đến rồi, bên cạnh vị bác sĩ vừa lên tiếng chính là chủ nhiệm khoa châm cứu Lương Bính Thu. Sau khi nhận ra Đinh Dũng, khuôn mặt mệt mỏi của ông ta chợt khởi sắc. Việc Đinh Dũng có thể thi triển lục hợp thần châm, ông ta đã nói với sư phụ của mình, lúc đó sư phụ của ông ta cũng hết sức ngạc nhiên, tỏ vẻ không sao tin nổi. Sau đó sư phụ nói với ông ta rằng Đinh Dũng rất có khả năng là đồ đệ của vị cao nhân năm xưa truyền dạy y thuật cho mình. Cho dù nói thế nào thì có thể gặp lại Đinh Dũng một lần nữa đối với Lương Bính Thu mà nói thật sự là việc đáng mừng, đặc biệt là trong trường hợp ông ta đang phải bó tay với ca bệnh, Đinh Dũng đến nhất định có cách gì đó. Sau khi Đinh Dũng đi vào, anh không để ý đến những người khác, cứ thế đi thẳng với bên giường bệnh. Đứng lại! Cậu là ai? Thế nhưng Đinh Dũng còn chưa lại gần giường bệnh thì đã bị mấy y bác sĩ ngăn lại. Cậu ấy là bác sĩ tôi mời tới. Các vị đã hết cách thì để cậu Đinh thử xem sao. Ngụy Kiến Quốc đau lòng nhìn con gái trên giường bệnh, vẻ mặt ông ta ảm đạm thấy rõ. Hiện giờ ông ta đã là một người sống mà không có hồn rồi. Thay vì nhìn con gái nằm giường bệnh chịu dày vò, sinh mệnh từng chút một bị đe dọa thì chi bằng để Đinh Dũng thử một lần. Biết đâu, Đinh Dũng có thể tìm ra cách thì sao? Nhưng hiện giờ tình trạng của bệnh nhân không tốt, nếu mạo hiểm để cậu ta tiếp xúc, rất có khả năng bệnh tình chuyển nặng, vị bác sĩ lên tiếng trước đó nhìn Đinh Dũng một cái, vẻ mặt tỏ vẻ nghi ngại rồi nói tiếp, và lại người này còn trẻ như vậy, có chắc là hiểu y thuật không? Tiểu tử, cậu có bằng y học không? Một bác sĩ khác chất vấn. Đúng lúc này, Lương Bính Thu đứng ra nói với mấy bác sĩ khác, mọi người nghe tôi nói một câu, tôi quen với cậu Đinh, y thuật của cậu ấy vô cùng uyên thâm. Chít ít thì vẫn hơn tôi. Ồ, chủ nhiệm Lương, ông chắc rằng cậu này hiểu y thuật, nghe thấy Lương Bính Thu nói vậy, vị bác sĩ kia cười nhạt một tiếng, như thể vẫn không tin. Tôi không có bằng y học, nhưng, ai nói là không có bằng thì không hiểu y thuật, đột nhiên Đinh Dũng bật cười. Anh chắp tay nhìn vị bác sĩ kia rồi thản nhiên nói tiếp, vậy không biết ông có bằng y học không? Tôi đương nhiên là có, các loại bằng cấp đều đầy đủ, đương nhiên có chứng chỉ hành y, nghe vậy. Vị bác sĩ kia mới tự hào vỗ ngực nói. Nhưng ông vẫn không hiểu gì về y thuật, nếu không thì cũng sẽ không thể bó tay trước ca bệnh này được. Cho nên, có chứng chỉ hay bằng cấp cũng không có nghĩa là thể hiện hiểu y thuật. Hừ, chúng tôi đều là chuyên gia từ Bệnh viện Nhân dân Thủ đô mà còn bó tay, vậy cậu có chữa nổi không? Người kia bị vẻ mặt và thái độ của Đinh Dũng làm cho tức tối. Ông ta nói với Ngụy Kiến Quốc, bí thư Ngụy, ông cứ nghĩ cho kỹ, để cậu ta chữa cho con ông. Nếu xảy ra chuyện thì đừng trách chúng tôi. Nghe vậy, Ngụy Kiến Quốc nhìn Đinh Dũng một cái, thấy Đinh Dũng vẫn điềm nhiên như thường, vẻ mặt chẳng có biểu hiện gì là không thể gánh vác được trách nhiệm. Ông ta nắm chặt tay, nghĩ một hồi, khi định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên con gái trên giường bệnh ho hắng liên hồi. Khụ khụ khụ. Con gái ông ta cau mày, vẻ mặt mệt mỏi, cứ thế ho hắng liên tục, lại còn ho cả ra máu. Máu cứ thế chảy xuống cằm. Thấy cảnh này, Đinh Dũng thay đổi hẳn sắc mặt, anh cau mày, nhanh chóng đẩy hai bác sĩ đang chắn trước mặt ra, đến bên giường bệnh. Cô gái trên giường bệnh trông rất xinh đẹp, mái tóc dài đen bóng để xóa, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, bộ dạng cau mày đau đớn thật khiến người ta không khỏi xót xa. Nhưng Đinh Dũng nhìn cô gái xong thì bất giác cau mày. Trong lòng anh đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ, bệnh tình của cô gái này có biểu hiện giống với bệnh hiểm nghèo trong truyền thuyết. Cậu làm gì, cậu, vị bác sĩ bị Đinh Dũng đẩy ra cứ thế chỉ thẳng mặt Đinh Dũng mà nạt. Có điều ông ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã quay đầu lại nhìn ông ta một cái, ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi lạnh lùng nói, ồn ào. Vị bác sĩ kia lặng thinh tại chỗ, giây phút vừa rồi ông ta như cảm nhận được mình vừa rơi vào hầm băng, xung quanh đều lạnh toát khiến ông ta không khỏi rùng mình. Rốt cục là ánh mắt gì thế chứ? Ông ta tự giác im bặt. Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân lo lắng nhìn về phía Đinh Dũng. Bọn họ đã không còn tâm trạng mà để ý tới những việc khác. Hiện giờ Tĩnh Nhi còn đang phải chịu những đau đớn dày vò trên giường bệnh, điều này đối với bọn họ mà nói là nỗi đau đớn khôn tả. Đừng nói thêm gì nữa, Đinh Dũng đi đến bên giường bệnh,
giơ tay ra đặt vào cổ tay Ngụy Tiêu Tĩnh. Cổ tay cô gái rất lạnh, da mặt trắng bệch như xương tuyết, toát ra cái lạnh thấu tận xương thủy. Tay Đinh Dũng đặt vào cổ tay cô gái khiến anh không khỏi cau mày. Quả nhiên, lẽ nào thật sự là bệnh đó, Đinh Dũng than thở. Rất lâu trước đó, từng có một căn bệnh trong truyền thuyết, căn bệnh này không biết nguyên nhân khởi phát từ đâu, khí huyết chảy ngược, tụ huyết phần trên, hôn mê bất tỉnh, mặt mày tái nhợt, môi tím tái, mạch như ngừng đập, cơ thể không khác gì người chết. Trong ấn tượng của Đinh Dũng, loại bệnh này gọi là bệnh mất máu. Mặc dù có cách chữa trị nhưng bệnh này vì không biết nguyên nhân, chỉ biết khí huyết bên trong cơ thể bệnh nhân chảy ngược lên trên nên dẫn đến các cơ quan bên trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng phải chịu những tổn hại nghiêm trọng không giống nhau. Cho tới khi các cơ quan trong cơ thể suy kiệt, tim mạch ngừng đập, dẫn tới tử vong. Kỳ lạ, loại bệnh này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ thấy có ghi chép chính xác về việc xuất hiện bệnh này, Đinh Dũng lắc đầu hoài nghi. Thế nhưng dù là thấy kỳ lạ thì tình trạng của bệnh nhân cũng không hề lạc quan. Anh vẫn nên nhanh chóng ngăn chặn tình trạng xấu chuyển biến, cho nên Đinh Dũng mới quay đầu lại nói với Lương Bính Thu, chủ nhiệm Lương, phiền ông giúp tôi lấy cây châm bạc đã khử khuẩn đến đây. Được, vừa nghe Đinh Dũng nói muốn lấy châm ra, mắt Lương Bính Thu chợt sáng lên. Ông ta như có thêm sức sống, lập tức đồng ý. Mặc dù không biết cây châm chữa bệnh cho bệnh nhân này thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được thấy lục hợp thần châm mà ông ta không khỏi hưng phấn. Ông lấy châm bạc làm gì? Lẽ nào là muốn châm cứu cho bệnh nhân? Hai vị bác sĩ khi nãy lập tức chất vấn. Bọn họ vốn cho rằng Đinh Dũng có bản lĩnh gì đó, nhưng không ngờ lại chỉ là chữa bệnh bằng châm cứu. Bọn họ thật sự không thể ngờ tới châm cứu có thể chữa trị gì cho loại bệnh này. Không hiểu thì đứng sang bên, Đinh Dũng liếc nhìn hai người kia rồi lạnh nhạt nói. Cậu thật là ngông cuồng quá rồi đấy. Tôi xem lát nữa cậu thu dọn tàn cục thế nào. Người kia thấy Đinh Dũng nói vậy thì tức tối, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Hừ, tôi xem cậu dùng châm cứu cứu người thế nào, người còn lại lập tức chêm vào, và lại còn nói thêm với Ngụy Kiến Quốc, bí thư Ngụy, tên tiểu tử này quá ngông cuồng rồi. Châm cứu chỉ có thể hỗ trợ điều trị, tuyệt đối không thể dùng để chữa trị bệnh. Tôi sống bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ thấy bệnh nặng nào mà có thể trị bằng châm cứu. Châm bạc đến rồi, đúng lúc này. Lương Bính Thu cầm một cây châm bạc đi tới. Sau khi nghe thấy mấy vị bác sĩ này nói chuyện, ông ta mới hắng giọng, ai bảo châm cứu không thể trị bệnh. Mấy ngày trước, cô bé này bị chúng độc rắn cắn, nguy hiểm đến tính mạng, là cậu Đinh cứu chữa cho cô bé bằng phương pháp châm cứu đấy, Lương Bính Thu chỉ vào cô bé bên cạnh nói. Cô bé nghe thấy thì rụt rè, ôm lấy chân Lý Hải Dân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Hải Dân xoa xoa đầu bé, gật đầu. Nói, quả thực là nếu không phải cậu Đinh ra tay thì con gái tôi có thể đã không còn nữa rồi. Đưa châm bạc cho tôi, Đinh Dũng ngẩng đầu nhìn Lương Bính Thu, điềm tĩnh nói. Được, Lương Bính Thu nghe vậy thì vội rút châm bạc trong hộp ra đưa cho Đinh Dũng. Đinh Dũng nhận lấy, sau đó lật chăn ra, rút ra một cây châm bạc, nhẹ nhàng châm vào ngực Ngụy Tiêu Tĩnh. Tiếp theo, Đinh Dũng lại dùng cách tương tự. Nhanh chóng rút các cây châm bạc khác ra rồi châm vào các huyệt vị khác trên người Ngụy Tiêu Tĩnh. Vì máu chảy ngược là do khí huyết bốc lên, cho nên muốn tạm thời dứt bệnh thì cách duy nhất là phải trấn hết các huyệt lớn trên cơ thể bệnh nhân, để khí huyết không thể chảy tiếp, như vậy mới không tồn tại dòng chảy ngược nữa, mà chuyển sang chảy xuôi. Thủ pháp của Đinh Dũng rất nhanh, hai ngón tay di chuyển thoăn thoắt, những người có mặt ngoài Lương Bính Thu ra thì không ai có thể nhìn ra Đinh Dũng dùng cách gì. Chỉ có Lương Bính Thu là mặt mày kích động, cứ nhìn chằm chằm vào tay Đinh Dũng, không dám để sót một chi tiết nào. Quả nhiên là lục hợp thần châm, cách này, không hề thua kém với cách của sư phụ ông ta, thậm chí còn tuyệt vời hơn, Lương Bính Thu không khỏi tán thưởng. Đúng lúc này, Đinh Dũng lại rút ra hai cây châm, châm vào đỉnh đầu Ngụy Tiêu Tĩnh, sau đó anh mới thở phào. Thủ pháp lần này Đinh Dũng dùng không chỉ đơn thuần là lục hợp thần châm mà là dựa trên cơ sở châm cứu. Trên mỗi cây châm đều được đẩy vào một ít linh lực, như vậy mới có thể trấn toàn bộ huyệt vị lớn trên cơ thể bệnh nhân, đảm bảo không ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không thì một khi máu ngừng chảy, chỉ sợ là cô gái sẽ mất mạng nhanh chóng. Làm xong xuôi, Đinh Dũng thở phào nhẹ nhõm, quay người nói với Ngụy Kiến Quốc, bệnh tình tạm thời được kiểm soát, nhưng cách này không phải là kế sách lâu dài, cần tìm cách khác. Thật sao, nghe vậy, Ngụy Kiến Quốc mừng ra mặt.
bệnh của con gái ông ta đến bao nhiêu thầy thuốc đầu ngành cũng phải bó tay, không ngờ một cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy mà đã có thể kiểm soát được tình hình chỉ trong vài phút đồng hồ. Kể cả là chưa trị được tận gốc nhưng ít nhất cũng còn có hy vọng. Nghe Đinh Dũng nói vậy, tất cả mọi người đều đổ đồn mắt nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh. Quả nhiên, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của Ngụy Tiêu Tĩnh lúc này dù vẫn còn nhợt nhạt nhưng sắc tím ở môi đã dần bớt đi, rõ ràng cách châm cứu của Đinh Dũng có tác dụng. Những cây châm trên người cô ấy không được đụng vào linh tinh, Đinh Dũng liếc nhìn hai bác sĩ bên cạnh, nói nhấn mạnh. Thấy con gái mặt mày khởi sắc, Ngụy Kiến Quốc cảm kích. Ông ta nhìn Đinh Dũng, nói cậu Đinh, đa tạ cậu ra tay cứu giúp, nhưng vừa rồi cậu nói. Mời đi theo tôi, Đinh Dũng lại lần nữa nhìn hai người kia, sau đó mới quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đi tới bên trong hành lang bệnh viện, Đinh Dũng chợt dừng lại một chút, đợi đám người Ngụy Kiến Quốc và Lý Hải Dân đi ra mới nói, tôi có một cách có thể kéo dài sự sống cho cô bé, nhưng cụ thể có thể kéo dài bao lâu thì phải xem số phận của cô bé. Ngụy Kiến Quốc còn chưa kịp đứng vững, nghe Đinh Dũng nói vậy lại càng loạng choạng. Nếu như không có Lý Hải Dân đỡ thì có lẽ Ngụy Kiến Quốc đã ngã lăn ra đất rồi. Lúc này, Ngụy Kiến Quốc mặt cắt không còn một giọt máu, ánh mắt khi nãy còn có chút hồn thì lúc này lại một lần nữa trở nên ảm đạm sau câu nói của Đinh Dũng. Lão Ngụy, anh cũng đừng nôn nóng quá. Lý Hải Dân thở dài, vừa đỡ Ngụy Kiến Quốc vừa lắc đầu. Ông ta nhìn về Đinh Dũng rồi nói tiếp, cậu Đinh này, vậy thì bệnh của Tiểu Tĩnh, không còn cách nào khác sao? Có, mà cũng không có. Đinh Dũng chau mày suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, chứng mất máu vốn không được coi là một loại bệnh, nó giống như một loại thể chất hơn, vì vậy dùng thuốc cũng không có tác dụng. Nghe Đinh Dũng nói, Ngụy Kiến Quốc cố gượng dậy, chắp tay cúi người cảm ơn Đinh Dũng rồi chân thành nói, cậu Đinh, cho dù thế nào cũng xin cậu cứu con gái tôi chỉ có một mình con bé. Cậu Đinh, xin cậu đừng vòng vo nữa, rốt cuộc có cách gì cứu Tiểu Tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lý Hải Dân đỡ Ngụy Kiến Quốc, sắc mặt nặng nề hỏi. Ông và Ngụy Kiến Quốc là đồng nghiệp cũ, quan hệ ngày thường cũng rất tốt, ông vẫn luôn coi Tiểu Tĩnh như con ruột, nên rất lo lắng cho bệnh tình của Tiểu Tĩnh. Đinh Dũng gật đầu trầm ngâm một lát rồi nói, tu luyện. Cái gì, ý của cậu là, để Tiểu Tĩnh học võ thuật, nghe Đinh Dũng nói, Ngụy Kiến Quốc dựa tay vào tường đứng vững lại, ông ta hít một hơi thật sâu rồi nói, cậu Đinh, ý của cậu là Tiểu Tĩnh luyện võ là có thể chữa được bệnh này. Bởi vì chứng thiếu máu là do khí huyết bị kích động nên chảy ngược dòng, nếu như sức khỏe của cô bé đủ tốt, hoàn toàn có thể chịu đựng được tổn hại do chứng thiếu máu này gây ra, vậy thì không cần chỉ cũng khỏi. Đinh Dũng gật đầu giải thích với Ngụy Kiến Quốc, sau đó anh lại lắc đầu nói, ai nói tu luyện thì nhất định phải học võ. Hả, nghe vậy, Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc đều ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Đinh Dũng, rõ ràng bọn họ không hiểu ý của Đinh Dũng. Hiện giờ ngoài võ thuật ra, họ thực sự không nghĩ ra có thứ gì khác có thể tu luyện. Thực ra Đinh Dũng cũng hiểu rõ điều này, anh biết họ chưa từng nghe nói tới con đường tu luyện khác. Thực ra tu luyện cũng có nhiều loại, môn pháp đa dạng. Ai mà có thể nói con đường nào tốt hơn những con đường nào chứ? Ví dụ như từ xưa tới nay, phù chú đều bị coi là bàng môn tà đạo, chỉ có thể dùng để hỗ trợ chứ không thể coi là con đường tu luyện chính. Nhưng Đinh Dũng cũng từng gặp một người tu luyện phù chú tới xuất thần nhập hóa, một khi ra tay, hàng vạn phù lệnh đồng loạt phát ra, ấn chú tung hoành, không hề kém cạnh thần tiên lục địa trong giới võ thuật. Đương nhiên Đinh Dũng cũng chẳng rảnh giải thích những điều này với hai người kia. Anh chỉ nói với Ngụy Kiến Quốc, bệnh của con gái ông ta phải khắc chế như thế nào, cuối cùng bọn họ chọn lựa thế nào là chuyện của họ. Cậu Đinh à, nếu như cậu đã biết con đường tu luyện không chỉ có mỗi võ thuật, vậy nhất định cậu cũng biết rõ con đường nào phù hợp với Tiêu Tĩnh nhất, Kiến Quốc mạo muội xin cậu nhận Tiêu Tĩnh làm đồ đệ. Đột nhiên Ngụy Kiến Quốc lùi sau một bước, chắp tay nghiêm nghị nói với Đinh Dũng. Đinh Dũng chau mày liếc nhìn cô gái đang nằm trong phòng bệnh. Đúng là cô gái này có tố chất tu luyện nhưng bây giờ anh đã không nhận đệ tử nữa. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lắc đầu nói, bí thư Ngụy vẫn nên mời cao nhân khác thì hơn. Chuyện này, cậu Đinh, không biết ma sai quỷ khiến thế nào mà thấy Đinh Dũng không đồng ý, Ngụy Kiến Quốc vội vàng tiến lên trước chặn đường Đinh Dũng. Đinh Dũng thấy vậy chau mày, anh ngẩng lên nhìn Ngụy Kiến Quốc lạnh lùng nói, sao, lẽ nào tôi không đồng ý, bí thư Ngụy định trở mặt. Không, không, không. Tôi không có ý đó. Ngụy Kiến Quốc mặt biến sắc vội vàng lùi lại.
Ngụy Kiến Quốc của lúc này đâu còn là bí thư Ngụy hô mưa gọi gió của thành phố Kim Châu nữa, ông ta chỉ là một ông bố sắp mất đi con gái. Cậu Đinh, chỉ cần cậu chịu thu nhận Tiêu Tĩnh, tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Ngụy Kiến Quốc đau đớn nhìn Đinh Dũng rồi quỳ xuống. Cũng may có Lý Hải Dân đỡ, nếu không truyền ra ngoài, đường đường bí thư Ngụy lại phải quỳ trước mặt Đinh Dũng, chắc chắn lại tạo nên một phen sóng gió. Cậu Đinh, cậu xem, Lý Hải Dân muốn khuyên Đinh Dũng nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cũng đành thở dài bất lực. Thấy phản ứng của Ngụy Kiến Quốc, Đinh Dũng không khỏi chau mày, đúng là hơi rắc rối, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì thân phận của anh cũng không giấu được, tới lúc đó lại kéo theo rắc rối không đáng. Để tất cả ra ngoài, tôi làm chậm quá trình phát bệnh cho cô bé đã. Nghĩ tới đây, Đinh Dũng lắc đầu bất lực, nói với Ngụy Kiến Quốc, đợi sức khỏe cô bé hồi phục, bảo cô bé tới tìm tôi, còn nữa, chuyện ngày hôm nay. Thư ký Hồ, chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài. Nghe Đinh Dũng nói, Lý Hải Dân ngay lập tức hiểu ý, nói với Hồ Đông Hải. Lúc này, Ngụy Kiến Quốc cũng hiểu ra, chắp tay cảm ơn Đinh Dũng rối rít, cảm ơn cậu Đinh, cảm ơn cậu. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, người phụ nữ trung niên khi nãy chất vấn Đinh Dũng đang ngồi bên giường bệnh, đau đớn nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh, còn những người khác thì đang thầm thì chuyện riêng. Cậu Đinh, hiện giờ sức khỏe của bệnh nhân về cơ bản đã ổn định rồi, cậu xem tiếp theo đây. Thấy Đinh Dũng và mấy nhân vật lớn quay về phòng, Lương Bính Thu vội vàng ra đón. Bệnh nhân khiến tất cả bọn họ bó tay bất lực qua tay Đinh Dũng, chỉ trong mười mấy phút mà sức khỏe đã ổn định trở lại. Đó không còn là kinh ngạc mà phải nói là thần kỳ. Tôi tự có sắp xếp, mọi người ra ngoài trước đi. Đinh Dũng nhìn Lương Bính Thu gật đầu cười. Nghe Đinh Dũng nói, Lương Bính Thu có hơi ái ngại nhưng ông cũng hiểu được, đừng nói người khác mà ngay cả bản thân ông cũng có lúc sợ người ta học trộm nghề. Dựa vào đâu mà bảo tôi ra ngoài, tôi muốn nhìn Tiểu Tĩnh. Lúc này, người phụ nữ ngồi bên giường bệnh đột nhiên nói lớn tiếng. Bà im miệng cho tôi, ra ngoài. Người từ đầu đến cuối đều giống như người cha hiền từ Ngụy Kiến Quốc đột nhiên nghiêm nghị trừng mắt, quát người vợ đầu gối tay ấp của ông ta, bà thì hiểu cái gì, nếu như bà không muốn bệnh tình của Tiểu Tĩnh diễn biến xấu thì ra ngoài ngay cho tôi. Tôi, hứ, nghe Ngụy Kiến Quốc nói, người phụ nữ sững sờ như thể không ngờ ông ta sẽ hét lên với mình. Bà ta đứng bật dậy giữ dằn lườm Ngụy Kiến Quốc rồi đi ra khỏi phòng. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Không phải tôi không cho mọi người nhìn mà là sợ mọi người sợ hãi. Đinh Dũng bất lực lắc đầu, ánh mắt tập trung trở lại. Sắc mặt Đinh Dũng vô cùng thâm trầm, anh dần nhắm mắt lại, một luồng sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể Đinh Dũng, giữa trán hiện lên một luồng sáng như thể có một hình người rất nhỏ đang khoanh chân ngồi đó. Đi, đột nhiên, Đinh Dũng mạnh mẽ nhấc tay phải lên, đan các ngón tay vào nhau điểm lên người Tiêu Tĩnh. Một luồng sáng vàng lóe lên rơi trên đầu kim đang cắm trên đầu Tiêu Tĩnh rồi theo chiều kim đi vào trong cơ thể cô. Sau đó lại một luồng sáng vàng khác xuất hiện, cho tới khi tất cả các cây kim trên cơ thể Tiêu Tĩnh đều phát sáng, Đinh Dũng mới thả lỏng. Lúc này, mặt Đinh Dũng đã đầy mồ hôi, luồng sáng giữa trán đã nhạt dần. Anh vừa dùng sức mạnh của linh hồn để cố gắng áp chế khí huyết trong cơ thể Tiêu Tĩnh, trong thời gian ngắn. Chứng thiếu máu sẽ không tái phát nhưng cách này rất tổn hao thể lực. Sau khi chữa trị giúp Tiêu Tĩnh xong, Đinh Dũng cũng loạng choạng ngồi bên giường bệnh, suýt nữa thì ngất xỉu. Cơ thể này thực sự quá yếu, thi triển thực lực quá chậm. Đinh Dũng vừa chống tay bên giường vừa mát xa trán. Sau nhiều ngày tu luyện như vậy, thực lực hiện tại của anh đã lên tới tầng đỉnh phong, nhưng vẫn quá yếu, đỉnh phong chẳng qua chỉ là đường ranh giới đầu tiên của võ đạo mà thôi. Khụ khụ tôi đang ở đâu đây? Nghỉ ngơi được một lát, Đinh Dũng định đứng dậy, không ngờ Ngụy Tiêu Tĩnh lại tỉnh lại. Ngụy Tiêu Tĩnh mệt mỏi mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là người đàn ông có vẻ ốm yếu, ký ức đột nhiên ùa về trong trí nhớ. Cô mới nhớ ra, chắc có lẽ bản thân vừa ngất xỉu vì bệnh cũ phát tác. Cô cắn môi hỏi, là anh cứu em? Đinh Dũng nghĩ một lát rồi gật đầu, nói, em yên tâm nghỉ ngơi trước đi, đợi khỏe lại rồi hãy tới tìm anh. Nói rồi, Đinh Dũng liền đứng dậy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Lý Hải Dân và những người khác đang đợi ở ngoài cửa, thấy cửa mở liền vội vàng chạy tới. Ngụy Kiến Quốc lo lắng hỏi, cậu Đinh, con gái tôi thế nào rồi? Đinh Dũng liếc nhìn đám người một cái rồi nhìn Lý Hải Dân và Ngụy Kiến Quốc nói, cô bé đã tỉnh rồi, mọi người vào thăm đi,
nhưng vẫn cần thời gian nghỉ ngơi, đừng vào thăm lâu quá. Cậu nói thật sao? Ngụy Kiến Quốc run rẩy bá vai Lý Hải Dân kích động hỏi, cậu Đinh, cậu nói Tiểu Tĩnh đã tỉnh rồi sao? Ừm, Đinh Dũng gật đầu nhìn Lý Hải Dân nói, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Thư ký Hồ, chuẩn bị xe tiễn cậu Đinh, nghe Đinh Dũng nói Lý Hải Dân không dám chậm trễ mà lập tức gật đầu, nói Hồ Đông Hải đưa Đinh Dũng về. Ngụy Kiến Quốc cũng dần bình tĩnh lại sau cơn xúc động, thấy Đinh Dũng ra về liền vội vàng nói, cậu Đinh à, hôm nay tôi cũng không giữ cậu nữa, đợi hai ngày nữa, tôi nhất định sẽ mở tiệc cảm ơn cậu. Nghe Ngụy Kiến Quốc nói, Đinh Dũng cũng không quay đầu lại mà chỉ xua tay, cùng Hồ Đông Hải rời khỏi bệnh viện. Cậu Đinh, cậu đúng là thần y mà. Ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Hồ Đông Hải vừa đi vừa giơ ngón cái lên tán thưởng Đinh Dũng. Đinh Dũng lắc đầu cười, anh đang định nói thì đột nhiên điện thoại trong túi đổ chuông. Anh gật đầu với Hồ Đông Hải rồi nói, tôi nghe điện thoại. Người gọi tới là mẹ vợ anh Lâm Hồng Ngạn. Đinh Dũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe máy. Alo, mẹ à, Đinh Dũng vừa lên tiếng chưa nói được gì đã nghe Lâm Hồng Ngạn lớn tiếng mắng nhiếc trong điện thoại. Đinh Dũng, cái tên vô lương tâm không ra gì, cậu chết ở đâu hả, Phương Nhiên bị thương, cậu còn ra ngoài lông bông, còn không mau cút về đây. Mẹ à, mẹ đừng nóng, rốt cuộc Phương Nhiên sao rồi? Mọi người ở đâu, nghe Hàn Phương Nhiên bị thương, Đinh Dũng không khỏi lo lắng. Hứ, cậu đúng là đồ vô dụng. Tôi thực sự không biết tại sao trước đây tôi lại chọn thằng con rể bất tài như vậy. Những tiếng mắng nhiếc không ngừng truyền tới, ngay cả Hồ Đông Hải đứng bên cạnh cũng nghe được. Vừa xuống tầng dưới đã nghe được giọng nói quen thuộc, ôi trời, được đấy, nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện. Bệnh viện thì đã sao, tên Đinh Dũng vô dụng đó không làm người ta bực mình thì không được, nếu như nó ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, sao Phương Nhiên có thể bị dao làm bị thương chứ? Lâm Hồng Ngạn chống hông. Tay cầm điện thoại quát mắng với khuôn mặt bất bình. Nghe tiếng Lâm Hồng Ngạn, Hàn Thành Sơn liền rụt cổ lại không dám nói thêm. Ở nhà này, ông ta vốn chẳng có địa vị gì, sư tử Hà Đông này nói một là một. Để thư ký Hồ chê cười rồi, Đinh Dũng nhận ra nét mặt kỳ lạ của Hồ Đông Hải liền lắc đầu bất lực đi về phía có giọng nói đó. Hồ Đông Hải nhìn bóng Đinh Dũng bằng gương mặt khó hiểu, nói thầm trong lòng, đúng là thanh quan cũng khó quản việc nhà. Người như Đinh Dũng cũng thấp cổ bé họng trước mặt người nhà. Tới cửa phòng khám tầng 1, Đinh Dũng đẩy cửa đi vào trong, anh ngay lập tức nhận ra gương mặt trắng bệch có chút mệt mỏi của Hàn Phương Nhiên. Lúc này Hàn Phương Nhiên cắn môi, chau mày cố chịu cơn đau như xuyên tim trên ngón tay. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được che miệng lại. Sao anh ấy lại ở đây, anh ấy biết được chuyện mình bị thương nên tới đây ngay sao? Lúc này... Không biết tại sao lồng ngực Hàn Phương Nhiên đập loạn xạ không ngừng. Phương Nhiên, sao vậy? Đinh Dũng nhìn Phương Nhiên đang bị thương liền đi tới ngay, anh dịu dàng hỏi, là ai làm em bị thương? Anh nhất định không tha cho hắn ta. Không sao, tại em thái rau không cẩn thận nên cắt vào tay, thấy ánh mắt dịu dàng của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên không khỏi cảm thấy ấm lòng. Còn nói không sao, chảy nhiều máu như vậy, Lâm Hồng Ngạn kéo tay Đinh Dũng, dữ dằn nói. Giỏi cho đồ vô lương tâm cậu, nếu không phải cả ngày cậu không về nhà mà còn không biết nấu cơm, dọn vệ sinh thì sao Phương Nhiên lại bị thương chứ? Đinh Dũng chau mày không nói gì, còn Hàn Phương Nhiên thì kéo Đinh Dũng lại, nói nhỏ với Lâm Hồng Ngạn, mẹ, mẹ đừng gây sự vô cớ nữa, chuyện này không liên quan tới Đinh Dũng, do con không cẩn thận. Sao lại không liên quan, nếu như không phải nó không về nấu cơm, sao con lại động vào dao cớ chứ? Nếu con không đụng tới dao thì có thể cắt vào tay sao, tất cả là tại thằng bỏ đi này. Lâm Hồng Ngạn tức tối chỉ vào Đinh Dũng nói như đinh đóng cột, cậu không thể vì cái nhà này mà làm chút việc, chia sẻ chút gánh nặng cho Phương Nhiên sao? Sao trước đây tôi mù mắt mới đồng ý cho cậu vào cái nhà này? Khụ khụ, chuyện là, Hồ Đông Hải ho lên một tiếng hơi ngại ngùng. Hóa ra thư ký Hồ cũng ở đây à? Lâm Hồng Ngạn quay đầu lại nhìn thấy Hồ Đông Hải liền tỏ ra niềm nở. Bà ta cười nói, để thư ký Hồ chê cười rồi. Được rồi, thư ký Hồ đi làm việc đi. Đinh Dũng lắc đầu không biết làm gì hơn. Hồ Đông Hải thấy vậy cũng chỉ gật đầu bất lực, quay người đi ra ngoài. Đồ vô dụng, ai bảo cậu lắm chuyện, khó khăn lắm mới gặp thư ký Hồ vậy mà cậu lại đuổi người ta đi. Lâm Hồng Ngạn trở mặt ngay, bà ta hằn học nhìn Đinh Dũng rồi vội vàng ra ngoài. Thư ký Hồ là ai? Tại sao cậu lại nói chuyện với thư ký Hồ như vậy?
Hàn Thành Sơn cau mày trợn mắt nhìn Đinh Dũng, đồng thời nhanh chóng tiến lên trước. Đinh Dũng đưa mắt tiễn hai người rời đi rồi mới ngồi xuống bên cạnh, nhìn bác sĩ, hỏi, bác sĩ, tay của vợ tôi không sao chứ? Nghe Đinh Dũng hỏi vậy, bác sĩ có hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh rồi nhướng mày có vẻ không dám tin, hỏi lại, đây là vợ anh. Tiểu tử, cậu đúng là may mắn vì cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy, sau khi nhìn sang Đinh Dũng, bác sĩ lắc đầu cười nói. Có cô vợ thế này đúng là để thương yêu, đến bàn tay mà cũng đẹp như vậy, có lẽ không phải dọn dẹp bếp núc nhỉ. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi, Đinh Dũng chỉ gật đầu nắm lấy tay còn lại của Hàn Phương Nhiên rồi nói với giọng trách móc, ai bảo em nấu cơm, anh không ở nhà em có thể đưa bố mẹ đi ăn mà. Dùng dao nguy hiểm lắm chứ, cũng may vết thương không sâu, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên thấy có đôi chút áy náy. Trước đó cô luôn cho rằng Đinh Dũng vô dụng. Ngoại trừ chỉ biết ở nhà nấu cơm dọn dẹp ra thì không biết làm gì khác. Thế nhưng hôm nay, sau khi thử làm thì cô mới biết rằng việc đi chợ nấu cơm quả không đơn giản. Thật không biết hai năm nay Đinh Dũng sống thế nào. Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, giống như được trở thành một đứa trẻ làm sai, cứ thế ngoan ngoãn gật đầu, nói, em biết rồi. Phương Nhiên, có phải em có tâm sự gì không? Đinh Dũng ngồi bên đột nhiên lên tiếng. Hàn Phương Nhiên còn đang cúi đầu chìm đắm trong sự ấm áp từ Đinh Dũng. Cô thấy rằng mình như đang say, chưa bao giờ trong lòng cô lại thấy ấm áp như hôm nay. Nghe Đinh Dũng nói mà Hàn Phương Nhiên không khỏi thẫn thờ. Cô lắc đầu, bặm môi đáp, không có, sao anh lại hỏi vậy? Anh thấy em không giống một người không cẩn thận như vậy. Cho dù không thái rau cũng sẽ không đến mức cắt vào tay mới đúng, Đinh Dũng lắc đầu nhìn vào mắt Hàn Phương Nhiên. Anh có thể nhận ra Hàn Phương Nhiên hốc hác hơn, trong đôi mắt còn tỏ vẻ mệt mỏi. Nghe vậy, Hàn Phương Nhiên chỉ biết thở dài cúi đầu nói, trước đây ông em giao cho con trai bác cả phụ trách hạng mục với bất động sản đỉnh kim, đó cũng là anh họ em. Sau đó không biết vì sao mà bất động sản đỉnh kim đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Phía nhà bác cả lại bắt đầu nói do trước đó em chưa đàm phán thỏa đáng với bên họ. Hiện tại tài chính của cả tập đoàn đều rót về hạng mục hợp tác với bất động sản đỉnh kim thì đột nhiên hợp đồng bị chấm dứt. Tài sản của công ty bị ảnh hưởng, hiện giờ em bị cả công ty chỉ trích, địa vị trong công ty có nguy cơ bị mất, rất có khả năng sẽ bị đá ra khỏi tập đoàn. Hàn Phương Nhiên cau mày tỏ vẻ bất lực, mặc dù cô biết việc đó không liên quan gì đến mình nhưng hiện giờ tội danh lại đổ hết lên đầu cô. Cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Một khi bị đá ra khỏi tập đoàn thì không chỉ mất đi cơ hội hợp tác với bất động sản đỉnh kim mà giấc mơ của bố cô từ trước đến giờ là gia nhập vào tập đoàn Hàn thì cũng bị dập tắt. Đơn phương chấm dứt hợp tác, em có nghĩ ra lý do vì sao không? Đinh Dũng lặng người một lát, sau đó phản ứng lại. Trước đây anh đã nói chuyện với Kim Tiểu Lục, bất động sản đỉnh kim chỉ hợp tác với Hàn Phương Nhiên chứ không phải là tập đoàn Hàn thị. Hiện giờ người phụ trách của tập đoàn Hàn thị thay đổi. Bọn họ chấm dứt hợp đồng cũng là điều trong dự đoán. Em đã từng nghĩ tới nhưng cho dù thế nào cũng không có tác dụng nữa, Hàn Phương Nhiên nghiến chặt răng, dùng tay day day chán. Có thể nhận ra Hàn Phương Nhiên lúc này rất đau đầu vì chuyện này. Đinh Dũng không khỏi xót xa, anh suy nghĩ một hồi, sau đó vỗ vỗ vai Hàn Phương Nhiên, nói anh và người phụ trách bất động sản đỉnh kim là bạn học với nhau. Ngày mai anh sẽ tới đó nói giúp em, có lẽ có thể giành lấy hạng mục lần này. Anh quen người phụ trách bất động sản đỉnh kim sao, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc, như thể không tin nổi. Đinh Dũng ho khan một tiếng, bấm bụng nói, đương nhiên rồi, anh và người phụ trách bất động sản đỉnh kim là bạn học, lại rất thân thiết. Trước đây sao em chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Sao anh có nhiều bạn học đến vậy? Lại còn phụ trách bất động sản đỉnh kim, Hàn Phương Nhiên không tin, cau mày nhìn Đinh Dũng. Ai ya, em yên tâm đi. Nói tóm lại bên hợp tác hạng mục này chắc chắn là em, Đinh Dũng bật cười ha ha, chuẩn bị tìm lý do nói qua loa thì đột nhiên điện thoại của Hàn Phương Nhiên vang lên. Là người của tập đoàn gọi đến, Hàn Phương Nhiên bặm môi tỏ vẻ căng thẳng. Hiện giờ địa vị của cô tại tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi đối diện với phần lớn cổ đông và các thành viên trong gia tộc lại càng bị người ta đâm bị thóc chọc bị gạo, thậm chí có người lôi vấn đề thịnh suy của tập đoàn ra đổ hết lên đầu cô. Cho rằng đều do Hàn Phương Nhiên nên mới khiến tài sản tập đoàn bị ảnh hưởng, Hàn Phương Nhiên là tội nhân của tập đoàn Hàn Thị. Đừng lo lắng, em nghe đi, Đinh Dũng vỗ vai Hàn Phương Nhiên, cười nói.
thấy Đinh Dũng cười ấm áp, Hàn Phương Nhiên hít vào một hơi thật sâu, bấm nghe điện thoại. Cô Hàn, phía tập đoàn thông báo sau 20 phút nữa hội nghị bất thường diễn ra. Mời cô nhanh chóng tới tham gia, người gọi là trợ lý của Hàn Phương Nhiên. Hàn Phương Nhiên nắm chặt tay, nghiến răng, được, tôi biết rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Hàn Phương Nhiên nắm chặt tay nhìn sang Đinh Dũng, công ty thông báo em tới tham gia cuộc họp bất thường. Vậy thì đi thôi, nghe vậy, Đinh Dũng liền gật đầu, nói tiếp, bọn họ đã thông báo em tới tham gia họp thì rõ ràng là còn coi trọng em, đây là việc tốt. Chỉ cần em thể hiện tốt, giành lấy hạng mục với bất động sản đỉnh kim thì sẽ khiến người ta phải tròn mắt nhìn thôi. Đinh Dũng nắm chặt tay Hàn Phương Nhiên, cổ vũ động viên cô. Nhưng anh không biết cả đám người bọn họ sẽ đổ hết tội lên đầu em trong cuộc họp. Em, Hàn Phương Nhiên tỏ vẻ hoang mang. Việc đã tới mức này, cô cũng không biết phải đối mặt với các cổ đông trong tập đoàn thế nào, đặc biệt là phần lớn cổ đông đều là họ hàng thân thích trong gia đình cô. Không sao, em không phải sợ. Anh đi cùng em, Đinh Dũng kéo Hàn Phương Nhiên vào lòng, hạ giọng nói tiếp, có anh ở đây. Anh muốn xem ai dám chụp mũ linh tinh cho em. Đúng lúc này Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn đi vào. Lâm Hồng Ngạn bất bình mắng chửi, đều tại thằng Đinh Dũng bỏ đi kia. Nếu không phải nó thì tôi chắc chắn đã có thể nói chuyện với thư ký Hồ rồi. Hai, được rồi, bà nói bớt đi được không? Hàn Thành Sơn bất lực lắc đầu. Vừa rồi bọn họ ra ngoài định bắt chuyện với Hồ Đông Hải thì kết quả bị Hồ Đông Hải ngó lơ. Lâm Hồng Ngạn lúc này ôm cả bụng tức. Vừa ra đến cửa đã thấy Đinh Dũng ôm Hàn Phương Nhiên, mà Hàn Phương Nhiên còn e thẹn dựa vào vai Đinh Dũng. Cảnh này khiến hai người nhà Hàn Thành Sơn lặng người. Tôi nói mà, con gái hình như không giống với trước kia nữa, Hàn Thành Sơn huýt tay Lâm Hồng Ngạn nói khẽ. Được rồi, băng bó xong rồi, chú ý vết thương không được đụng nước, bác sĩ dùng băng gạc băng bó vết thương cho Hàn Phương Nhiên xong thì dặn dò. Nghe vậy. Hàn Phương Nhiên vội thoát ra khỏi vòng tay Đinh Dũng rồi gật đầu với vẻ ngại ngùng, nói cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ, chúng ta đi thôi, không phải phía ông nội còn đang đợi chúng ta sao? Đinh Dũng nhìn bộ dạng xấu hổ đó của Hàn Phương Nhiên mà trong lòng chợt thấy ấm áp. Không biết từ bao giờ mối quan hệ của anh và Hàn Phương Nhiên thân thiết hơn trước kia nhiều. Thực ra anh cũng khó giải thích, chỉ là cảm thấy khi Hàn Phương Nhiên đối diện với mình không còn vẻ xa cách như trước kia nữa. Hừ, làm gì thế? Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, đừng nhân lúc tôi không chú ý mà lợi dụng con gái tôi. Đúng lúc này Lâm Hồng Ngạn hắng giọng, bà ta vỗ vào bàn tay đang ôm lấy Hàn Phương Nhiên của Đinh Dũng rồi nạt nộ với giọng điệu coi thường. Sau này không được đụng chạm da thịt với Hàn Phương Nhiên, còn nữa, sau này gặp những nhân vật lớn như thư ký Hồ thì bớt lời cho tôi. Đúng rồi, thư ký Hồ tìm cậu làm gì, nói tới đây. Lâm Hồng Ngạn đột nhiên nhớ ra hai ngày trước đó thư ký Hồ gọi xin số điện thoại Đinh Dũng. Nghe vậy, Đinh Dũng mới cười xòa, nhếch miệng châm chọc, nói, một thằng bỏ đi như con thì sao được thư ký Hồ tìm đến chứ? Mẹ nghĩ nhiều rồi. Cậu, được lắm, loại vong ơn bội nghĩa, dám giả bộ để lừa đảo tôi. Cậu cứ đợi đấy cho tôi, Lâm Hồng Ngạn mặt mày khó coi. Bà ta không ngờ Đinh Dũng lại nói với mình như vậy. Trước đây Đinh Dũng đến nhìn cũng không dám nhìn bà ta, làm gì dám nói thêm câu nào trước mặt bà ta. Không ngờ bây giờ anh lại dám cãi tay đôi. Lâm Hồng Ngạn tức tối vô cùng. Xem ra bà ta phải nghĩ ra cách gì đó để dạy dỗ Đinh Dũng mới được. Đủ rồi, mẹ, con và Đinh Dũng còn một số việc khác, bố mẹ đi trước đi, thấy mẹ mình coi thường Đinh Dũng như vậy, Hàn Phương Nhiên khó chịu vô cùng. Cô áy náy nhìn Đinh Dũng rồi đột nhiên đứng bật dậy nói với Lâm Hồng Ngạn. Cái gì, con thì có thể có việc gì với nó? Hàn Phương Nhiên, mẹ nói cho con biết, nghe con gái nói còn có việc cần làm với Đinh Dũng, Lâm Hồng Ngạn lập tức ra giọng cảnh cáo. Bà ta đã muốn đá Đinh Dũng ra khỏi nhà họ Hàn từ lâu để tìm một chàng rể hiền mới chứ tuyệt đối không thể để Hàn Phương Nhiên nảy sinh tình cảm với Đinh Dũng. Nói thì cũng lạ, trước đó một khoảng thời gian lâu như vậy mà Hàn Phương Nhiên vẫn còn tỏ thái độ lạnh lùng với Đinh Dũng, thậm chí đến cửa phòng còn không cho anh bước chân vào. Vậy mà bây giờ mối quan hệ của hai người đột nhiên đã không còn rào cản như trước. Điều này khiến Lâm Hồng Ngạn một người vốn dĩ đã không ưng mắt với Đinh Dũng lại càng thấy sốt ruột và khó chịu hơn. Mẹ, việc của con và Đinh Dũng không cần mẹ phải quan tâm, Hàn Phương Nhiên cau mày, như thể có hơi giận dỗi. Đinh Dũng cũng không ngờ Hàn Phương Nhiên lại nói ra những lời như vậy.
Vốn dĩ anh còn cho rằng Hàn Phương Nhiên sẽ nói với Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn về việc tập đoàn muốn cô tới họp. Không ngờ lần này thái độ của Hàn Phương Nhiên lại cứng rắn như vậy. Con à, sao con lại không nghe lời vậy chứ, Lâm Hồng Ngạn tức tối. Bà ta còn định dạy dỗ Hàn Phương Nhiên tiếp nhưng còn chưa nói hết lời thì đã bị Hàn Thành Sơn ngăn lại. Được rồi, để hai đứa đi đi. Chúng ta về trước. Không phải em vẫn muốn đi xem nhà sao? Hôm nay anh đi cùng với em, Hàn Thành Sơn tặc lưỡi quyết định đi xem nhà cùng Lâm Hồng Ngạn. Lâm Hồng Ngạn vẫn luôn muốn đổi nhà mới, việc này khiến hai vợ chồng bọn họ cãi nhau không ít lần. Có điều hiện tại công ty của Hàn Phương Nhiên vừa có bước chuyển biến mới, không có dư giả tiền bạc nên Hàn Thành Sơn tạm gác lại thú chơi đồ cổ của mình. Thật sao, Lâm Hồng Ngạn nghe vậy thì mừng ra mặt. Bà ta không dám tin nên liếc sang Hàn Thành Sơn một cái. Lão già đáng chết, sao hôm nay ông mới hiểu chứ? Ông đồng ý bỏ đi mấy thứ vớ vẩn đó rồi à? Con gái à, bố chỉ có thể giúp con đến đây thôi, Hàn Thành Sơn lắc đầu thầm nhủ. Ông ta thực ra không hiểu về Đinh Dũng, thế nhưng sau sự việc lần trước, ông ta đã thay đổi cách nhìn về Đinh Dũng và luôn cảm thấy cậu con rể này thực ra cũng rất được, chí ít thì rất nghe lời bọn họ. Chỉ cần con gái đồng ý thì một người làm cha như ông ta cũng chẳng phải bàn thêm làm gì. Là bố mẹ đẻ của Hàn Phương Nhiên, chỉ cần Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn không làm gì quá đáng thì Đinh Dũng cũng sẽ không để bụng. Chỉ ít thì hai từ bỏ đi mà Lâm Hồng Ngạn cứ hễ mở miệng ra là nói anh cũng có thể coi như cái tem xé đi là xong. Đi thôi, nghĩ tới đây, Đinh Dũng liền cùng Hàn Phương Nhiên đi ra khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa chính liền thấy chiếc xe của Hàn Phương Nhiên từ từ đi tới. Hàn Phương Nhiên cau mày, bất lực nói, xong rồi, bố mẹ em lái xe đi rồi, đi tới tập đoàn không tiện bắt xe. Không sao, vừa hay anh mới mua một cái xe mới, nghĩ tới đây. Đinh Dũng bật cười, tiện tay vẫy xe, nói, tới showroom 4S đường Kim Thủy. Anh mua xe rồi, Hàn Phương Nhiên bụng miệng ngạc nhiên, không dám tin. Tiền đâu mà anh mua? Trước đây khi hai chúng ta kết hôn, đến lễ hỏi cưới tử tế em còn không có, Đinh Dũng ngồi ghế sau, nhẹ nhàng nhìn Hàn Phương Nhiên, nói, cái xe này coi như phần lãi mà anh phải trả lâu nay. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em một hôn lễ thật hoành tráng, ở một nơi nhộn nhịp. Tuyên bố với mọi người em chính là vợ của Đinh Dũng anh đây. Đinh Dũng, em phát hiện anh thay đổi rồi, Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng. Cô nhận ra rằng Đinh Dũng lúc này không hề yếu đuối như trước kia nữa, cũng không phải một Đinh Dũng cứ hễ gặp cô là bảo sao nghe vậy. Nghe thế, mặt Đinh Dũng hơi đơ ra, anh định giải thích thì không ngờ Hàn Phương Nhiên đột nhiên bật cười, dùng tay che miệng anh, nói, nhưng em thích anh của hiện tại hơn. Em không quan tâm anh có tiền hay không. Nhưng làm người nhất định phải có tôn nghiêm. Anh nói rồi, chỉ cần em đồng ý, anh có thể thay đổi vì em, Đinh Dũng vuốt tóc Hàn Phương Nhiên, nhẹ nhàng nói. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng ở cửa showroom 4S. Ôi chao, cậu Đinh đến nhanh thế, Đinh Dũng còn chưa vào cửa thì cả đoàn người đã tới đón. Người đi đầu chính là giám đốc showroom 4S, từ sau khi Đinh Dũng bị đưa đi, ông ta vẫn thấp thỏm lo lắng. Chỉ sợ Thiết Như Long và chú hắn ta đến trả thù. Kết quả, không ngờ người đến đầu tiên lại là Đinh Dũng. Sao thế, ông cho rằng tôi nên ở trong đó thêm 2 ngày nữa mới phải à, nghe giám đốc kia nói vậy, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai. Ông giám đốc thấy Đinh Dũng nói vậy thì vội khom lưng cười trừ đáp, đâu có chứ. Đúng rồi, đây là thẻ ngân hàng của cậu, thủ tục đã làm xong, giờ chỉ cần chứng minh thư của cậu để xử lý thủ tục sang tên. Được, hôm sau tôi mang tới, lái xe qua đây cho tôi trước đã, tôi có việc gấp, Đinh Dũng gật đầu ra hiệu cho giám đốc kia cho người lái xe tới. Đây là xe anh mua sao, Hàn Phương Nhiên nhìn chiếc xe đen bóng trước mặt mà thất thần, cô không khỏi suýt xoa đưa tay vuốt thân xe rồi hỏi Đinh Dũng, cái xe này bao nhiêu tiền? Không rẻ phải không? Thấy Hàn Phương Nhiên hỏi giá tiền. Ông giám đốc vẫn luôn đứng một bên nãy giờ định lên tiếng thì Đinh Dũng đã cười nói, chẳng đáng bao nhiêu, triệu mấy tệ thôi mà. Khụ khụ, nghe cái giá này, ông giám đốc suýt chút nữa thì đứng không vững ngã ra đất. Ai có thể ngờ nổi một cái xe thế này có giá lên tới hơn 2 triệu nhân dân tệ mà còn bị Đinh Dũng nói thành triệu mấy tệ, cái giá quá bình dân. Quan trọng hơn cả là Hàn Phương Nhiên còn tin nữa. Thực ra cũng bình thường thôi. Theo như sự hiểu biết của Hàn Phương Nhiên với Đinh Dũng, từ sau khi Đinh Dũng vào ở rể nhà họ Hàn thì vẫn luôn không có công việc ổn định, chắc chắn cũng không kiếm ra bao nhiêu tiền.
Có điều Đinh Dũng cũng chưa bao giờ tìm cô hỏi xin tiền, thật không biết số tiền mua xe này Đinh Dũng lấy ở đâu. Có điều Hàn Phương Nhiên cũng chẳng nghĩ nhiều. Cho dù Đinh Dũng lấy tiền ở đâu ra thì chỉ cần số tiền này không phải do anh cướp lấy và quang minh chính đại có được là được rồi. Được rồi, mọi người làm việc đi, tôi đi trước đây, Đinh Dũng cười vỗ vai giám đốc, tỏ ý ông ta không cần phải làm ầm lên. Sau đó, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên lái xe ra khỏi showroom 4S. Ông giám đốc ở đây cũng khá chu đáo, các thủ tục cơ bản đều làm xong hết, còn bấm biển tạm cho anh. Hàn Phương Nhiên lái xe. Vừa lái vừa nói với Đinh Dũng, anh cũng có mắt nhìn đấy. Cảm giác lái thật sự rất thích, em có cảm giác như nó chẳng thua kém gì loại xe thương mại có giá lên đến 7, 800 nghìn nhân dân tệ. Đinh Dũng ngồi bên ho khan, cảm giác lái của chiếc xe này đương nhiên không thể kém hơn loại xe có giá lên tới 7, 800 nghìn nhân dân tệ được. Nếu không phải sợ giải thích sẽ thêm rắc rối thì anh cũng muốn nói với Hàn Phương Nhiên giá thật của chiếc xe này. Không lâu sau đó, Hàn Phương Nhiên lái xe tới tòa nhà của tập đoàn. Vừa xuống xe liền trông thấy một nam một nữ bước xuống khỏi chiếc siêu xe BMW trắng. Người nam chính là con trai bác cả của Hàn Phương Nhiên, người nữ thì Đinh Dũng không biết, trông trang điểm quá lòe loẹt và cử chỉ rất thân thiết với Hàn Hàn, có lẽ là bạn gái của Hàn Hàn. Ồ, đây không phải là em Hàn Phương Nhiên sao? Xe em mới đổi đây à? Hàn Hàn đặt tay lên vòng eo con kiến của cô bạn gái trang điểm lòe loẹt kia. Miệng còn nhếch lên mỉa mai rồi nói tiếp, vớt phát được không ít từ tập đoàn đấy, thế nhưng khẩu vị của em Hàn Phương Nhiên sao ngày càng kém thế, tự dưng lại đi mua con xe ghẻ Passat làm gì? Ồ ồ, đúng vậy, cô gái ở bên bụng miệng cười, trên mặt rõ cái vẻ coi thường. Để anh nghĩ xem nhé, hoặc là cái xe này không phải do Hàn Phương Nhiên mua, mà là của cậu em rể này đi. Như vậy thì hợp lý hơn, còn không cho Đinh Dũng cơ hội lên tiếng. Hàn Hàn đã bày ra bộ dạng mình hiểu hết, nói, Đinh Dũng à, con mắt của em cũng thật nông cạn. Con xe ghẻ này sao có thể xứng với thân phận của em gái Hàn Phương Nhiên chứ? Hay là em cho rằng Hàn Phương Nhiên xứng với nó sao? Ha ha ha, Đinh Dũng cau mày, thế nhưng anh còn chưa lên tiếng thì Hàn Phương Nhiên đã kéo tay anh lại, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười, nói, em lái xe gì không cần anh họ phải bận tâm. Anh dành thời gian suy nghĩ làm thế nào để cứu vãn lại tổn thất của tập đoàn thì hơn. Anh gây ra tổn thất gì cho công ty hay là do em không đàm phán cho tử tế với tập đoàn đỉnh kim khiến tập đoàn chúng ta công sức đổ sông đổ bể, bây giờ rơi vào thế bí hả? Hàn Hàn cười lạnh lùng chỉ vào Hàn Phương Nhiên nói thẳng, anh thấy em nên suy nghĩ cho kỹ đi. Đợi lát nữa xem em giải thích với ông nội thế nào. Anh, Hàn Phương Nhiên nắm chặt tay nhưng không nói thêm nữa. Hừ. Chúng ta đi, thấy bộ dạng tức tối đó của Hàn Phương Nhiên, Hàn Hàn cười lạnh lùng vỗ vào bộ mông nảy nở của cô gái bên cạnh rồi lên tiếng. Đinh Dũng đưa mắt nhìn cả hai đi vào tòa nhà của tập đoàn thì vẫn giữ vẻ mặt như thường. Nhưng thực tế trong mắt anh đã sắc lạnh vô cùng, nhà họ Hàn này quả thật nội tình quá phức tạp, có vài con sâu mỏ đục khoét như vậy mà vẫn có thể trụ vững lâu không sập. Thôi chúng ta đi, Hàn Phương Nhiên bất lực lắc đầu nói với Đinh Dũng. Đinh Dũng gật đầu không nói gì thêm, anh đương nhiên biết Hàn Phương Nhiên đau đầu vì vấn đề gì. Bây giờ cả tập đoàn đều do bốn chú bác của Hàn Phương Nhiên làm trụ cột chống đỡ, nhánh nhà Hàn Phương Nhiên lại chẳng có thực quyền. Hiện giờ mọi việc đều do người khác đổ vấy lên đầu cô, cho dù cô có lý cũng trở thành vô lý vì không ai nghe cô giải thích cả. Hàn Phương Nhiên phiền lòng tới phòng họp cùng Đinh Dũng, hai người vừa ngồi xuống đã thấy Hàn Thành Phú với cái đầu hói cau mày lên tiếng hỏi, Phương Nhiên. Sao cháu lại đưa cậu ta tới đây? Đúng vậy, đây là cuộc họp bất thường của tập đoàn. Cậu ta có tư cách gì mà tham gia? Hàn Thành Phú vừa dứt lời, Hàn Thành Văn đã tiếp lời hắng giọng. Nghe chú và bác mình nói vậy, Hàn Phương Nhiên cau mày, nắm chặt lấy tay Đinh Dũng mạnh dạn nói, Đinh Dũng cũng là người nhà họ Hàn, sao không thể tham gia cuộc họp được chứ ạ? Hừ, Phương Nhiên, cháu đừng quên hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm. Ai biết được cậu ta có bị công ty khác mua chuộc không? Tới lúc đó tập đoàn xảy ra vấn đề gì thì cháu có gánh nổi trách nhiệm không? Hàn Thành Phú đứng ra nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đã là cuộc họp của tập đoàn, lại là cuộc họp bất thường, vậy tại sao anh họ cháu còn dẫn theo người ngoài tới? Lời của Hàn Phương Nhiên khiến Hàn Thành Phú thay đổi sắc mặt. Ông ta lớn tiếng nạt lại, sau này nó chính là chị dâu cháu đấy. Bác cả, ý bác là chị ấy sắp kết hôn với con trai bác rồi. Cho nên là người một nhà và có thể tham dự cuộc họp.
Còn cháu và Đinh Dũng kết hôn lâu như vậy rồi, anh ấy và chúng ta không phải người một nhà nên sẽ bị người ta mua chuộc, không được tham gia họp sao? Hàn Phương Nhiên nheo mắt nhìn Hàn Thành Phú, thấy Hàn Thành Phú định giải thích thì cô không cho ông ta cơ hội lên tiếng mà nói tiếp, bác cả, có phải như vậy không? Cháu, Hàn Thành Phú bị câu hỏi vừa rồi của Hàn Phương Nhiên làm cho á khẩu. Ông ta chỉ vào Đinh Dũng, lớn tiếng, Đinh Dũng, cậu tự vào tập đoàn, tới lúc đó mà xảy ra chuyện gì thì cậu và Hàn Phương Nhiên gánh nổi trách nhiệm không? Nghe Hàn Thành Phú nói vậy, Hàn Phương Nhiên vừa định lên tiếng đã bị Đinh Dũng ngăn lại. Đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy, Đinh Dũng đột nhiên đứng ra đảo mắt một lượt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên người Hàn Tông Khôn từ nãy tới giờ vẫn im lặng lắng nghe rồi mới nhìn về bác cả Hàn Thành Phú. Bác cả, theo cháu thấy thì làm người vẫn nên thật thà một chút, nếu không thì dễ tự chuốc vạ vào thân lắm. Con người sống an phận một chút mới sống lâu được, Đinh Dũng đứng ra nhếch miệng, trong ánh mắt anh rõ ánh nhìn sắc lạnh. Chỉ thấy Đinh Dũng cười lạnh lùng, nói cháu tới tham dự cuộc họp mà chủ tịch còn chưa nói gì, bác đã nhảy ra chỉ trích cháu không nên tham gia. Bác thấy mình có thể thay thế cả chủ tịch sao? Hay là bác đã không đợi được nữa mà chỉ muốn giành lấy chức chủ tịch? Câu này của Đinh Dũng khiến cả căn phòng họp bùng nổ, đặc biệt là hai người Hàn Thành Văn và Hàn Thành Quý đều nheo mắt nhìn. Chỉ có Hàn Thành Võ từ đầu tới cuối ngồi cạnh Hàn Tông Khôn trầm tư không nói gì. Khốn khiếp, cậu nói nhăng quậy, mặt Hàn Thành Phú biến sắc. Từ đầu ông ta đã nói không lại Hàn Phương Nhiên nên định quay qua chèn ép Đinh Dũng, nhưng điều khiến ông ta không ngờ tới đó chính là từng lời nói của Đinh Dũng lại còn sắc hơn cả Hàn Phương Nhiên, cứ thế chụp mũ cho ông ta. Nếu ông ta dám nói một từ phải thì đừng nói là phía ông già mà ngay cả vài anh em của ông ta cũng sẽ trở mặt với ông ta trước. Hiện giờ tình hình của tập đoàn trông thì có vẻ ổn định, thực tế thì cả bốn anh em nhà ông ta làm gì có ai không muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị chứ? Bác không có ý đó. Bác chỉ nói trước với cháu một tiếng thôi, nghĩ tới đây, Hàn Thành Phú chột dạ, ông ta vội lên tiếng nói, bố, con tuyệt đối không hài lòng. Con chỉ trung thành muốn xây dựng tập đoàn cho vững mạnh. Con! Được rồi, đúng lúc này, Hàn Tông Khôn từ đầu tới cuối không nói câu nào liền khoát tay. Thở dài, mặt ông ta rõ vẻ nghiêm nghị, nhìn Đinh Dũng chằm chằm, nói, hiện giờ là thời khắc sinh tử của tập đoàn, đã là người nhà họ Hàn thì ngồi xuống đi. Thấy bố mình đã lên tiếng như vậy, mấy người phía Hàn Thành Phú chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua, còn Đinh Dũng đương nhiên cũng sẽ không tự chuốc vạ vào thân nên anh cười rồi gật đầu với Hàn Tông Khôn, sau đó thì ngồi xuống. Đợi một lúc, mọi người cũng đã đến đầy đủ, Hàn Tông Khôn hít vào một hơi thật sâu. Đứng dậy nhìn phòng họp rộng lớn với biết bao nhiêu người nhà họ Hàn đang ngồi đó, ông ta trầm giọng nói, hôm nay triệu tập mọi người đến là vì muốn thảo luận về nguy cơ do việc hợp tác với bất động sản Đỉnh Kim gây ra. Nói xong, Hàn Tông Khôn nhìn về Hàn Thành Võ ở bên, nói, Thành Võ, hiện giờ tình hình của tập đoàn thế nào, nói với mọi người đi. Vâng, thưa bố, nghe Hàn Tông Khôn nói vậy, Hàn Thành Võ lập tức gật đầu vâng lời. Ông ta đứng dậy đảo mắt một lượt nhìn mọi người. Sắc mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, việc bất động sản Đỉnh Kim tuyên bố chấm dứt hợp đồng, tôi nghĩ mọi người đều biết cả rồi. Trước đây tập đoàn chúng ta vì để hợp tác với bọn họ nên đã rót khoản đầu tư vô cùng lớn dùng để mua các vật liệu cần dùng trong hạng mục hợp tác. Nhưng hiện giờ phía bất động sản Đỉnh Kim lại đơn phương hủy bỏ hợp đồng, lượng vật liệu chúng ta tích trữ không thể xử lý dẫn đến các ngân hàng và các nhà đầu tư đều rút lui, kéo theo nguồn vốn của tập đoàn bị gián đoạn, Hàn Thành Võ cau mày hạ giọng nói. Nghe vậy, ngoài mấy người phía Hàn Thành Phú đã biết trước ra thì phần lớn những người còn lại đều không dám tin vào sự thật. Bọn họ bắt đầu xôn xao. Hiện tại nguồn vốn của tập đoàn còn có thể trụ được trong vòng bao lâu, Hàn Thành Phú hít sâu hỏi. Hiện giờ bên ngoài đều không coi trọng tập đoàn chúng ta, cho rằng tập đoàn chúng ta không thể nào vượt qua được khó khăn lần này, cũng không có ngân hàng nào đồng ý cho chúng ta vay tiền. Nếu cứ tình hình này thì không quá 3 ngày. Việc vận hành của tập đoàn sẽ bị ngừng trệ, nghe Hàn Thành Phú hỏi vậy, Hàn Thành Võ nghĩ một lát rồi mới trả lời. Cái gì, sao có thể, tập đoàn chúng ta thành lập ở thành phố Kim Châu bao nhiêu năm như vậy, sao có thể nói sụp đổ là sụp đổ được, có người không dám tin, cứ thế nắm chặt tay tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, một cô gái ngồi bên Hàn Thành Văn hắng giọng, nhìn Hàn Hàn, nói, nếu không phải tập đoàn tạm thời đổi người phụ trách khiến hạng mục không thể kịp thời tiến triển thì bất động sản Đỉnh Kim sao có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng được.
cô ta đã bất mãn với việc chủ tịch hội đồng quản trị giao vị trí phụ trách cho Hàn Hàn Tư Lâu. Theo như cô ta thấy thì Hàn Hàn căn bản không có khả năng gánh vác hạng mục quan trọng như vậy. Ông nội nên giao phó cho cô ta mới đúng. Em Châu Nhi đừng nói hàm hồ. Sao có thể trách anh được? Rõ ràng trước đó Hàn Phương Nhiên không đàm phán thỏa đáng với bất động sản đỉnh kim. Mọi việc không liên quan gì đến anh, thấy Hàn Châu Nhi chụp mũ cho mình, Hàn Hàn lập tức tỏ thái độ luôn. Đúng vậy, liên quan gì đến Hàn Hàn, rõ ràng là trước đó cô ta đàm phán có chỗ sơ hở. Cô gái trang điểm lòe lòe kia mặc dù không hiểu việc hợp tác mà bọn họ đang nói nhưng vẫn miễn cưỡng đứng về phía Hàn Hàn. Hàn Phương Nhiên từ đầu tới cuối không nói lời nào. Cô bặm môi, nắm tay thật chặt. Hạng mục hợp tác là do cô đàm phán, có cống hiến lớn cho công ty vậy mà bây giờ vì nguyên nhân khác, những người này lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Hàn Phương Nhiên thật sự có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Phương Nhiên, cháu cho rằng việc này nên xử lý thế nào? Hàn Thành Phú thấy con trai mình và Hàn Châu Nhi càng nói càng hăng nên lập tức chĩa mũi dùi về phía Hàn Phương Nhiên. Việc này, Hàn Phương Nhiên bặm môi, cô định đứng dậy trước bao con mắt nhìn thì đột nhiên Đinh Dũng kéo tay cô, nói, Phương Nhiên, để anh nói đôi câu. Mặc dù không biết Đinh Dũng vì sao đột nhiên lại đứng dậy nhưng quả thực cô cũng không biết phải nói làm sao, nên chỉ đành gật đầu. Chủ tịch, cháu có đôi lời muốn nói. Không biết ông có muốn nghe không ạ? Đinh Dũng đứng dậy cười nói. Anh không quan tâm tới ánh mắt của những người khác mà cứ thế nhìn về phía Hàn Tông Khôn. Ở đây người có quyền định đoạt mọi việc chỉ có một, đó chính là Hàn Tông Khôn, những người khác anh không quan tâm, và lại, việc này cho dù ai phải chịu ấm ức gánh tội danh thì cũng chẳng thể giải quyết được nguy cơ của tập đoàn. Đã tới mức này rồi mà cả đám người này vẫn còn nhàn rỗi đổ tội cho nhau. Ở đây có chỗ cho cậu nói sao? Hàn Tông Khôn còn chưa lên tiếng thì con trai của Hàn Thành Phú là Hàn Hàn đã đứng dậy chỉ vào mặt Đinh Dũng rồi nạt nộ với vẻ mặt mỉa mai. Nghe vậy, Hàn Thành Văn cũng tỏ vẻ bất bình, nói cậu là cái quái gì mà cuộc họp của tập đoàn cũng đến lượt cậu chõ miệng vào. Đúng vậy, mọi người xem cậu ta còn cười được kìa. Đã tới nước này rồi mà cậu ta còn có thể cười được, nói tóm lại không ai ngờ được Đinh Dũng lại đứng ra. Đúng thế, đến nước này rồi. Mọi người còn tranh luận là ai đúng ai sai thì có ích gì không? Trên trời có tiền rơi xuống cho tất cả các vị ở đây không? Nếu không có tập đoàn và gia tộc thì mọi người, chẳng là cái quái gì, nghe những lời chỉ trích của bọn họ, Đinh Dũng đột nhiên bật cười lạnh lùng. Cậu! Hỗn xược, cậu dám nói chuyện với người lớn tuổi hơn thế đấy à? Đinh Dũng còn chưa nói hết câu thì mọi người đều biến sắc, đặc biệt là mấy người lớn tuổi như Hàn Thành Phú. Được rồi! Im miệng hết đi, Hàn Tông Khôn nhìn Đinh Dũng thật chăm chú rồi mới gật đầu, nói cháu muốn nói gì thì nói đi. Chúc độc giả của Tam Linh 247 và Finovo một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Cảm ơn quý độc giả đã đồng hành và ủng hộ app trong thời gian qua. Đinh Dũng, anh, Hàn Phương Nhiên kéo vạt áo Đinh Dũng nhìn anh hoài nghi. Hiện giờ là lúc cấp bách của tập đoàn. Nếu anh làm loạn thì tất cả mọi người sẽ chỉ trích cô, còn Đinh Dũng ra mặt chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người đối phó lại. Thế nhưng Đinh Dũng lại không để ý tới ánh mắt Hàn Phương Nhiên. Anh chỉ vỗ vỗ vai Phương Nhiên tỏ ý cô không cần phải lo lắng. Cháu hiểu mọi người vội vàng muốn tìm ra ai gây ra việc tập đoàn phải đối mặt với nguy cơ lần này, nhưng mọi người nên tỉnh táo một chút. Hiện giờ cái gì là quan trọng nhất? Đinh Dũng cười hết sức tự tin, đôi tay anh chống thẳng trên bàn họp. Đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp, giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này mới là quan trọng nhất, mới là việc mà người nhà họ Hàn chúng ta nên làm chứ không phải lục đục với nhau, mỗi lần gặp chuyện gì cũng đổ tội cho nhau. Hừ, cậu nói thì dễ lắm, hiện giờ nguồn vốn tập đoàn xuất hiện chỗ hổng lớn như vậy, chúng tôi còn có cách gì nữa, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Thành Phú lên giọng nheo mắt đáp lại. Hàn Thành Phú vừa dứt lời, người bên trong phòng họp bắt đầu xôn xao. Phần lớn đều theo hướng đổ tội cho người khác, không ai nhận trách nhiệm về mình. Hàn Tông Khôn nhìn Đinh Dũng chăm chú, nghe những lời xì xào xung quanh thì không khỏi cau mày. Hàn Thành Võ ngồi bên cạnh ông thấy tình hình như vậy thì hạ giọng nói, bố đừng tức giận mà nóng vội quyết định, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Hai, Hàn Tông Khôn lắc đầu bất lực nhìn cả nhà họ Hàn. Đến bây giờ cũng chỉ có Hàn Thành Võ là người có thể dùng được. Nhưng khó khăn lần này mà tập đoàn phải gánh vác thì không phải một người là có thể giải quyết được.
Nếu như các thành viên trong nhà họ Hàn đều đồng tâm hiệp lực thì có lẽ còn có thể làm chậm thời gian nguy cơ bùng phát, thậm chí nói không chừng còn có thể vượt qua khó khăn. Nhưng hiện giờ xem ra thì hy vọng quá mong manh. Bác cả, cháu cho rằng não là thứ rất tốt. Lần tới bác nên mang theo, Đinh Dũng gật đầu, sau đó nói một câu châm chọc. Đinh Dũng vừa dứt lời, đến cả Hàn Phương Nhiên cũng không nhịn nổi mà bụng miệng bật cười. Hàn Châu Nhi cười phì, suýt thì bắn cả nước bọt ra ngoài. Hỗn lão, loại bỏ đi như cậu mà dám đứng trước cuộc họp nói ra những lời ngông cuồng thế đấy hả? Hàn Hàn tối sầm mặt lại. Hắn ta đứng ra chỉ thẳng vào Đinh Dũng. Hàn Thành Phú mặt mày vô cùng khó coi. Ông ta rõ vẻ phẫn nộ, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, chỉ hận không thể chóc xương lột ra Đinh Dũng cho rồi. Mọi người đều biết chỉ dựa vào sức của một người thì không thể nào giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này. Đinh Dũng không quan tâm đến Hàn Hàn, tiếp tục nhìn mọi người, nói, nhưng ai dám nói mọi người đồng tâm hiệp lực thì không thể giúp được tập đoàn. Trừ phi bác cả còn chưa nghĩ đến việc này. Hay là bác căn bản không muốn bỏ công sức ra, Đinh Dũng nhếch miệng giễu cợt, đối diện với ánh mắt kia của Hàn Thành Phú, anh chẳng hề tỏ ra lo sợ, cứ thế nói dõng dạc từng câu một, như thể giáng từng cú đánh thật nặng nề vào Hàn Thành Phú khiến ông ta lửa giận bừng bừng, không thể nào phản bác lại. Vì cho dù ông ta có nói hay không thì những gì Đinh Dũng đã nói ra, những người khác cũng đã có ấn tượng với cái nói ra trước. Nếu ông ta phủ nhận thì những người còn lại sẽ cho rằng ông ta rảo biện. Nhưng nếu như không phủ nhận, thì lại phải nhận lấy tội danh ngồi hưởng mà không muốn bỏ tiền bỏ sức. Trách nhiệm này Hàn Thành Phú gánh không nổi, vì vậy ông ta chỉ có thể giữ im lặng chịu cảnh bị Đinh Dũng liên tiếp công kích. Khốn khiếp, bao nhiêu năm nay bố tôi dốc sức vì tập đoàn, cậu đừng hòng nói mấy lời sằng bậy, Hàn Hàn nhìn Đinh Dũng đầy hằn học. Hắn ta nạt nộ, tôi thấy cậu đang chơi kế ly gián đấy. Bảo vệ, lôi cậu ta ra ngoài. Hắn ta dứt lời. Cánh cửa phòng họp bị hai bảo vệ đẩy ra. Cả hai người này đều nhìn Hàn Hàn rồi lập tức đi về phía Đinh Dũng. Các người làm gì thế hả? Hàn Phương Nhiên đứng dậy cau mày lên giọng. Nhưng hai tên bảo vệ kia căn bản không quan tâm đến cô mà cứ thế đi về phía Đinh Dũng. Nhưng bọn họ còn chưa ra tay thì Đinh Dũng đã lạnh lùng bật cười, chủ tịch còn chưa nói gì mà. Tôi xem hôm nay ai dám đụng vào tôi. Hai người là người của tập đoàn Hàn Thị. Tập đoàn này hiện giờ đều phải nghe theo lời chủ tịch hay là lời của Hàn Hàn. Làm chó cũng đừng có nhận nhầm chủ chứ, Đinh Dũng nói rõ ràng từng lời, và lại đều lấy Hàn Tông Khôn làm bia đỡ đạn khiến người ta không thể nào phản bác lại. Giọng nói của anh không quá lớn nhưng đủ khiến người ta nghe rõ. Thực tế cũng như Đinh Dũng nói, hai tên bảo vệ còn chưa hỏi Hàn Tông Khôn mà đã nghe lời Hàn Hàn, cứ thế xông vào phòng họp, rõ ràng là không coi chủ tịch Hàn Tông Khôn ra gì. Hai người to gan lắm, lúc này Hàn Thành Võ mới đứng dậy hắng giọng, nói, ai cho hai người vào đây? Hội nghị của tập đoàn đang trong thời gian họp mà hai người xông vào. Biết sai không hả? Đây, xin lỗi, giám đốc Võ, đây là lần đầu tiên chúng tôi phạm sai lầm. Chúng tôi sẽ không phạm sai lầm nữa đâu ạ. Hai tên bảo vệ nghe Hàn Thành Võ nói vậy thì tỏ vẻ hoang mang, vội vàng khom lưng xin lỗi Hàn Thành Võ, tỏ ý lần sau sẽ không như vậy nữa. Hừ, chủ tịch ngồi đây mà các người xin lỗi tôi, Hàn Thành Võ cau mày nạt lại. Chủ tịch, chúng tôi biết sai rồi. Lần tới chúng tôi không dám phạm phải sai lầm như vậy nữa. Hai tên bảo vệ vội xin Hàn Tông Khôn, suýt chút nữa thì quỳ phịch xuống. Hàn Tông Khôn hít vào một hơi thật sâu, không lên tiếng. Chỉ khoát tay. Cả hai tên bảo vệ như được đại xá, vội vàng lùi sau. Sau khi đóng cửa phòng họp xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này nhìn nhau. Người nào cũng đều có suy nghĩ riêng của mình. Đinh Dũng, khốn khiếp, Hàn Hàn nắm chặt tay, thầm chửi trong lòng. Người mà hắn ta gọi tới đã bị Hàn Tông Khôn đuổi đi, rõ ràng là Hàn Tông Khôn không hài lòng với việc nhúng tay vào chuyện này của hắn. Được rồi, Hàn Nhi, ngồi xuống đi, Hàn Thành Phú kéo Hàn Hàn ngồi xuống, sau đó gượng cười nói với Đinh Dũng, đã vậy thì dễ hiền cho rằng lần này phải làm sao mới tốt cho công ty. Nếu như cháu có thể đưa ra sách lược cho công ty vượt qua khó khăn này thì tập đoàn nhất định sẽ không để cháu thiệt thòi đâu, Hàn Thành Phú cười ngoài miệng nhưng trong lòng lại lửa giận bừng bừng. Chưa bao giờ Đinh Dũng làm việc ở công ty, ngày thường chỉ ở nhà loanh quanh, ông ta không tin Đinh Dũng có thể nói ra được phương án giải quyết vấn đề của công ty. Ồ, bác cả đã nói vậy rồi thì cháu cũng không tiện từ chối, Đinh Dũng khẽ cười,
tự tin nhìn Hàn Tông Khôn, nói, chủ tịch, cháu quả thực có một phương án có thể giải quyết được nguy cơ của tập đoàn. Nhưng trước khi cháu nói, cháu muốn hỏi chủ tịch, nếu như cháu giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này thì tập đoàn thật sự sẽ không để cháu thiệt thòi chứ? Nói xong, Đinh Dũng nhìn Hàn Tông Khôn rồi cười, chờ đợi câu trả lời từ ông ta. Đó là đương nhiên, Hàn Thành Võ gật đầu hạ giọng nói. Nghe Hàn Thành Võ nói, Đinh Dũng im lặng một lúc rồi đột nhiên nhìn Hàn Tông Khôn cười, nói, chủ tịch, cháu không mong muốn gì khác, nếu như cháu có thể giúp tập đoàn vượt qua khó khăn lần này, hạng mục hợp tác với bất động sản đỉnh kim nhất định phải giao cho Phương Nhiên phụ trách. Đinh Dũng, bất động sản đỉnh kim đã, thấy Đinh Dũng lại nhắc tới chuyện hợp tác với bất động sản đỉnh kim, Hàn Phương Nhiên vội vàng lắc đầu kéo tay anh. Đương nhiên Đinh Dũng hiểu rõ ý của Hàn Phương Nhiên, chỉ là bất động sản đỉnh kim có hợp tác với tập đoàn Hàn Thị hay không, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói của anh mà thôi. Tin anh, Đinh Dũng chỉ nói có nhiều đó, gương mặt hiện rõ nét cười tự tin. Hàn Phương Nhiên cắn môi, mặc dù còn muốn giải thích với Đinh Dũng nhưng cô lại nói không được, nhất là khi vừa nghĩ tới nụ cười tự tin của Đinh Dũng, bất giác cô nhận ra bản thân nên tin tưởng anh. Ha ha ha, Đinh Dũng cậu đúng là tên vô dụng, lẽ nào cậu không biết bất động đỉnh kim đã đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng rồi sao, nghe Đinh Dũng nói, Hàn không nhịn được bật cười kinh bỉ. Nhưng tiếng cười này của hắn lại khiến Hàn Tông Khôn nhăn mày. Hàn Thành Văn vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát liền hừ lạnh một tiếng, nói với Hàn, cười lớn tiếng như vậy ở cuộc họp của tập đoàn còn ra thể thống gì. Hàn nghe vậy cũng nhận ra sắc mặt của ông nội không vui, nên vội vàng ngậm miệng lại. Cháu à, bất động sản đỉnh kim đã đơn phương tuyên bố hủy bỏ hợp tác rồi. Hàn Thành Võ chau mày, ông ta có hơi khó chịu với Đinh Dũng nhưng vẫn lên tiếng giải thích. Nhưng chưa đợi Hàn Thành Võ nói xong, Đinh Dũng đã lắc đầu, tỏ ra bình thường nói, chuyện này cháu biết rõ, nếu như bất động sản đỉnh kim chịu tiếp tục hợp tác, vậy thì người phụ trách nhất định phải là Phương Nhiên. Nhìn sắc mặt kiên định của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên cảm thấy rất ấm áp, cho dù biết rõ bất động sản đỉnh kim không thể nào hợp tác với Hàn Thị nữa nhưng nghĩ tới việc Đinh Dũng phải chống lại áp lực lớn như vậy để bảo vệ mình, Hàn Phương Nhiên vẫn không khỏi cảm động. Hứ, tóm lại đã không thể nào rồi, nếu như anh cần thì cho anh vậy. Hàn Châu Nhi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đầy khinh bỉ, nhìn Đinh Dũng như nhìn một tên ngốc. Hàn Thành Võ thở dài, Đinh Dũng còn không hiểu gì về công ty lớn, nếu như đã tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp tác thì bất động sản đỉnh kim làm sao lại không để ý gì tới hình tượng mà tiếp tục hợp tác với Hàn Thị chứ. Nhưng nếu như Đinh Dũng đã yêu cầu, ông ta cũng gật đầu nói, năng lực của Phương Nhiên ai nấy đều biết. Nếu như sau này bất động sản đỉnh kim có ý muốn hợp tác thì đương nhiên người phụ trách sẽ là con bé. Được, có lời này của chú là đủ rồi. Nghe Hàn Thành Võ nói, Đinh Dũng mỉm cười gật đầu. Vòng vo gì nữa, còn không mau nói đi, cậu có cách gì để giúp tập đoàn vượt qua khó khăn này? Hàn không nhìn được cười lạnh lùng. Hắn ta nói tiếp, chắc không phải cậu chẳng có cách gì nên mới ở đây kéo dài thời gian đấy chứ. Nếu như cậu dám lãng phí thời gian của mọi người mà lại không có cách. Nếu như em đã đứng ra thì nhất định có cách, em không giống như một số người nào đó chỉ biết nói suông. Đinh Dũng nhìn Hàn châm biếm rồi nói tiếp, nếu như khó khăn của tập đoàn thực sự đến từ việc bất động sản đỉnh kim đơn phương hủy hợp đồng thì chúng ta nói chuyện với họ một lần nữa, không phải vấn đề sẽ được giải quyết rồi sao? Ha ha ha, tôi tưởng có cách gì, cậu nói thế không phải là phí lời rồi sao? Nếu như có thể nói chuyện được, còn cần cậu ở đây dạy chắc, cậu cảm thấy bản thân mình giỏi giang thì đi mà nói. Đinh Dũng vừa nói hết, Hàn đã lên tiếng khinh khi. Không chỉ Hàn mà ngay cả bốn anh em nhà họ Hàn và Hàn Tông Khôn cũng chau mày, rõ ràng họ không ngờ đó là cách của Đinh Dũng. Đúng như Đinh Dũng nói, nếu như có thể nói chuyện với bất động sản đỉnh kim thì bọn họ cũng không cần mở cuộc họp khẩn như vậy. Hàn Tông Khôn sớm đã phái người đi thương lượng với họ. Kết quả là ngay cả cửa lớn công ty nhà người ta cũng không vào được chứ đừng nói tới việc gặp lãnh đạo. Cháu biết chuyện này rất khó làm được nhưng cháu tin năng lực của Phương Nhiên, xin chủ tịch cho Phương Nhiên một cơ hội. Đinh Dũng nhìn Hàn Tông Khôn nói rành mạch. Hàn Phương Nhiên nghe vậy vội vàng đứng lên chau mày nói với Đinh Dũng, anh nói gì vậy, sao em có thể nói chuyện với người ta, em. Vợ à, anh tin em nhất định làm được, Đinh Dũng nắm lấy tay Hàn Phương Nhiên nói nhỏ. Đây là cơ hội trở mình duy nhất của em. Nhưng mà, Hàn Phương Nhiên cắn răng, cô vốn không quen biết Tổng Giám đốc Bất Động Sản Đỉnh Kim, sao có thể thương lượng được.
Phương Nhiên, tin anh. Đinh Dũng trầm ngâm nhìn Hàn Phương Nhiên. Thấy Đinh Dũng nghiêm túc, Hàn Phương Nhiên cũng không biết làm sao mà lại gật đầu. Hứ, bố à, nếu như hai đứa muốn đi nói chuyện vậy thì cứ để chúng đi, phải cho thanh niên chút lòng tin mà, Hàn Thành Phú đột nhiên lên tiếng, nhưng là nói với Hàn Tông Khôn. Xem ra ông ta cũng sợ Đinh Dũng gây thêm rắc rối, thấy phản ứng của Hàn Thành Phú, bề ngoài thì làm như không có gì nhưng thực ra trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hai năm nay, dã tâm của con trai cả ông ta ngày càng lớn, không ngờ Đinh Dũng chỉ mới nói dăm ba câu đã làm được rồi. Bố à, chuyện này, hiện giờ công ty đang gặp khó khăn, không phải trò đùa con trẻ, Hàn Thành Võ làm mặt lo lắng nhìn Hàn Tông Khôn. Bây giờ tình hình công ty khẩn cấp, hai đứa buộc phải cam kết, nếu như không thương lượng được, tất cả hậu quả tự mình gánh chịu, ánh mắt của Hàn Thành Phú lạnh lùng nhìn Đinh Dũng cười thâm độc. Nếu như chúng cháu không thương lượng được, đương nhiên sẽ tự chịu tội. Đinh Dũng sảng khoái nhận lời khiến những người khác có hơi kinh ngạc. Nếu như đã như vậy, thì Hàn Tông Khôn lại nhìn Đinh Dũng chăm chăm rồi mới từ từ gật đầu. Bố, nhất định không được đâu, chính lúc này, Hàn Thành Võ mới nắm chặt tay lớn tiếng nói, bố à, sao có thể coi khó khăn của tập đoàn như trò đùa mà giao cho hai đứa nó chứ? Nghe Hàn Thành Võ nói, Hàn Tông Khôn thở dài nhìn Hàn Thành Võ, vậy thì có cách nào tốt hơn không? Con, Hàn Thành Võ ngây người, ông ta thực sự không còn cách nào khác. Xin chủ tịch hãy tin chúng cháu cũng tin Phương Nhiên, cô ấy nhất định có thể giúp tập đoàn xoay chuyển tình thế, Đinh Dũng đứng thẳng người tự tin nói với Hàn Tông Khôn. Chuyện này giao cho hai đứa, ta cho hai đứa thời gian một ngày, nếu như thương lượng không thành công, vậy thì đừng quay về nữa. Hàn Tông Khôn hít thật sâu, nheo mắt nói với Hàn Phương Nhiên. Hứ! Tôi xem hai người không thương lượng được có mặt mũi quay về không, nghe ông lão Hàn nói, Hàn Hàn vui mừng trong lòng, hắn ta sớm đã muốn đá cả nhà Hàn Phương Nhiên ra khỏi tập đoàn, đây không phải cơ hội tốt sao. Những người cũng đang phấn khích ngoài hai bố con Hàn Hàn và Hàn Thành Phú ra còn có hai người khác, một là Hàn Châu Nhi và người kia là kẻ đang ngồi xem hổ đấu Hàn Thành Quý. Hàn Châu Nhi hiện đang là một trong số nhân viên trẻ của công ty, người duy nhất có khả năng cạnh tranh với Hàn Hàn. Nhưng cô ta là nữ nên uy tín cũng kém hơn Hàn Hàn một chút. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, Hàn Châu Nhi là một nhà chính trị rất tài ba, một cô gái mà đấu dũng đấu mưu với bố con Hàn Hàn nhưng vẫn đứng vững trên nửa giang sơn, chắc chắn là không tầm thường. Trong khi đó từ đầu tới giờ Hàn Thành Quý vẫn chưa nói lời nào, không phải không muốn tranh giành vị trí chủ tịch tương lai mà thực sự con cái của ông ta không một ai tài giỏi được như Hàn Châu Nhi. Bản thân lại không có sức ảnh hưởng ở công ty giống như Hàn Thành Quý. Do vậy, ông ta chỉ có thể che giấu dã tâm của mình, ngồi xem hổ đấu. Nhưng cho dù có thể đàm phán thành công với bất động sản đỉnh kim thì nước xa không cứu được lửa gần, cũng chính lúc này, Hàn Thành Phú cười lạnh lùng nhìn Đinh Dũng rồi nói tiếp, nếu như có thể hợp tác tiếp với bất động sản đỉnh kim, nhưng các ngân hàng khác không chịu cho chúng ta vay tiền, nguồn vốn của công ty cũng không đủ, tất cả cũng uổng công vô ích. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm được một chút, nghe Hàn Thành Quý nói lại bắt đầu lo lắng. Thực ra rất nhiều người không hề quan tâm tới việc ai sẽ là người nắm quyền trong tập đoàn, điều họ để tâm hơn cả là tập đoàn có thể tiếp tục phát triển nữa không vì điều này liên quan tới chuyện họ dựa vào tập đoàn ăn ngon mặc đẹp. Hàn Thành Võ chau mày nhưng cũng chỉ thở dài rồi gật đầu. Ông ta trầm ngâm nói, chuyện đứt dòng vốn đúng là hơi rắc rối. Chuyện này mọi người có ý kiến gì có thể nêu ra để bàn bạc. Hàn Tông Khôn liếc nhìn ba người con của mình rồi lạnh lùng nói. Nguồn vốn đứt đoạn cần được lấp đầy bởi một lượng tiền lớn, ba đứa con trai của ông đã ăn chặn không ít tiền bạc của tập đoàn. Trong hoàn cảnh như hiện nay, nếu như bọn họ có thể đóng góp một chút, chưa nói tới chuyện có thể lấp đầy lỗ hổng nhưng ít ra có thể cứu nguy một lúc. Nhưng Hàn Tông Khôn đã thất vọng ngay sau đó, bởi vì mấy người kia cứ anh nhìn em nhìn anh. Không có một ai lên tiếng. Nếu như em rể đã có bản lĩnh lớn như vậy, hay là cứ giao chuyện này cho em ấy làm đi. Lúc này, đột nhiên Hàn Hàn cười nói. Không ít người nghe vậy không chịu được chau mày, rõ ràng là ức hiếp người ta mà, lỗ hổng vốn lớn như vậy, Đinh Dũng có cách gì chứ? Anh họ tốt của em, ý của anh là, Hàn Phương Nhiên chau mày tức giận nói, em thấy anh mới là người nên giúp sức đó, em nghe nói anh vừa mua hai chiếc xe thể thao. Còn mua một căn biệt thự nhỏ. Đúng vậy, hay là anh mang tài sản của anh đi thế chấp, đợi công ty vượt qua khó khăn thì trả anh cả vốn lẫn lời, còn hơn anh cứ để trong ngân hàng.
Nghe Hàn Phương Nhiên nhắc tới chuyện này, Hàn Châu Nhi ngay lập tức xen vào. Cô ta sớm đã dòm ngó tài sản của Hàn Hàn nhưng cái ghế cô đang ngồi không có vị thế lớn như hắn ta, hơn nữa cô không cũng dám to gan trục lợi như Hàn Hàn nên trong lòng hơi đố kỵ. Hàn Tông Khôn đưa mắt nhìn Hàn Hàn, bình thường ông cũng nhắm một mắt mở một mắt chuyện các con trai tham ô, hiện giờ cũng là lúc để bọn họ cống hiến một chút rồi. Cháu làm gì có tài sản, Hàn Hàn mặt biến sắc vội vàng biện minh. Ha ha, Tiểu Châu, cháu đứng đùa với anh cháu nữa, nó làm gì có của cải gì, Hàn Thành Phú cười giả tạo nhìn Hàn Châu Nhi rồi nói tiếp, bố à, nếu như Phương Nhiên có thể thương lượng thành công việc hợp tác lại với bất động sản đỉnh kim cho thấy con bé thực sự có năng lực, vậy thì chuyện xoay vốn cứ giao cho con bé cũng không hẳn không thể. Nếu như thương lượng thất bại thì chuyện vốn cũng đừng nhắc tới làm gì, sợ là chả có ngân hàng nào ở Kim Châu chịu hợp tác với chúng ta. Ánh mắt của Hàn Thành Phú có hơi thâm hiểm, xem chừng như đang muốn gây khó dễ cho Đinh Dũng. Hứ, anh cả này, anh nói thế khéo thật, Hàn Thành Võ vốn chẳng ưa gì Hàn Thành Phú nên nghe ông ta nói không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ được là khi bầu không khí hiện tại đã ngày càng căng thẳng thì Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng, nếu như bác cả đánh giá cao cháu, vậy thì chuyện tiền vốn cứ giao cho cháu và Phương Nhiên. Xem này, Đinh Dũng có phải điên rồi không, đầu óc có vấn đề rồi. Tên Đinh Dũng này đúng là vô dụng, trước đó chủ tịch đã nể mặt rồi, nếu như thương lượng không thành cũng không sao nhưng nếu như thành công thì hai người họ lại như cá gặp nước. Còn chuyện tiền vốn sau đó, nếu như làm không được thì thực sự sẽ trở thành tội nhân của cả tập đoàn. Hứ, tôi thì lại muốn xem lần này Hàn Phương Nhiên làm thế nào. Đinh Dũng vừa dứt lời cả cuộc họp đã xì xào bàn luận, họ thi nhau chỉ trỏ anh, không ai coi anh ra gì. Đinh Dũng, anh, không phải anh đang thêm rắc rối cho chúng ta đấy chứ, chúng ta đi đâu tìm nguồn vốn lớn như vậy hả, Hàn Phương Nhiên gãi đầu không hiểu nổi Đinh Dũng. Trước đây cô còn thay đổi cách nhìn với anh. Thậm chí bắt đầu tiếp nhận anh rồi nhưng tất cả những gì Đinh Dũng làm bây giờ cứ như đang gài cho cô một quả bom hẹn giờ, hết 3 ngày, nếu như cô không lấy được vốn, quả bom này sẽ phát nổ ngay lập tức, tới lúc đó tất cả thành quả cô khổ tâm gây dựng sẽ tiêu tan, thậm chí cô còn trở thành tội nhân của cả nhà họ Hàn. Yên tâm, anh có cách, nhìn khóe mặt rơm rớm của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng đau lòng nên vội vàng nói nhỏ với cô, anh có cách lấy được tiền vốn. Anh có cách gì? Hàn Phương Nhiên trao màu nói nhỏ, anh đừng làm bừa, đứt dòng vốn không phải chuyện nhỏ, ít cũng phải lên tới hàng trăm triệu tệ. Đinh Dũng, cháu chắc chắn có cách lấp lỗ hổng tiền vốn, Hàn Thành Võ lạnh lùng, ông ta vốn không ghét bỏ Đinh Dũng nhưng lúc này cũng không nhịn được muốn mắng anh, đúng là đứa không biết trời cao đất dày. Nhưng ông ta cũng chỉ có thể mắng thầm trong bụng chứ không dám tỏ ra mặt. Ông ta nghiêm túc nói, lần này tiền vốn bị thiếu ít nhất cũng phải 1 tỷ nhân dân tệ, cháu có hiểu không? Cái gì, 1 tỷ, ban đầu Hàn Phương Nhiên còn nghĩ mấy trăm triệu, ai mà ngờ được lại là 1 tỷ, cho dù có giết cô cũng không tìm đâu ra 1 tỷ. Cháu và Phương Nhiên nhất định không phụ kỳ vọng, Đinh Dũng nghiêm túc gật đầu sau đó lại quay sang Hàn Phương Nhiên nói nhỏ, yên tâm, con trai thống đốc ngân hàng phát triển Kim Châu là bạn học cũ của anh, cậu ấy nhất định giúp chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.